Lam Linh, ngươi nên biết mình đang làm gì. Sắc mặt Duẫn Ngạc đại biến, trừng mắt quát to. Duẫn Ngạc, ngươi còn tư cách gì kêu gào, hiện tại nếu bản tôn muốn giết ngươi thật dễ như trở bàn tay. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, tiếp theo sau xuất hiện trước người Duẫn Ngạc. Duẫn Ngạc vốn luôn đề phòng Lục Lâm Thiên, lập tức thối lui. Nhưng hắn đã quá xem trọng chính mình, ngay lúc hắn định thối lui mới phát hiện không gian đã bị phong tỏa, đồng tử hắn co rút lại, chảo ấn đã rơi lên cổ họng hắn, sau đó Lục Lâm Thiên dùng một bàn tay nhấc hắn lên cao. Lục Lâm Thiên lớn mật, ngươi muốn làm gì? Một thanh âm vang vọng, Thao Ưng lão tổ đã lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, mà cường giả Vạn Thú Tông cũng lao theo. Suy! Thân ảnh Thao Ưng lão tổ bay ra, thủ ấn biến hóa, một đạo chảo ấn trực tiếp bao trùm về hướng Lục Lâm Thiên, mục đích muốn buộc hắn buông ra Duẫn Ngạc, cả không gian đều vặn vẹo, không gian lực cường hãn nháy mắt dâng trào đổ ập về phía trước, không gian xung quanh vặn vẹo xoay tròn như bánh quai trèo lao tới trước. Hừ! Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, chảo ấn vẫn bóp chặt cổ họng Duẫn Ngạc, tay trái tùy ý ngưng tụ thành chảo ấn đánh ra, xuyên thủng cả không gian. Khe không gian chợt lóe, áp lực xung quanh nhất thời sút giảm. Suy, chảo ấn nháy mắt rơi lên chảo ấn của Thao Ưng, trong tích tắc va chạm lẫn nhau, khoảnh khắc phá khai chảo ấn của hắn, hung hăng rơi lên lòng bàn tay hắn. Két, sắc mặt Thao Ưng lão tổ đại biến, trên lòng bàn tay chợt lóe hào quang, một đạo chân khí cương quyển chợt bao phủ, đem lực lượng công kích ngăn cản bên ngoài, chân khí cương quyển nứt nẻ, nhưng chảo ấn kia cũng bị ngăn trở bay ra. Đặng đặng. Thao Ưng bị đánh bay ra ngoài, tay phải dựa thế gượng lại, lập tức chật vật rơi xuống bên cạnh lễ đài, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Đệ tử Vạn Thú Tông đã rơi xuống bên cạnh Thao Ưng, ánh mắt mang theo tức giận nhưng không ai dám tùy tiện tiến lên. Lâm Thiên, mau thả sư phụ muội. Sắc mặt Lam Linh kinh biến hô. Duẫn Ngạc, Thao Ưng, hôm nay ta cấp mặt mũi cho Lam Linh, không lấy mạng các ngươi, xem như thay nàng báo ân sư môn, tự các ngươi thu xếp ổn thỏa. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời đã ném Duẫn Ngạc ra ngoài. Đặng đặng, Duẫn Ngạc lảo đảo bật lui ra sau, sắc mặt xanh mét như gan heo, ánh mắt hoảng hốt, ở trước mặt Lục Lâm Thiên hắn hoàn toàn không có lực đối kháng. Duẫn Ngạc lui tới bên người Thao Ưng, hai người nhìn lên Lục Lâm Thiên cùng Lam Linh, khuôn mặt co rúm, biến cố hôm nay làm bọn hắn kinh ngạc lẫn ngoài ý muốn, nhưng mơ hồ lại có chút hiểu được, là vì bọn hắn cố ý dẫn dụ Lục Lâm Thiên tới đây cho nên mới bày ra hôn lễ này. Nhưng Thao Ưng thật không ngờ sự tình cuối cùng biến thành như vậy. Nhưng đối với những người khác đây chính là kinh ngạc, ai cũng nhìn ra được Lam Linh có quan hệ với Lục Lâm Thiên, không ngờ hôm nay Lục Lâm Thiên muốn tới cướp người. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, biến hóa như vậy làm tất cả ngạc nhiên sững sờ. Sư phụ, người không sao chứ? Lam Linh bước tới, ánh mắt lo lắng, nói thế nào đó cũng là sư phụ của nàng, bình thường cực kỳ chiếu cố quan tâm cho nàng. Ánh mắt Duẫn Ngạc lóe lên, ngay lúc Lam Linh bước tới ánh mắt hắn biến thành âm trầm, trong tích tắc một đạo chảo ấn rơi lên cổ của Lam Linh, nháy mắt liền giam cầm nàng ngay trước người. Sư phụ! Lam Linh gian nan hô. Sư phụ! Sắc mặt Hồng Vân đại biến kêu lên. Duẫn Ngạc, buông ra Lam Linh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thật không ngờ Duẫn Ngạc ra tay với Lam Linh. Lục Lâm Thiên, Lam Linh là người Vạn Thú Tông, người muốn như thế nào? Duẫn Ngạc nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt co giật, tuy có Lam Linh trong tay nhưng hắn vẫn sợ hãi Lục Lâm Thiên, không tự chủ được thối lui ra sau vài bước. Khuôn mặt Lam Linh đỏ bừng, chân khí Duẫn Ngạc xâm nhập vào thân thể cấm chế thân thể nàng, khiến nàng không cách nào nhúc nhích, ánh mắt biến thành ảm đạm, nàng thật không ngờ sư phụ lại ra tay đối với mình. Ta lặp lại lần nữa, buông ra Lam Linh, nếu không hôm nay người Vạn Thú Tông không một ai trốn thoát. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Duẫn Ngạc. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn thiên không, một cỗ khí tức băng hàn lan tràn, cả lễ đài giống như biến thành hầm băng, người có thực lực thấp đã bắt đầu run rẩy. Lục Lâm Thiên, Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông hôm nay liên hôn, có ý tốt mời ngươi tới xem lễ, ngươi lại tới quấy rối là có đạo lý gì? Liệt Thổ lớn tiếng hô, lùi tới bên người Thao Ưng, mà nhóm cường giả Hóa Vũ Tông cũng đi theo sau. Khóe môi Lục Lâm Thiên hiện lạnh ý, nói: "Không liên quan tới Hóa Vũ Tông các ngươi." Lập tức cút ngay cho bản tôn, nếu không sẽ cho các ngươi thi cốt vô tồn. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng vội càn rỡ, đây là Cự Giang Thành, ở trước mặt Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông còn chưa tới lượt ngươi hung hăng. Mặc dù trong lòng Liệt Thổ đã sợ hãi,
nhưng đứng trước mặt thiên hạ quần hùng hắn chỉ phải cắn răng nói chuyện, không thể làm mất mặt Hóa Vũ Tông, hắn nhắc nhở Cự Giang Thành là có ý nhắc nhở Lục Lâm Thiên không được động thủ nơi này. Ánh mắt mọi người đều rơi lên lễ đài, không khí hoàn toàn căng thẳng. Đúng ngay lúc này ánh mắt Kim Huyền khẽ động, nhất thời nhìn chăm chú về phương xa. Vậy trước tiên đem Hóa Vũ Tông các ngươi khai đao cũng tốt. Trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe sát ý, hắn mặc kệ hết thảy, bằng không trước kia cũng đã không đại khai sát giới trong Cự Giang Thành. Lục Lâm Thiên, ngươi dám vọng động, Hóa Vũ Tông tuyệt không buông tha ngươi. Sắc mặt Liệt Thổ càng thêm âm trầm, chân khí thổ hệ run lên, uyển như thủy triều bao phủ, trong lòng hắn thật sự kiêng kỵ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới, bước tới một bước, kình phong chấn khai cả một mảnh hoa đỏ trên đài. Hóa Vũ Tông giỏi lắm sao, cho dù ta tiêu diệt Hóa Vũ Tông, đám lão bất tử có năng lực làm gì ta. Nhưng đúng ngay lúc này trên trời cao đột nhiên truyền ra một thanh âm thanh thúy, sóng âm thổi quét chân trời, mang theo khí tức khiến linh hồn người run rẩy. Vừa nghe thanh âm, mọi người trên quảng trường chợt run lên, ngẩng đầu nhìn qua, mà sắc mặt những cường giả ngồi trên đài xem lễ đều đại biến. Ngao! Một tiếng hí hô từ xa xa truyền tới, chỉ sau hai lần lắc mình giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ bay qua. Yêu thú lớn hơn trăm thước, toàn thân tuyết trắng, quanh thân tràn ngập hàn băng khí, vừa xuất hiện cả không gian như đông thành băng, hai mắt đỏ đậm, tứ chi có móng vuốt sắc bén, trong miệng hiện rõ răng nanh âm sâm sáng ngời. Hàn băng thiên lang, thất giai hậu kỳ đỉnh. Nhìn thấy đầu yêu thú kia, nhất thời có người kinh ngạc hô to. Hàn băng thiên lang, Độc Cô gia tộc đã tới. Ánh mắt cường giả Bắc Cung gia tộc chợt động, thiên mộc độc long thú là yêu thú độc hữu của Bắc Cung gia tộc, mà hàn băng thiên lang là yêu thú độc hữu của Độc Cô gia tộc, vừa cảm giác khí tức đã biết thân phận người vừa tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Siêu siêu. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, mười mấy thân ảnh từ trên lưng hàn băng thiên lang nhảy xuống lễ đài, không mang theo chút dao động, thân ảnh vừa xuất hiện uy áp lập tức buông xuống. Vừa nhìn thấy hai người dẫn đầu, dáng vẻ lạnh lùng của Lục Lâm Thiên thu liếm, hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi là Hóa Vũ Tông sao, ngươi dám động hắn thử xem, ta cam đoan làm cho Hóa Vũ Tông biến mất trên đại lục này. Một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp bước tới. Đôi mắt long lanh tuyệt mỹ đầy băng xương. Đặc biệt khí chất của nàng, trên đời này có thể so sánh cũng chỉ có Bắc Cung Vô Song. Nữ tử đẹp quá. Là nàng. Tử Yên, Đạm Thai Tuyết Phi bọn họ đều biến hóa, tuy các nàng đều cực kỳ mỹ lệ, nhưng so sánh với Độc Cô Cảnh Văn đều cảm thấy hâm mộ trong lòng. Liệt Thổ dùng mình, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt của nữ tử làm cho hắn kinh hãi run lên, bật thốt. Thần Hoàng Khí. Ngươi là người Độc Cô gia tộc. Thần nữ Độc Cô gia tộc tại đây, ai dám cản rỡ, giết không tha. Mười mấy thân ảnh cùng quát lớn, thần hoàng khí thổi quét, không gian xung quanh như đông cứng lại. Lâm Thiên, huynh còn thất thần làm gì, không thấy chúng tôi tới sao, có phải ngoài ý muốn hay không đây? Vào lúc này một thân ảnh xinh đẹp nhảy tới trước người Lục Lâm Thiên, thân mặc lục y, cổ tay áo thêu hoa văn thủy tiên, uyển chuyển là lướt vô cùng. Hồng Lăng. Sao hai người tới đây? Lục Lâm Thiên mỉm cười, quan sát thiếu nữ trước mắt, thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ tới cảnh văn cùng Hồng Lăng đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ không hoan nghênh chúng tôi sao? Vân Hồng Lăng quyệt miệng, tuy dung nhan của nàng kém hơn Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song một ít, nhưng vẻ tuyệt mỹ thật sự khó thể so sánh. Đương nhiên không phải. Lục Lâm Thiên mỉm cười, sao hắn lại không chào đón, trong lòng hắn đang vô cùng vui vẻ đâu. Cảnh Văn, Hồng Lăng, hai người cũng đã tới. Thân ảnh Bắc Cung Vô Song chợt lóe, không gian ba văn chợt nhoáng lên, sau đó đã đi lên lễ đài, chỉ sợ ngoại trừ Kim Huyền căn bản không ai thấy rõ nàng làm sao biến mất. Cảnh Văn tẩu tử, Hồng Lăng tẩu tử, sao hai người đều tới đây? Lục Tâm Đồng cũng nhảy lên lễ đài, khi rơi xuống đài không chút ba động, thực lực ấy tuyệt đối đã đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Mấy nữ tử này thật khủng bố. Cường giả đế đạo minh cùng thiên địa minh đều động dung, nhóm nữ tử tuyệt mỹ kia chẳng những dung mạo tuyệt thế, thực lực cũng tuyệt đối khủng bố. Vô Song tỷ, Tâm Đồng. Độc Cô Cảnh Văn cười nói. Lâm Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Lâm Thiên đang giằng co với Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông, mà Duẫn Ngạc lại bắt Lam Linh trong tay, ánh mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc.
Việc này, Lục Lâm Thiên muốn nói lại thôi, hắn biết tính tình của Vân Hồng Lăng, lúc này nàng xuất hiện làm hắn vừa mừng vừa lo lắng. Nhìn bộ dáng lúng túng của hắn, Bắc Cung Vô Song khẽ cười, mở miệng truyền âm cho Độc Cô Cảnh Văn cùng Vân Hồng Lăng, ánh mắt hai người nghi hoặc nhìn qua Lam Linh. Tuy Lam Linh bị Duẫn Ngạc bắt giữ trong tay, trong lòng có cảm giác thương tổn nặng nề, nhưng ánh mắt sớm chú ý tới Vân Hồng Lăng cùng Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Hừ, huynh còn nhớ lúc trước đã đáp ứng gì với muội hay không chứ? Bắc Cung Vô Song vừa nói xong, ánh mắt Vân Hồng Lăng đã hung hăng trừng Lục Lâm Thiên, khiến cho hắn chỉ có thể cười khổ. Hồng Lăng, có một số việc đợi trở về hãy nói đi. Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua Lục Lâm Thiên, cũng không có biểu hiện gì khác, nàng thoáng xoay người nhìn qua Duẫn Ngạc. Ngươi chính là Vạn Thú Tông Duẫn Ngạc đi, ngay cả đệ tử của mình cũng đối phó như vậy, không thấy mất mặt sao, buông nàng ra, chẳng lẽ muốn ta ra tay buộc ngươi buông ra. Ngữ khí của nàng không cho phép người cự tuyệt, ánh mắt làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây là việc tư của Vạn Thú Tông, chẳng lẽ Độc Cô gia tộc cũng muốn quản sao? Ánh mắt Duẫn Ngạc co rút, hắn đã hiểu rõ thân phận Độc Cô Cảnh Văn, không nghĩ tới lần này cả Độc Cô gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc đều đi tới Cự Giang Thành. Đây là chuyện của Vạn Thú Tông, chẳng qua hiện tại đã biến thành chuyện của chúng ta, Lam Linh là nữ nhân của Lâm Thiên, tự nhiên có quan hệ với ta, không thả nàng, ngươi chuẩn bị thừa nhận hậu quả. Bắc Cung Vô Song lạnh lùng tập trung vào Duẫn Ngạc. Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc thật lợi hại đi, chuyện này cũng quản có phải quá rộng hay không, chẳng lẽ các ngươi luôn bá đạo như vậy hay sao? Ánh mắt Liệt Thổ run lên, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Các ngươi là thần nữ Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, lại có hôn ước với Lục Lâm Thiên, mà thái độ làm người của hắn thật quá khinh bạc, lừa phỉnh đệ tử Vạn Thú Tông chúng ta xin khuyên các ngươi nên quản Lục Lâm Thiên là tốt rồi, nếu hai gia tộc các ngươi trở mặt với Thiên Địa Minh chúng ta, mặt mũi cũng khó xem. Ánh mắt Thao Ưng âm trầm nói. Vô nghĩa, nam nhân của chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ quản, không tới lượt lão gia hỏa ngươi phí tâm. Vân Hồng Lăng cả giận nói, ánh mắt căm tức, cũng không đem Thao Ưng để vào trong mắt. Nghe Vân Hồng Lăng mắng mình, sắc mặt Thao Ưng nhất thời tối sầm xuống. Vân Hồng Lăng cũng không quản vẻ mặt của hắn, lại nhìn Duẫn Ngạc nói. Mặc dù nam nhân của chúng ta có chút hoa tâm, nhưng nếu Lam Linh đã là nữ nhân của hắn, cũng là tỉ muội của ta, vậy không tới lượt người khác đi khi dễ, cút ngay cho bổn tiểu thư. Vân Hồng Lăng vừa dứt lời, dậm mạnh xuống đất, cánh hoa đỏ bay tung khắp thiên không, nhìn qua giống như đột ngột bắn tung tóe. Cùng một thời gian thân ảnh của nàng hóa thành thanh ảnh bay thẳng về hướng Duẫn Ngạc nhanh như chớp. Hừ, nhìn thấy Vân Hồng Lăng mang theo kình khí vô hình bạo tuôn lao qua, thần sắc Duẫn Ngạc trầm xuống. Nếu là Lục Lâm Thiên hay Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song thì hắn không phải đối thủ, nhưng lại không hề đem Vân Hồng Lăng xem vào trong mắt, thân hình hùng vĩ run lên, chân khí khởi động, một đạo trưởng ấn ngưng tụ ầm ầm vỗ thẳng về hướng Vân Hồng Lăng, dưới trưởng ấn, không gian bị vỡ áp hoàn toàn nứt nẻ. Cẩn thận! Sắc mặt Vân Thiếu Thiên lập tức lo lắng, nhưng cũng không có động tác, đã có nhóm người Lục Lâm Thiên ở đó, Vân Hồng Lăng sẽ không gặp phải sự tình gì. Trong tích tắc trưởng ấn ập tới, khóe môi Vân Hồng Lăng hiện tai cười lạnh, chân dẫm xuống đất, kinh khí hung hãn trực tiếp làm mặt đất nứt nẻ thành khe hở rậm rạp lan tràn khắp xung quanh. Thân thể nàng chợt nhảy dựng lên, không lùi mà tiến tới, thủ ấn biến hóa. Duẫn Ngạc, muốn động thủ với bổn tiểu thư, hiện tại ngươi đã không đủ tư cách. Quanh thân Vân Hồng Lăng hiện lên một cỗ thổ hoàng sắc quang quyển, chân khí tràn ra, khí lưu ba văn cuồn cuộn sôi trào. Một đạo trưởng ấn thổi quét tới, tốc độ còn nhanh hơn thiểm điện, năng lượng thổ hệ bao phủ bên trong, khe không gian trực tiếp hiển lộ. Vũ Tôn Tam Trọng, Duẫn Ngạc cả kinh, muốn rút lại công kích đã không còn kịp nữa, hai đạo trưởng ấn ầm ầm va chạm lẫn nhau. Oanh! Thanh âm nổ bạo trầm thấp truyền ra, kinh khí kích tán, những cánh hoa đỏ bị kinh khí thổi quét văng ra bốn phía, nhìn qua chẳng khác gì một cơn mưa hoa đỏ tươi. Suy! Duẫn Ngạc cảm giác được một cỗ lực lượng thật lớn tràn vào trong lòng bàn tay hắn, cánh tay giống như bị bẻ gãy, huyết khí cuồn cuộn, miệng phun máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Duẫn Ngạc bị thương nặng, thân thể Lam Linh cũng bị đánh văng, thân hình bay ngược ra xa. Suy! Vân Hồng Lăng tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, thân hình chợt lóe như quỷ mị, khí tức phong hệ run lên, nháy mắt đi tới trước người Lam Linh, chợt vung tay,
một cỗ chân khí phong hệ dịu dàng bao phủ Lam Linh vào bên trong. Oanh! Thân hình hùng vĩ của Duẫn Ngạc rơi thẳng xuống lễ đài, nện xuống mặt đất quảng trường khiến đá phiến đều nứt vỡ. Vũ Tôn Tam Trọng a! Nhìn thấy cháu gái đã đạt tới Vũ Tôn Tam Trọng, Thiên Dương Tôn giả tràn đầy ý cười. Tiểu bối càn rỡ! Nhìn thấy Duẫn Ngạc bị trọng thương, Lam Linh cũng đã rơi vào trong tay Vân Hồng Lăng, ánh mắt thao ưng lẫn những đầu lĩnh đại sơn môn chấp động, đồng thời lao thẳng về hướng Vân Hồng Lăng. Lão gia hỏa, cấp mặt không biết xấu hổ, cút trở về cho ta. Khuôn mặt độc cô Cảnh Văn nhất thời trầm xuống, khóe môi lộ vẻ băng xương, linh lực cùng thần hoàng khí tràn ngập cả không gian, thiên địa năng lượng dao động kịch liệt, thân ảnh đã xuất hiện ngăn cản thao ưng lão tổ. Lui ra cho ta. Bắc Cung Vô Song quát một tiếng, nhanh như chớp đi tới trước mặt liệt thổ, chân khí cùng mộc hoàng khí khủng bố tràn ra, cả không gian ba văn đều rung động, bầu trời như lâm vào phong vân biến sắc. Dưới hai cỗ uy áp bộc phát, những ai thực lực thấp đều phủ phục, toàn bộ linh giả cùng tu vi mộc hệ nhất thời quỳ rạp xuống, căn bản không cách nào chống cự được uy áp kia. Hai thân ảnh tuyệt mỹ giống như có thể nắm giữ cả thiên địa trong tay, không trung run rẩy lên, trên bầu trời gió dục mây vần. Gần như muốn trộn vỡ hư không. Uy áp thật mạnh. Ánh mắt Kim Huyền phát sáng. Trong đội ngũ hai minh không ý cường giả đều quỳ xuống, ngay cả siêu cấp cường giả cũng tuôn mồ hôi lạnh, mà Vũ Tôn Mộc Hệ cùng Linh Tôn càng ảnh hưởng. Biến hóa chỉ trong nháy mắt, khi Độc Cô Cảnh Văn xuất hiện trước mặt Thao Ưng, thân ảnh huyền chuyển phá vỡ không gian ba văn, chân khí dao động phóng lên cao, trưởng ấn mang theo khí tức linh hồn khủng bố động tới thiên địa năng lượng tràn ngập vỡ áp thẳng về phía hắn. Trong hai tay Bắc Cung Vô Song tràn ra một đạo chân khí xanh đậm, động tới thiên địa năng lượng trên không trung, hình thành một dải lụa như độc xà hướng liệt thổ bắn tới, không gian bị xuyên thủng phá nát, uy thế kinh người làm mọi người chấn kinh. Cả Thao Ưng cùng liệt thổ đều bị tránh né, nhưng một cỗ chân khí đặt trên thân hai người, không gian vặn vẹo muốn di chuyển thật khó khăn, tốc độ bị áp chế, thậm chí cả thực lực cũng bị áp chế không ít. Cả Thao Ưng lẫn liệt thổ đều hoảng sợ đánh ra một đạo trưởng ấn nghênh đón trưởng ấn cùng giải lụa của hai thiếu nữ. Công kích va chạm cùng một chỗ, sắc mặt Thao Ưng đại biến, một cỗ linh hồn dao động trực tiếp thổi quét, như lâm vào linh hồn hải dương, không gian ba văn bị chấn nát, linh hồn lực bàng bạc đánh thẳng lên người hắn, căn bản không có lực đánh trả. Cùng một thời gian trưởng ấn của liệt thổ va chạm vài giải lụa chân khí, hai bên giằng co trong nháy mắt, ánh mắt liệt thổ chợt hoảng sợ. Trong công kích của đối phương có một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp làm chân khí của hắn đông cứng lại, làm sinh cơ bị giam cầm hủy diệt. Oanh oanh! Hai tiếng nổ tung trầm thấp, khe không gian tối đen lóe lên, thân hình Thao Ưng cùng liệt thổ giống như diều đứt dây bắn ngược nện thẳng xuống đất. Phốc! Hai người đồng thời phun máu tươi, một chiêu đã bị thương nặng, căn bản không dám tin tưởng một màn này. Không gian run rẩy cuối cùng lặng yên bất động. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn thu liễm chân khí, không ai ngờ thực lực hai thiếu nữ khủng bố tới như vậy. Thực lực Cảnh Văn cũng không kém hơn Vô Song. Trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thán, ngẫm lại cũng phải, vốn thực lực Độc Cô Cảnh Văn luôn cao hơn Bắc Cung Vô Song, sở dĩ Bắc Cung Vô Song có thể ngang ngửa nàng là vì nhờ có thu hoạch trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ mới đạt được. Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông thật to gan, ngại mạng dài quá sao. Hai thần nữ ra tay. Cường giả hai tộc nháy mắt nhảy lên giữa không trung, sát ý tràn tới, đối với họ mà nói ai dám động tới thần nữ thì có giết vài người cũng là chuyện thật bình thường. Chư vị, Cự Giang Thành cũng không phải địa phương giải quyết ân oán, có chuyện gì ngồi xuống chậm rãi thương nghị được chứ? Ánh mắt Tử Yên dao động, ngân mang chợt lóe, thân ảnh lập tức nhảy lên lễ đài. Lui ra đi. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn cũng không muốn mở rộng sự tình trong Cự Giang Thành. Phất tay ý bảo người trong gia tộc lui ra phía sau. Đa tạ hai vị thần nữ. Tử Yên khẽ khom người nói. Thánh nữ khách khí, vừa rồi ra tay chỉ là do tình thế bất đắc dĩ, có nhiều mạo phạm xin hãy tha lỗi. Bắc Cung Vô Song nói. Tử Yên mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ không sao. Lam Linh. Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh Lam Linh, không biết vì những chuyện xảy ra quá đột ngột hay vì tổn thương mà lúc này nàng vẫn ngây người. Vừa nghe thanh âm của hắn, ánh mắt Lam Linh khẽ động. Lam Linh đa tạ Vân Tiểu Thư cùng hai vị thần nữ đã ra tay. Lam Linh Tiểu Thư, sau này là người một nhà, không cần cảm tạ, người không sao chứ? Bắc Cung Vô Song đi tới hỏi. Ta không sao, đa tạ Vô Song Tiểu Thư quan tâm.
Lam Linh luôn ôm một chút vẻ kiệt ngạo trong lòng, nhưng đối diện với Bắc Cung Vô Song, vẻ kiệt ngạo của nàng đã hoàn toàn tiêu tán. Lam Linh, ngươi trở lại cho ta. Duẫn Ngạc đứng lên, khóe miệng rỉ máu tươi, vẻ mặt chật vật âm trầm nói, nhưng ánh mắt vẫn có chút e ngại. Lam Linh bước tới, nói. Đệ tử cảm tạ sư phụ đã chiếu cố mấy năm nay, một chảo vừa rồi đệ tử sẽ nhớ kỹ, nhưng nói thế nào sư phụ vĩnh viễn là sư phụ, chẳng qua hôm nay đệ tử không thể tòng mệnh. Lam Linh, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi là người Vạn Thú Tông, nếu làm vậy phải trả giá cực đắt. Trong mắt Duẫn Ngạc đầy vẻ oán hận, không nghĩ tới đệ tử phản bội chính mình, vừa rồi khiến cho hắn chịu nhục trong tay Vân Hồng Lăng, món nợ này sẽ tính trên người Lam Linh. Lời vô nghĩa cũng thật nhiều, có tin hiện tại ta cho ngươi trả giá thật nhiều hay không? Lục Tâm Đồng lạnh lùng nói. Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, hôm nay thiên địa minh sẽ nhớ kỹ. Vô Ảnh Kiếm Tôn đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn. Thiên Kiếm Môn. Độc Cô Cảnh Văn liếc mắt nhìn Vô Ảnh Kiếm Tôn, nói. Thiên địa minh sao, nếu sáu đại nhân hoàng tộc xuất thế, thiên địa minh tính cái gì, tới tuổi của các ngươi, làm người làm việc nên suy nghĩ kỹ mới tốt, sáu đại nhân hoàng tộc không ra đời, không có nghĩa là vĩnh viễn không đi ra, cũng không có nghĩa cho phép có người ở trước mặt kêu gào. Độc Cô Cảnh Văn gằn từng tiếng, tựa hồ có một cỗ ma lực làm Vô Ảnh Kiếm Tôn run rẩy. Vô Ảnh cũng hiểu thật rõ ràng, thân là thần nữ Độc Cô gia tộc. Lời của Độc Cô Cảnh Văn tuyệt đối không chỉ nói xuông uy hiếp chính mình. Lam Linh, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, trở lại đây cho ta. Duẫn Ngạc nhìn Lam Linh, ánh mắt run rẩy, hắn biết rõ nếu lần này liên hôn thất bại, Vạn Thú Tông sẽ bị tổn thất lớn, uy lực cùng điều kiện đã đưa ra, sẽ khiến Vạn Thú Tông phải thừa nhận đả kích không nhỏ. Thỉnh sư phụ thứ lỗi, hôm nay Lam Linh không thể nghe theo. Lam Linh nhìn Duẫn Ngạc nói. Một chảo của Duẫn Ngạc giúp nàng hạ quyết tâm, nàng vẫn luôn nỗ lực tiến bộ, nhưng tới lúc này nàng mới biết được mặc kệ nàng nỗ lực thế nào, nàng vẫn chỉ là quân cờ của Sơn Môn mà thôi, không có thực lực tuyệt đối, nàng không thể thoát khỏi vận mệnh của quân cờ, nguyên bản nàng đã chịu phận bất hạnh, nhưng hắn đã tới, hắn tự mình thừa nhận nàng là nữ nhân của hắn, điều này làm cho nàng không thể cự tuyệt. Hôm nay Duẫn Ngạc này tuyên bố, đem nghịch đồ phản tông Lam Linh đuổi ra khỏi tông môn. Từ hôm nay trở đi Lam Linh không còn là đệ tử Vạn Thú Tông, đệ tử Vạn Thú Tông gặp được, mỗi người đều có thể giết chết. Duẫn Ngạc lớn tiếng quát, sóng âm quanh quẩn trên không. Nghe vậy đệ tử Vạn Thú Tông đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ sự tình lại biến thành như vậy. Sư phụ! Lam Linh run lên, đôi mắt nhìn Duẫn Ngạc đầy nước mắt. Lục Lâm Thiên đi tới cạnh nàng, ôm nàng vào lòng nói. Chúng ta đi thôi! Lam Linh lại nhìn Duẫn Ngạc. Lại gật đầu với Lục Lâm Thiên. Thao ưng, Duẫn Ngạc, hôm nay nể mặt Lam Linh ta buông tha các ngươi, có sự tình gì chờ ngày mai đàm phán nói đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua Thao ưng, Duẫn Ngạc cùng Liệt Thổ, lại nhìn Tử Yên khẽ gật đầu, mang theo nhóm nữ tử nghênh ngang rời đi, mà người trên quảng trường đều tự động nhường đường. Ánh mắt nhóm người Thao ưng đều co rúm lại, không ai dám ngăn cản Lục Lâm Thiên, nhưng sắc mặt đều xanh mét âm trầm tới cực điểm. Chúng ta cũng đi thôi. Thất Tinh Tôn giả nói, đã không còn náo nhiệt để xem, không cần tiếp tục lưu lại làm gì, mục đích của mọi người cũng chỉ vì cuộc đàm phán lần này, một màn ngày hôm nay thật sự làm bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Trên quảng trường vang lên tiếng cảm thán lẫn thở dài, một buổi hôn lễ lại có kết cục như vậy, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại trực tiếp cướp lấy tân nương, lần này Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông thật đủ mất mặt. Hừ, bên trong đội ngũ Lan Lăng Sơn Trang, ánh mắt Gia Cát Tử Vân âm trầm, nhìn Lục Lâm Thiên vẫn hung hăng càn quấy, bên người lại có vô số hồng nhan tuyệt mỹ, ánh mắt càng thêm ghen ghét. Lục Lâm Thiên, ta xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy bao lâu, lần này ngươi nhất định phải chết. Gia Cát Tử Vân thầm hận nói, nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất trên quảng trường, nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Lục Lâm Thiên đã chết từ lâu. Nhóm người Đế Đạo Minh cũng lập tức rời đi, không ai chào hỏi người Thiên Địa Minh. Trong đám người trên quảng trường, ánh mắt nam tử gầy gò đứng cạnh Lăng Thanh Tuyệt không ngừng chớp động. Thanh Tuyền, chúng ta đi thôi. Lăng Thanh Tuyệt nói, vài người vô thanh vô tức biến mất trong dòng người không thấy. Nhìn một màn trên quảng trường, ánh mắt người Thiên Địa Minh run lên, cũng bất đắc dĩ, trong mắt thầm hiện sát ý, cánh của Lục Lâm Thiên càng ngày càng cứng rắn, nếu không nhổ xuống sau này sẽ không còn cơ hội, cả
cả thiên địa minh đã không còn đường lui. Bên trong một đình viện, Lục Lâm Thiên, huynh định làm như thế nào? Vân Hồng Lăng chống nạnh, bừng bừng tức giận nhìn Lục Lâm Thiên, đôi mắt đẹp trợn trừng như sắp rơi ra ngoài. Hồng Lăng, chúc mừng muội đã đột phá tới vũ tôn tam trọng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đừng chuyển đề tài, phương pháp này vô dụng với muội. Vân Hồng Lăng căm tức chừng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, nhìn qua Bắc Cung Vô Song bọn họ, mà mọi người làm như không chứng kiến, rời mắt nhìn sang nơi khác. Cảnh Văn, sao muội biết ta tới Cự Giang Thành vậy? Ánh mắt Lục Lâm Thiên xoay chuyển, lại đi tới bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Độc Cô Cảnh Văn thản nhiên liếc nhìn hắn, nói. Lâm Thiên, Hồng Lăng đang hỏi huynh đâu, việc này muội cũng không giúp được huynh, miễn cho Hồng Lăng tìm muội tính sổ. Hừ, huynh nói đi, lúc trước huynh đã đáp ứng gì với muội, bây giờ còn không thành thật. Vân Hồng Lăng căm tức nhìn Lục Lâm Thiên, thấy hắn còn muốn tìm Cảnh Văn hỗ trợ, tức giận dùng tay hung hăng kháp lên đùi hắn. A! À, Lục Lâm Thiên nhất thời kêu thảm một tiếng, bởi vì không phòng ngự nên cũng cảm thấy đau đớn. Ai bảo huynh hoa tâm, có chúng tôi còn chưa đủ, lại đi hái hoa ngắt cỏ. Vân Hồng Lăng xuống tay cũng không lưu tình, lại hung hăng kháp đùi bên kia của hắn. A! À, Lục Lâm Thiên lại kêu thảm, nhưng không dám chống cự, gặp phải nha đầu Vân Hồng Lăng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng. Tâm Đồng, ta đột nhiên cảm thấy đói bụng, chúng ta đi ăn gì đi thôi. Nghe tiếng hô thảm của Lục Lâm Thiên, Dương Quá liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ hết cách. Được thôi, muội cũng cảm thấy đói bụng rồi. Lục Tâm Đồng lôi kéo Dương Quá đi ra tiểu sảnh, trong phòng chỉ còn Lục Lâm Thiên cùng bốn thiếu nữ. Không tình nghĩa huynh muội, không nghĩa khí. Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, cái gì mà đói bụng, với tu vi của hai người họ làm sao biết đói bụng là gì, tìm lý do cũng phải tìm hợp lý một chút đi. Nhìn cái gì vậy, huynh thành thật một chút cho muội. Tay phải Vân Hồng Lăng nhéo lỗ tai Lục Lâm Thiên, tay trái chống nạnh oán hận trừng mắt mắng. Hồng Lăng tiểu thư, chuyện này đều bởi vì ta, tiểu thư đừng làm khó dễ Lâm Thiên. Lam Linh thật sự có chút xấu hổ, nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn. Trong mắt nàng hiện vẻ đau lòng. Lam Linh, việc này không quan hệ với cô, người này chính là Thiếu Thu Thập, cô nghĩ hắn thành thật sao, còn kêu lớn như vậy giống như ta dùng lực rất lớn thôi, tự ta dùng bao nhiêu sức lực ta còn không biết sao, còn giả bộ. Vân Hồng Lăng càng nói càng tức giận, trực tiếp véo lỗ tai Lục Lâm Thiên thành nửa vòng. Lam Linh, cô đừng lo lắng, chuyện này không quan hệ với cô, chỉ có Hồng Lăng cùng Tiểu Linh mới có thể thu thập được Lâm Thiên. Sau này cô sẽ thói quen. Bắc Cung Vô Song đi tới nói. Vô Song tiểu thư, nếu muội không chê, gọi ta một tiếng Vô Song tỷ là tốt rồi, tỷ muội chúng ta không cần khách khí. Bắc Cung Vô Song nói. Có Lâm Thiên cùng chúng tôi, Vạn Thú Tông sẽ không làm gì được muội, muội cứ yên tâm đi. Vô Song tỷ. Lam Linh gật đầu, trên người Bắc Cung Vô Song có cỗ khí tức khiến cho nàng không thể cự tuyệt. A. À. Đúng lúc này Lục Lâm Thiên lại kêu thảm một tiếng, vừa rồi hắn kêu thảm thiết là giả vờ, nghĩ kêu to vài tiếng lại vô sư, ai biết Vân Hồng Lăng không đau lòng, càng xoay càng đau đớn. Tạo phản hay sao, nếu còn không buông tay, ta sẽ không khách khí với muội. Lục Lâm Thiên cúi đầu uy hiếp Vân Hồng Lăng, nhà đầu này càng ngày càng kêu hoành bạt hổ. Ai u, còn dám mạnh miệng mắng, muội muốn xem huynh làm sao không khách khí. Với tính tình của Vân Hồng Lăng sao lại e ngại uy hiếp của Lục Lâm Thiên, nhất thời căm tức càng thêm dùng sức. Hừ, làm phản hay sao? Lục Lâm Thiên cũng khơi dậy tính tình, hôm nay không phấn chấn phu cương, ngày tháng sau này chỉ sợ không cách nào trôi qua, nhất thời xoay người trầm xuống, vung tay ôm lấy hai chân Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng nhất thời mất thăng bằng, thân hình liền té xuống, sắc mặt đại biến theo bản năng buông tay Lục Lâm Thiên định ổn định thân hình. Chân khí vừa run liền bị Lục Lâm Thiên cấm chế. Ngay lập tức thân thể Vân Hồng Lăng mềm nhũn bị Lục Lâm Thiên ôm vào lòng. Lục Lâm Thiên, huynh dám cấm chế muội, huynh muốn làm gì? Vân Hồng Lăng hoảng sợ lớn tiếng hô. Còn hỏi ta muốn làm gì, hôm nay cần trấn phu cương. Lục Lâm Thiên hừ nhẹ một tiếng, bàn tay vỗ xuống. Ba, một tiếng vang thanh thúy truyền ra, Vân Hồng Lăng hô to. Đột nhiên miệng há hốc không hô thành tiếng, toàn thân sửng sốt, trên mông truyền tới cảm giác rát bỏng, một bên mông đã bị tê dần.
Nhìn thấy một màn này, Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đều mỉm cười, mà Lam Linh thì sững sờ. A! Chỉ thoáng chốc Vân Hồng Lăng mới mở miệng kêu to, lớn tiếng mắng. Lục Lâm Thiên, huynh còn dám đánh mông muội, muội sẽ không bỏ qua huynh. Đánh muội thì thế nào? Lục Lâm Thiên vẫn chưa dừng tay, lại vỗ lên bờ mông đầy đặn. Lại một tiếng vang thanh thúy, lòng bàn tay Lục Lâm Thiên có chút tê dại, xúc cảm không sai. Lục Lâm Thiên, muội sẽ không bỏ qua huynh. Vân Hồng Lăng nhìn qua Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song cầu cứu. Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ, hai tỷ còn không giúp muội. Còn dám cầu cứu? Lục Lâm Thiên ôm Vân Hồng Lăng, một mùi hương xông vào mũi làm hắn chợt ngẩn ra, thân hình lả lướt nảy nở đang nằm trong tay hắn, hắn chợt xoay chuyển ánh mắt, lập tức đem Vân Hồng Lăng vác lên vai, đi thẳng vào trong nội đường. Lục Lâm Thiên, tiểu tặc, rốt cục huynh muốn làm cái gì? Vân Hồng Lăng bị Lục Lâm Thiên vác trên vai nhưng đành bất lực, căn bản không thể nhúc nhích. Gia pháp hầu hạ. Lục Lâm Thiên tà tà cười, đi thẳng vào nội đường. Đi vào phòng, hắn ném Vân Hồng Lăng lên giường, Vân Hồng Lăng vẫn lớn tiếng mắng. Lục Lâm Thiên, muội sẽ không bỏ qua cho huynh, chờ muội nói với Tiểu Linh sẽ cho huynh biết tay. Lục Lâm Thiên không để ý tới lời nói của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể nàng, lập tức bổ nhào lên giường, gắt gao ôm nàng vào lòng, Vân Hồng Lăng đã bị cấm chế, không cách nào chạy thoát. Tiểu tặc may buông tay, Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ, mau cứu mạng a. Vân Hồng Lăng la hoảng lên, nhưng Lục Lâm Thiên đã thuần thục cởi bỏ quần áo trên người mình, Vân Hồng Lăng trơ mắt nhìn quần áo mình cởi sạch, không đợi nàng kịp phản ứng một bàn tay đã vươn vào dưới mông cùng trước ngực nàng liên tục xoa nắn. Ân. Vân Hồng Lăng không nhịn được rên một tiếng, bên dưới mông bị Lục Lâm Thiên xâm phạm khiến nàng cảm thấy hai chân như nhũn ra, ánh mắt có chút mê ly, tiếng mắng ngày càng nhỏ. Vô Song tỷ, Lâm Thiên sẽ không làm gì Hồng Lăng đi. Lam Linh có chút lo lắng nói. Không đâu. Độc Cô Cảnh Văn nói, nhưng nghe được tiếng mắng của Vân Hồng Lăng ngày càng nhỏ hơn, cũng có chút kỳ quái, với tính tình của Hồng Lăng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Lam Linh thoáng do dự, cảm thấy việc này vì mình mà gây nên, có chút không yên tâm, vì thế chậm rãi đi vào nội đường, bởi vì cửa phòng không đóng cho nên khi nàng đi vào liền nhìn thấy Vân Hồng Lăng trần trụi, mà hai tay Lục Lâm Thiên đang vuốt ve trên thân thể nàng. Lam Linh kinh ngạc, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, tâm thần hoảng hốt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, quan trọng nhất là đôi mắt Vân Hồng Lăng đang nhìn nàng khiến cho nàng muốn tiến lui đều khó khăn. Lâm Thiên, Lam Linh. Tiếng kêu của Vân Hồng Lăng ngày càng thấp, nhìn thấy Lam Linh đi vào, trên mặt có chút thẹn thùng, nhưng toàn thân lại tê dại, khiến cho nàng không ngừng run rẩy. Lời còn chưa nói xong lại cảm giác trong thân thể có thêm một vật cứng, thân hình nàng liền run lên, biết Lục Lâm Thiên đã đi vào. Ân. Vân Hồng Lăng chỉ cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu đột nhiên lan tràn khắp thân thể mình, loại cảm giác này khiến cho nàng mặc kệ cả Lam Linh đang đứng xem, nhắm nghiền mắt thừa nhận Lục Lâm Thiên va chạm tới. Lam Linh ngơ ngác đứng ngay cửa phòng, khuôn mặt kinh hoàng, ngây người nhìn động tác của hai người, mặc dù tính cách nàng vui tươi nhưng nàng cũng chỉ là lần đầu tiên trải qua việc như vậy mà thôi, làm sao từng gặp qua loại trường hợp như thế. Lục Lâm Thiên không ngừng tấn công. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng không tiếp tục giãy giụa, cũng cởi bỏ cấm chế cho nàng, Vân Hồng Lăng tuy có thể nhúc nhích nhưng không tiếp tục phản kháng, chỉ tận hưởng bản quyền ảm trong cơ thể, bắt đầu nghênh đón động tác của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ôm lấy Vân Hồng Lăng, đưa tay nâng lên thân hình mềm mại để nàng ngồi trên người mình, bản thân hắn dựa vào trên giường, mà vào lúc này Lục Lâm Thiên cũng phát hiện Lam Linh đang đứng thất thần ngay cửa phòng. Lam Linh! Lục Lâm Thiên thoáng lặng người. Lúc này mới sực nhớ mình đã quên đóng cửa phòng. Lục Lâm Thiên vừa thoáng dừng lại, Vân Hồng Lăng mới quay đầu nhìn Lam Linh, thấy nàng mặc áo tân nương đứng ở cửa phòng, khuôn mặt chợt đỏ ửng, cắn răng đứng dậy, thân hình trần trụi chợt lóe, trực tiếp đi tới bên người Lam Linh. Khuôn mặt Lam Linh kinh hoàng, vừa rồi chỉ ngơ ngác nhìn động tác của hai người, thân hình như nhũn ra, không cách nào nhúc nhích, một màn đầy lửa nóng khiến nội tâm nàng chấn động. Mà thân ảnh chợt lóe trước mắt khiến cho nàng vừa kịp phản ứng thì nàng đã rơi vào trong phòng, cửa phòng liền bị Vân Hồng Lăng đóng sập lại. Lâm Thiên, Hồng Lăng, muội không phải cố ý, muội đi ngay đây. Lam Linh hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhìn hai thân thể trần trụi trong phòng, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Lam Linh, muội đã xem lâu như vậy, ta đã bị muội xem hết, ta cũng phải xem muội mới được.
Vân Hồng Lăng không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, nàng cũng không chịu thiệt thòi, bằng không sau này sẽ bị người trêu chọc, ánh mắt xoay chuyển muốn cởi quy upsilon ẩn áo của Lam Linh. Hồng Lăng, đừng mà! Lam Linh hoảng sợ muốn né tránh. Suy! Nhưng khi nàng còn chưa kịp phản ứng, bởi vì nàng giãy giụa mà áo của nàng lập tức bị Vân Hồng Lăng xé nát, lộ ra bộ á sigma viết thường lót bên trong. Làn da màu tiểu mạch lộ ra mị hoặc thành thục ngỗ ngược 10 phần, diễm lệ không gì sánh được, mỗi tấc da thịt đều tràn ngập hấp dẫn, là trời sinh vưu vật tuyệt đối. Bởi vì quần áo bị xé nát khiến Lam Linh không thể ra ngoài, thẹn thùng ngẩn người tại chỗ. Oa, nguyên lai dáng người Lam Linh tốt như vậy. Vân Hồng Lăng kêu lên, trực tiếp xé luôn á sigma viết thường lót của Lam Linh, Lam Linh ngăn chặn được trên lại không hộ được dưới. Hơn nữa vì quá thẹn thùng nên chỉ thoáng chốc đã bị Vân Hồng Lăng cởi sạch sẽ. Lục Lâm Thiên có chút sửng sốt, nhìn hai thân thể hoàn mỹ trong phòng, thật không ngờ nha đầu Vân Hồng Lăng làm ra hành động này. Lâm Thiên, huynh còn chưa động thủ, tiện nghi cho huynh. Vân Hồng Lăng trừng mắt, nếu không phải e ngại ngày sau Lam Linh trêu chọc nàng, nàng cũng không tiện nghi cho tiểu tặc kia đâu. Lục Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn hai thân thể khêu gợi lưu nhân. Liếm liếm môi bổ nhào về hướng Lam Linh. Lam Linh không kịp tránh thoát đã bị đặt lên giường, vật cứng kia tiến nhập vào trong cơ thể của nàng, khiến nàng run lên, một luồng điện chảy khắp cả toàn bộ thân thể tế bào của nàng. Lục Lâm Thiên vung thương ra trận, nhưng hai tay cũng không nhàn rỗi, đem Vân Hồng Lăng đặt lên giường, một tay ôm Lam Linh, một tay không ngừng xoa nắn khắp thân thể Vân Hồng Lăng. Hai nàng đều mềm nhũn, không biết lúc này Lục Lâm Thiên đã lật sấp Lam Linh. Bờ mông tròn đầy vun cao, không ngừng đong đưa nghênh đón hắn va chạm vào. Hai nữ tử chỉ biết phối hợp với động tác của Lục Lâm Thiên, nhất thời xuân sắc khôn cùng. Ba người rơi vào bể tình, lại không biết ở bên ngoài Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song nhìn nhau cười khổ, sau đó mang theo vẻ mặt thẹn thùng rời đi. Không bao lâu, trong tiếng thở gấp hổn hển, Lục Lâm Thiên chỉ cảm thấy bản quyền ảm dâng lên như thủy triều, rốt cục không thể đè nén phun thẳng vào trong thân thể Vân Hồng Lăng. Vân Hồng Lăng vô lực ôm chặt thân thể hắn, mà Lam Linh đã hoàn toàn mất hồn bò lên giường, bờ mông gợi cảm ngẩng cao, rung động lòng người. Hoàng hôn, dưới ánh nắng chiều bao phủ, cả Cự Giang Thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Bên trong đình viện của Thiên Địa Các, Tử Yên nhìn theo tà dương lửa đỏ cuối chân trời, không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì, mà cường giả Thiên Địa Các cũng đang chờ đợi bên cạnh nàng. Lam Thập Tam, người cảm thấy thế nào? Thật lâu sau Tử Yên mới hỏi. Việc này thật đau đầu, thật sự rất đau đầu, cho nên ngươi làm chủ là được rồi, ta cũng không muốn hao tổn tinh thần. Lam Thập Tam xua tay, chuyện không quan hệ tới tu luyện xưa nay hắn đều mặc kệ. Tử Yên biết tính tình của hắn, liền nhìn qua một nữ tử. Đi Thiên Địa Minh một chuyến, nói ngày mai ta cùng Thánh Tử đều có việc, chúng ta không thể đi làm công chứng viên cho việc đàm phán giữa Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh. Dạ, nữ tử xoay người rời đi. Thánh nữ, ngày mai hai người tựa hồ không có chuyện gì cần làm đi. Phục Yêu Tôn giả nghi hoặc nói. Ánh mắt Tử Yên lại nhìn ra chân trời, tà dương nhuộm đỏ mơ hồ mang theo tiêu sát khí, nói. Hôm nay Lục Lâm Thiên mang Lam Linh rời đi, mặc dù có Độc Cô gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc làm kinh sợ, chẳng qua Thiên Địa Minh vẫn có thể nhẫn nhịn được Lục Lâm Thiên làm như vậy, chẳng lẽ chư vị trưởng lão không cảm thấy được có vấn đề gì sao? Thiên Địa Minh nhất định có mưu đồ càng lớn hơn nữa, bằng không sẽ không dễ dàng nhìn xuống như vậy. Hỏa Vân Tôn giả nói. Tử Yên gật đầu. Gần đây chúng ta không cách nào lấy được tin tức trong Thiên Địa Minh, nhưng trong mơ hồ ta có thể cảm giác được đại lục sắp có biến cố, nói không chừng toàn đại lục sẽ phong vân biến sắc. Vậy vì sao Thánh Nữ không đi làm trọng tài cho Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh? Diệu Linh Tôn giả hỏi. Việc này còn không đơn giản sao? Lam Thập Tam phẩy tay. Thiên Địa Minh nói muốn đàm phán chỉ là giả dối, bọn hắn tổn thất thảm trọng, chỉ nói Lan Lăng Sơn Trang, nếu thật muốn đàm phán sẽ không phái Lan Linh Tôn giả đi chặn giết Lục Lâm Thiên, cho nên đàm phán chỉ là ngụy trang mà thôi. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Huống chi theo sự hiểu biết của ta đối với Lục Lâm Thiên, Khôn Dương Đảo cùng Lan Lăng Sơn Trang nửa đường chặn giết hắn, với tính tình hắn sao có thể buông tha, cho dù Thiên Địa Minh thật muốn đàm phán. Sao không hỏi Lục Lâm Thiên có nguyện ý hay không, nếu Lục Lâm Thiên suy nghĩ chuyện đàm phán, hôm nay sẽ không trực tiếp mang đi Lam Linh, cho nên giữa bọn hắn đã là không chết không ngừng, đàm phán là giả,
kế hoạch khác mới là thật, cho nên nếu chúng ta đi làm công chứng, chính là bị quấn vào phong ba lần này. Nghe Lam Thập Tam nói xong, sắc mặt các trưởng lão đều kinh ngạc, vị thánh tử này xưa nay không quản công việc trong các, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không gạt được hắn. Sau này ta cũng không thể cho ngươi tiếp tục nhàn hạ chuyện trong các nữa. Tử Yên cười nói. Thôi đi, ta cũng không muốn quản, hao tổn tinh thần a. Lam Thập Tam khẽ cười nói. Ngươi không muốn đi làm công chứng, hẳn còn có nguyên nhân khác đi. Mí mắt Tử Yên khẽ giật giật, thở dài nói. Hôm nay nhìn Lục Lâm Thiên tràn ngập sát ý, nếu không phải người độc cô ra tới, chỉ sợ hôm nay hắn đã đại khai sát giới, Khôn Dương đảo cùng Lan Lăng Sơn Trang nửa đường chặn giết hắn, còn đem việc này yêu cầu đàm phán với hắn, bọn hắn lại không hiểu tính tình của hắn, ngày mai đàm phán ta chỉ sợ sẽ là một trận giết chóc. Thánh nữ, chúng ta đã hạ lệnh cấm, hiện tại không được động thủ trong Cự Giang Thành, mà Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh có ai dám không cho chúng ta mặt mũi. Hỏa Vân Tôn giả nói, bọn hắn đương nhiên không dễ dàng động thủ trong Cự Giang Thành, họ đều sẽ có băn khoăn, nhưng Lục Lâm Thiên tuyệt đối không băn khoăn. Tử Yên nói, vì sao? Hỏa Vân Tôn giả khó hiểu hỏi. Lam Thập Tam lại nói, rất đơn giản, Phi Linh Môn mới quật khởi được bao lâu, có một số việc Phi Linh Môn căn bản không hề hay biết, chỉ sợ ngay cả những sơn môn như Vân Dương Tông cũng sẽ không nói cho hắn biết, cho nên hắn sẽ không băn khoăn. Huống chi cho dù hắn biết, chỉ sợ hắn cũng không cố kỵ, vạn nhất ngày mai hắn động thủ, nếu ta có mặt sẽ bị cuốn vào hỗn loạn. Tử Yên nói tiếp, vạn nhất ngày mai hắn ra tay, người Thiên Địa Minh nhất định sẽ yêu cầu chúng ta can thiệp, vì quy củ của chúng ta đương nhiên phải nhúng tay, tới lúc đó nhất định sẽ giằng co với Lục Lâm Thiên. Lam Thập Tam khẽ cười. Tử Yên, ngươi không muốn động thủ với hắn mà thôi đi. Ta cũng không muốn đem thiên địa các cuốn vào phân tranh, chúng ta có thể tồn tại trên đại lục lâu như vậy, cũng bởi vì chưa từng tham dự phân tranh. Tử Yên giống như bị nói chúng tâm sự, nhưng lời của nàng có phải khác với suy nghĩ trong lòng hay không, chỉ có nàng biết. Thánh nữ, ý của ngươi là, cho dù ngày mai Lục Lâm Thiên động thủ, chúng ta cũng không quản sao? Diệu Linh Tôn giả hỏi. Với thực lực bây giờ của Lục Lâm Thiên, còn có Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song. Bên cạnh đi theo một Kim Bảo lão giả cùng Dương Quá, Lục Tâm Đồng, chỉ bằng chúng ta ngươi cảm thấy có thể ngăn cản được họ sao? Tử Yên nói, Kim Bảo lão giả đi chung với Lục Lâm Thiên, theo tin tức trong các lấy được, hẳn chính là yêu thú chuẩn đế xuất hiện trong Thánh Linh Cốc lần trước. Không nghĩ tới bên cạnh Lục Lâm Thiên còn có thực lực như vậy, không biết Thiên Địa Minh có biết bên cạnh Lục Lâm Thiên có cường giả chuẩn đế hay không? Hỏa Vân Tôn giả kinh ngạc nói, hẳn là có biết. Động tĩnh trong Thánh Linh Cốc không nhỏ, sự tình đã sớm truyền ra ngoài, mà Thiên Địa Minh lựa chọn đàm phán trong Cự Giang Thành, chỉ sợ là vì bận tâm cường giả chuẩn đế bên cạnh hắn ra tay, đáng tiếc bọn hắn không hiểu Lục Lâm Thiên vốn không kiêng kỵ thiên địa các. Tử Yên nói, Thánh Nữ, tới lúc đó nếu Lục Lâm Thiên cùng vị chuẩn đế kia ra tay, khiến động tĩnh quá lớn, chúng ta không ngăn cản cũng không tốt đi. Phục Yêu Tôn giả nói, cho dù Lục Lâm Thiên hủy Cự Giang Thành, chúng ta cũng không cần nhúng tay. Tử Yên nói, ta không đi làm công chứng, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, khi ta tới đây đã nhận được lệnh của địa các chủ, từ hôm nay trở đi, bất kỳ chuyện gì của Lục Lâm Thiên cũng không cho thiên địa các nhúng tay. Các chủ địa các hạ lệnh. Mọi người đều kinh ngạc. Các chủ địa các đều hạ lệnh. Lam Thập Tam cũng kinh ngạc, không nghĩ tới còn có sự tình có thể kinh động được các chủ địa các. Cuộc chiến trong phòng thật lâu mới hành quân lặng lẽ, Vân Hồng Lăng đã ngoan ngoãn trở lại, hai nàng nhìn nhau, đều trở nên thẹn thùng, cùng nhau tựa vào cánh tay hắn. Lâm Thiên, Lam Linh, mọi người đã xong rồi đi. Đúng lúc này bên ngoài truyền vào thanh âm Bắc Cung Vô Song. Vô Song tỷ, đều do tiểu tặc này. Vân Hồng Lăng thẹn thùng trả lời. Hồng Lăng, cha muội tìm muội, đang chờ muội trong sảnh. Bắc Cung Vô Song cười nói. Lập tức rời đi. Cha! Vân Hồng Lăng vội vàng bò dậy mặc lại quần áo, chạy ra khỏi phòng, còn quay đầu nói. Tiểu tặc, sự tình vẫn chưa xong đâu, muội trở về sẽ tính sổ với huynh, hừ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lộ nụ cười khổ. Lâm Thiên! Lam Linh cũng lấy bộ áo màu lam trong giới chỉ mặc vào người, mái tóc có chút hỗn độn, nói. Cảm ơn huynh! Muội là nữ nhân của ta, còn cần khách khí sao?
Lục Lâm Thiên kéo nàng vào lòng. Trước kia huynh cũng đâu to gan như vậy. Lam Linh nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trước kia hắn vốn không muốn trêu chọc phiền toái. Muội vẫn cứ thích Lâm Thiên đệ đệ trước kia thôi. Lam Linh mỉm cười, khôi phục vẻ tự tin nói. Vậy sao? Lục Lâm Thiên chỉ cười. Đúng rồi Lâm Thiên, muội phải lập tức trở lại Vạn Thú Thành. Lam Linh tựa hồ nhớ ra điều gì, ánh mắt biến hóa nói. Hiện tại muội mới trở về, chỉ sợ là có chút chậm rồi. Lục Lâm Thiên hiểu ý của nàng, Lam Linh làm vậy chẳng khác gì phản bội Vạn Thú Tông, Duẫn Ngạc nổi giận không làm gì được Lam Linh, sẽ đem lửa giận trút xuống Lam gia, tin tức này nhất định đã truyền ra ngoài, hiện tại Lam Linh muốn về chỉ sợ đã muộn. Muội càng cần phải về, bằng không Lam gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Sắc mặt Lam Linh đại biến. Lục Lâm Thiên nhìn nàng, nói. Yên tâm đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện tại cả Lam gia đã khởi hành đi Phi Linh Môn, Vạn Thú Tông muốn ngăn cản đã không kịp, hiện tại ánh mắt bọn hắn đều chú ý vào Cự Giang Thành, sẽ không chú ý Lam gia. Chẳng lẽ, huynh đã sắp xếp xong xuôi? Lam Linh kinh ngạc nhìn hắn. Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn đã cho Xích Viêm mang theo Hoàng Bác Nhiên cùng Hùng Giai Giai quay về Phi Linh Môn. Trọng yếu là vì căn dặn Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh cho người đi Vạn Thú Thành mang theo người Lam gia rời đi. Nhưng người trong gia tộc sẽ không dễ dàng rời khỏi Vạn Thú Thành. Lam Linh lắc đầu, Lam gia là thế lực nhất lưu trong Vạn Thú Thành, sẽ không dễ dàng đồng ý rời đi, mà chuyện trong Cự Giang Thành Lam gia còn chưa hay biết. Ta dùng danh nghĩa của muội thông báo họ rời đi, nếu họ không đi, thời kỳ phi thường chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Lục Lâm Thiên nói. Lam Linh nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cũng đã sắp xếp tới bước này, cảm kích nói. Lâm Thiên, cảm ơn huynh. Đã nói không cần tạ, muội nghỉ ngơi một lát, ta ra ngoài trước. Lục Lâm Thiên nói, nhạc phụ đã tới, hắn phải ra xem sao. Khi Lục Lâm Thiên đi vào trong sảnh, Vân Tiếu Thiên đang nói chuyện với Vân Hồng Lăng, mà Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn ngồi bên cạnh, nhìn thấy hắn Vân Hồng Lăng vẫn hung hăng trừng mắt, tựa hồ còn chưa hết giận. Nhưng trong mắt đã có ý cười. Vân Tiếu Thiên cũng không hỏi chuyện của Lam Linh, chỉ nói thiên địa các truyền tin tức ngày mai sẽ không tham gia làm công chứng cho việc đàm phán giữa hai minh. Thiên địa các không tham dự, Lục Lâm Thiên thoáng trầm tư sau đó thoải mái, chỉ sợ Tử Yên cũng không muốn tham dự vào phân tranh giữa thiên địa minh cùng đế đạo minh, chuyện tốt như vậy hắn cũng sẽ giảm một ít băn khoăn, dù sao quan hệ giữa Phi Linh Môn cùng thiên địa các không tệ. Hơn nữa quan hệ giữa hắn cùng Tử Yên với Lam Thập Tam không cạn, nếu thiên địa các có mặt, hắn phải cho họ mặt mũi. Vân Tiếu Thiên hàn huyên vài câu, đối với việc đàm phán ngày mai hắn cũng không hề tin tưởng. Sau một lát Vân Tiếu Thiên rời đi, màn đêm bao phủ, ánh trăng chiếu xuống cả Cự Giang Thành. Bởi vì Vân Hồng Lăng cùng Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh ở lại, vì vậy Hắc Hùng cùng Huyết Mị phải lấy thêm một đình viện nằm gần bên nghỉ ngơi. Lục Lâm Thiên cùng Độc Cô Cảnh Văn ở chung một phòng, mà Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng cùng Lam Linh đều tự về phòng nghỉ ngơi. Nghe Độc Cô Cảnh Văn nói nàng cùng Vân Hồng Lăng từ trong Độc Cô gia tộc trực tiếp đi thẳng tới Cự Giang Thành, bởi vì chuyện thiên địa minh yêu cầu đàm phán với đế đạo minh cũng đã truyền khắp đại lục, Độc Cô gia tộc đã nhận được tin tức. Lâm Thiên, ngày mai là ngày đàm phán, muội cảm giác sự tình không bình thường, chính huynh phải cẩn thận một chút. Độc Cô Cảnh Văn có chút lo lắng nói, chính vì nàng biết sự tình không tầm thường cho nên mới vội vàng rời khỏi gia tộc, chỉ lo lắng Lục Lâm Thiên sẽ trúng cạm bẫy trong Cự Giang Thành. Ta hiểu được, muội không cần lo lắng quá nhiều. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, muội cũng không cần lo lắng cho huynh, nghe Vô Song tỷ nói tu vi của huynh đã lên tới Vũ Tôn Cửu Trọng Đỉnh, với thực lực của huynh bất kỳ tôn cấp nào cũng không còn là đối thủ. Nhưng phải chú ý cường giả chuẩn đế, tuy bọn hắn chưa tới đế cấp, nhưng thực lực đã trên tôn cấp. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn chưa từng giao thủ với chuẩn đế, nếu có cơ hội cũng muốn thử xem một lần. Ánh trăng treo cao, chiếu sáng đại địa. Lục Lâm Thiên, ta xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy bao nhiêu ngày, cho dù có Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc, lần này dù trả giá đắt cũng phải tru diệt ngươi. Trong đình viện. Duẫn Ngạc giận dữ vỗ mạnh một trường, bàn gỗ nhất thời phá thành mảnh nhỏ. Lục Lâm Thiên thật quá mức hung hăng càn quấy, lần này hắn tuyệt đối phải chết. Thao Ưng lão tổ trầm giọng nói. Bên ngoài Cự Giang Thành, núi non trùng điệp, liên miên vạn lý. Siêu siêu.
hai thân ảnh từ trong cự giang thành xuất quỷ nhập thần bay nhanh ra ngoài, lặng yên rơi xuống vùng núi kia. Một người mặc tử bào 50 tuổi, cầm chiết phiến, một người 6-70 tuổi, mặc bạch bào, chân khí như hoàn toàn dung hợp cùng không gian, chính là Lan Lăng Sơn Trang Gia Cát Tây Phong cùng Phong Đao Tôn Giả, đêm khuya cả hai lặng lẽ đi ra khỏi cự giang thành, không biết vì chuyện gì. Tây Phong. Đúng lúc này một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hai người, chính là một lão giả áo cho, khuôn mặt già nua nhưng thần sắc thật hồng nhuận, chân khí thu liếm, nhưng vẫn làm lòng người run rẩy. Bái kiến Lan Mộc Thái sư thúc. Gia Cát Tây Phong cung kính hành lễ, mà Phong Đao Tôn Giả cũng khom người hành lễ. Vạn Thú Tông Lam Linh phản tông, Lam Linh không biết kế hoạch của chúng ta đi. Lão giả áo cho hỏi. Duẫn Ngạc cũng không đem kế hoạch tiết lộ cho tiện tỳ kia. Gia Cát Tây Phong nói. Vậy là tốt rồi, không nghĩ tới thần nữ Bắc Cung gia tộc cùng thần nữ Độc Cô gia tộc đều cũng tới. Sắc mặt lão giả trầm xuống, trong mắt hiện lên lãnh ý. Lan Mộc Thái sư thúc, người Độc Cô gia cùng Bắc Cung gia đều tới, chúng ta làm sao bây giờ? Gia Cát Tây Phong hỏi, những người khác họ có thể hoàn toàn không cố kỵ, nhưng hai gia tộc kia đương nhiên là e ngại. Không cần băn khoăn, tới lúc đó chỉ cần không động người của họ là tốt rồi. Lão giả hạ giọng nói. Ánh mắt Phong Đao Tôn Giả run lên, lộ ra chút băn khoăn, nói. Quan hệ giữa Lục Lâm Thiên cùng hai gia tộc kia không cạn, nếu chúng ta đánh chết Lục Lâm Thiên, chỉ sợ bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ánh mắt lão giả áo cho âm trầm, sát ý tràn ra. Chúng ta đã thương nghị qua, đánh chết Lục Lâm Thiên đương nhiên Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia sẽ không bỏ qua. Nhưng có thiên địa minh, chỉ cần không động hai thần nữ kia thì hai gia tộc kia cũng sẽ không làm gì. Nếu không đánh chết Lục Lâm Thiên, thiên địa minh chúng ta nhất định sẽ tổn thất càng thêm thảm trọng. Hiện tại Lục Lâm Thiên cũng đã làm ảnh hưởng tới căn cơ của các đại sơn môn chúng ta, cho nên Lục Lâm Thiên nhất định phải chết. Phong Đao Tôn Giả gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, đạo lý này hắn cũng hiểu được, có giết Lục Lâm Thiên hay không đều là tai họa, vì thế chỉ cần chọn bên nào thiệt hại ít hơn. Giết tuyệt đối là tốt hơn không giết, Lục Lâm Thiên còn sống cũng nhất định sẽ không buông tha thiên địa minh. Ta hiểu được. Gia Cát Tây Phong gật đầu. Lão giả áo cho nhìn hai người, nói. Ngày mai đàm phán, tự các ngươi chú ý, tận lực không động thủ trong cự giang thành, có thiên địa các nói thế nào chúng ta cũng phải băn khoăn một chút. Dạ. Hai người cùng gật đầu. Trở về đi, đi ra ngoài lâu sẽ khiến người hoài nghi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn thiên địa các, việc này không nên để bọn hắn hay biết. Lão giả áo cho nói. Phong Đao Tôn Giả cùng Gia Cát Tây Phong thả người biến mất trong dãy núi xa xa. Lục Lâm Thiên, tiểu tử chưa ráo máu đầu, không biết trời cao đất rộng, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Lão giả nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập sát ý. Trong đình viện tĩnh mịch, ánh trăng bao phủ. Nguyên Nhược Lan nhìn lên bầu trời, thì thầm. Việc ta có thể làm chỉ bao nhiêu đó, có hữu dụng với ngươi hay không vậy phải xem chính vận khí của ngươi. Trong phòng của Lục Lâm Thiên, cảnh xuân lại tràn đầy. Thân hình Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nằm lên, nhất thời phá quan xuyên vào. Ân, thân thể nữ tử tuyệt mỹ như trích tiên nhất thời run lên, mày liễu hơi nhíu lại, hàm răng cắn nhẹ. Đêm khuya, cự giang thành vẫn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, nơi nơi ồn ào xôn xao. Một màn xảy ra lúc sáng đã trở thành đề tài câu chuyện cho mọi người. Không nghĩ tới tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh lại có một chân với Lục Lâm Thiên đâu, khó trách ta nghe nói Công Tôn Xuân Thu bị Lục Lâm Thiên kích sát trong Tử Vong Thâm Uyên. Hóa Vũ Tông cũng thật xui xẻo, đúng là tiền mất tật mang. Lục Lâm Thiên đúng là có diễm phúc không tệ, một đám mỹ nhân đều là nhân gian hiếm thấy, cho ta một người dù muốn ngày mai ta chết ta cũng nguyện ý. Một đại hán say rượu nói. Ngươi thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên sao? Ngày mai là ngày đàm phán giữa hai minh, ta cảm giác nói không chuẩn bọn hắn lại có trận đại chiến, tới lúc đó không biết bên nào chiến thắng. Chỉ sợ là khó khăn, trong cự giang thành vốn có lệnh cấm không cho phép động thủ. Ngày mai sẽ biết, tới lúc đó hãy xem, nếu hai minh động thủ, đại lục sẽ không còn ngày yên tĩnh. Sáng sớm, mọi thanh âm đều tĩnh lặng. Ánh nắng ban mai chậm rãi đánh thức sinh linh trong giấc ngủ say, ngay giữa hè lại hiếm thấy có trận gió mang theo chút mát mẻ se lạnh. Bên ngoài cự giang thành, dòng sông bao quanh dâng lên một mảnh sương mù, xung quanh đều lan tỏa một tầng sương trắng lờ mờ,
tô đậm cả không gian trở nên mông lung mà mê huyễn. Trên quảng trường, từ sáng sớm đã có đệ tử Thiên Địa Minh chuẩn bị sẵn sàng, toàn thân lan tràn cỗ chân khí sắc bén, làm người khác không dám tới gần. Từ sáng sớm đã có vô số người chạy tới quảng trường, kết quả đàm phán trực tiếp quan hệ tới biến hóa trên đại lục, ánh mắt các thế lực lớn nhỏ đều nhìn chằm chằm vào cuộc đàm phán lần này. Lâm Thiên, cẩn thận một chút, hay là để muội cùng Vô Song tỷ bồi huynh cùng đi đi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Bên trong sảnh, mọi người đều đã có mặt. Hai nàng là người Độc Cô gia cùng Bắc Cung gia, đây là chuyện của Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh, nếu hai nàng cùng đi thì không tốt lắm, vạn nhất có biến hóa ta cũng có thể ứng phó, yên tâm đi. Lục Lâm Thiên nói. Chủ nhân. Hắc Hùng vội vàng đi vào trong sảnh, đưa một khối ngọc giản cho Lục Lâm Thiên, nói. Vừa rồi có người tới nói cần đưa ngọc giản này giao tận tay chủ nhân. Ngọc giản tin tức. Lục Lâm Thiên dùng tâm thần cảm giác, một đạo quang mang bay vào ấn đường của hắn. Có nguy hiểm, nhanh chóng âm thầm rời khỏi Cự Giang Thành. Một thanh âm khàn khàn truyền ra trong đầu Lục Lâm Thiên, mà trong ngọc giản cũng chỉ có một câu nói ngắn ngủi này. Lục Lâm Thiên mở mắt, thoáng nhíu mày, thanh âm kia cố ý thay đổi, nhưng hắn có thể nghe ra được là thanh âm của một nữ tử. Rốt cục là ai báo tin cho hắn, Lục Lâm Thiên mơ hồ có cảm giác thanh âm kia quen thuộc, thoáng suy tư, không phải Tử Yên, nếu là Tử Yên đại khái có thể nói thẳng không gì sợ hãi. Lâm Thiên, làm sao vậy? Nhìn thần sắc hắn không đúng, Bắc Cung Vô Song hỏi. Lục Lâm Thiên giãn mày, nói cho mọi người nghe tin tức kia. Việc này hẳn muốn nói là cuộc đàm phán hôm nay đi, ta vốn đã cảm thấy việc này có chút không đúng, cẩn thận vẫn tốt hơn, hay là chúng ta rời khỏi Cự Giang Thành đi, tuy không sợ Thiên Địa Minh, nhưng miễn rơi vào cạm bẫy của bọn hắn. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lam Linh, muội ở trong Vạn Thú Tông có nghe được Thiên Địa Minh có kế hoạch gì không? Vân Hồng Lăng hỏi. Ta chỉ nghe nói có kế hoạch đàm phán, mặt khác không biết. Lam Linh lắc đầu. Gần đây trong tông hình như luôn có một số việc giấu giếm nàng. Nếu Thiên Địa Minh thật sự có động tác gì, ta sẽ khiến bọn hắn hối hận. Lục Tâm Đồng cắn răng nói. Lâm Thiên, huynh thấy thế nào? Bắc Cung Vô Song hỏi. Đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào, bản thân ta muốn xem Thiên Địa Minh còn có thủ đoạn gì. Trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe hàn mang, nếu hắn sợ hãi cũng đã không tới Cự Giang Thành. Chủ nhân! Người các đại sơn môn đang chờ bên ngoài. Tuyết Sư hô. Xuất phát. Lục Lâm Thiên phất tay, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Kim Huyền, Hắc Hùng, Huyết Mị cùng rời đi, trong bốn thiếu nữ cũng chỉ có Vân Hồng Lăng đi theo, dù sao nàng là người Vân Dương Tông, mà Lam Linh thì không tiện lộ mặt. Các đại sơn môn Thiên Địa Minh tới. Các đại sơn môn Đế Đạo Minh tới. Bỗng nhiên, ngay khi mặt trời dâng lên đỏ rực, hai thanh âm truyền khắp cả quảng trường. Dòng người bắt đầu khởi động, trong ánh mắt chờ mong của muôn người, hai đoàn người cùng bay tới, cuối cùng đều xuất hiện trên bầu trời, đông đảo chân khí hùng hồn khuếch tán, làm cả thiên địa đều rung chuyển. Ngay sau đó từng thân ảnh đều rơi xuống quảng trường. Đứng ở phía trước, Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt đảo qua người Thiên Địa Minh, đứng đầu chính là minh chủ Thiên Địa Minh Nguyên Nhược Lan, từng đạo chân khí hùng hồn lan tràn. Lục Lâm Thiên cười nhạt. Nếu là lúc trước những cường giả kia chẳng khác gì ngọn núi lớn đặt trước mặt hắn không cách nào lay động, mà hiện giờ thì khác hẳn. Lục Minh Chủ, sớm a. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt chợt lóe lên vẻ phức tạp. Nguyên cô nương, Thiên Địa Minh có sự tình thì nói nhanh đi. Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn người Thiên Địa Minh, mặc dù Nguyên Nhược Lan là Minh Chủ Thiên Địa Minh, địa vị không thấp, nhưng nếu nói muốn chân chính làm chủ sự tình trong Minh. Nàng tuyệt đối còn chưa có địa vị như thế, quyền quyết định chân chính còn nằm trong tay những đầu lĩnh các đại sơn môn. Lục Minh Chủ, hôm nay là ngày đàm phán của hai minh, mời vào trong nói chuyện đi, hết thảy nếu có thể hòa bình giải quyết thì tốt nhất rồi. Nguyên Nhược Lan nói, trong lời nói tựa hồ cũng có thâm ý. Vậy vào bên trong nói chuyện đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên đi vào tòa đại điện phía trước. Chư vị. Người tu vi tôn cấp cùng các vị đứng đầu sơn môn mời đi vào, dưới tu vi tôn cấp ở ngoài đợi là được. Thao ưng nói. Các ngươi lưu lại đi. Nhóm người Vân Tiếu Thiên phất tay cho đệ tử, sau đó đi vào, nhóm người Khuất Đao Tuyệt đành ở lại bên ngoài chờ đợi. Tuy Dạ Vị Ương, Tiêu Diêu Vương cùng Thiên Ưng Công Tử chưa tới tu vi tôn cấp, nhưng ba người đứng đầu ba sơn môn,
vì vậy cũng đi theo vào bên trong. Tính theo nhân số, đệ tử đế đạo minh còn lưu lại trên quảng trường ít hơn thiên địa minh, mà trong thế lực nhất lưu, thiên địa minh có phi hạc môn, ngũ độc môn, kim xà môn tổng cộng tới mười mấy thế lực, đế đạo minh chỉ có thánh linh cốc, tiêu diêu bang cùng thiên ưng lâu mà thôi. Đệ tử hai minh lưu lại quảng trường chờ đợi, không ai để ý ai, nhưng trong ánh mắt không chút thiện ý, cừu hận giữa hai bên đã sâu sắc, không phải dễ dàng hóa giải. Lục Lâm Thiên, để xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy bao lâu. Gia Cát Tử Vân oán hận nhủ thầm. Đi vào đàm phán không biết có đánh nhau hay không. Vậy thì không biết, nhưng ở trong Cự Giang Thành hẳn là không đâu. Người trên quảng trường nhìn thấy cường giả hai minh tiến vào đại điện, ánh mắt đều tập trung, toàn bộ cử động bên trong đại điện sẽ quan hệ tới bố cục trên toàn đại lục. Vừa đi vào đại điện, ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, đại điện không nhỏ, có thể cất chứa hơn ngàn người, hai bên có không ít ghế ngồi, đủ cường giả hai minh ngồi xuống. Lục trưởng môn, mời ngồi. Nguyên Nhược Lan đi tới nói. Những người của thiên địa minh cũng không nói gì, dù sao là ngày đàm phán, có mặt hai minh chủ đương nhiên do họ nói chuyện, mà những kẻ cậy già lên mặt lại cảm giác nếu mình ngang vai ngang với nói chuyện với Lục Lâm Thiên là tự hạ mình, vì vậy để cho Nguyên Nhược Lan làm chủ. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, sải bước đi tới ghế trên ngồi xuống, Vân Hồng Lăng ngồi bên cạnh hắn, mà các cường giả đứng đầu sơn môn đế đạo minh đều ngồi xuống bên dưới tay hắn. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan khẽ động, cũng ngồi xuống ghế trên bên trái, cường giả thiên địa minh lần lượt ngồi xuống, bên trong đại điện có chừng 150 người, bất kỳ ai ở trên đại lục đều là nhân vật quan trọng. Chư vị tiền bối đế đạo minh, tiểu nữ tử có lời thăm hỏi, hôm nay là ngày hai minh đàm phán, cho nên hy vọng hết thảy ân oán giữa hai minh tạm thời gác qua một bên, bất cứ chuyện gì cũng sẽ tìm được phương án giải quyết. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan chợt lóe, đứng dậy thi lễ nói. Cường giả đế đạo minh gật đầu, hành động của Nguyên Nhược Lan cũng khôn khéo tròn trịa, đương nhiên sẽ không ai đi khó dễ cho một hậu bối làm gì. Lục Minh Chủ, người thấy thế nào? Nguyên Nhược Lan nhìn qua Lục Lâm Thiên. Nguyên cô nương nói rất đúng, cần đàm phán thế nào thì nói đi, ta nghe là tốt rồi. Ngón tay Lục Lâm Thiên gõ nhẹ lên bàn, cảm giác có điểm cà lơ phất phơ, tựa hồ không hề xem trọng cuộc đàm phán hôm nay. Ánh mắt người thiên địa minh đều hiện tia lãnh ý. Đôi mắt Nguyên Nhược Lan khẽ biến, ngồi xuống nói. Kỳ thật Lục Minh Chủ hẳn đã biết, lần này đàm phán chủ yếu là vì hai chuyện. Thứ nhất là Khôn Dương Đảo Tật Phong Tôn Giả hẳn là rơi vào trong tay Lục Minh Chủ, hy vọng Lục Minh Chủ có thể thả Tật Phong Tôn Giả. Vừa dứt lời, Nguyên Nhược Lan nhìn động tĩnh của Lục Lâm Thiên, tựa hồ muốn quan sát thái độ của hắn, nhìn thần sắc của hắn khiến cho nàng không cách nào cảm giác được trong lòng hắn suy nghĩ điều gì. Vừa nghe nhắc tới chuyện này, ánh mắt mấy cường giả Khôn Dương Đảo nhìn qua Lục Lâm Thiên, mà ánh mắt Tật Mộc Tôn Giả chợt lóe lên, bởi vì Tật Phong là sư huynh của hắn. Nói tiếp, Lục Lâm Thiên cũng không có ý kiến, vẫn bình tĩnh gõ lên bàn, miệng còn hừ ra âm điệu. Sắc mặt Nguyên Nhược Lan có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Chuyện thứ hai là hy vọng hai minh có thể hóa giải ân oán. Không biết Nguyên cô nương hy vọng làm sao hóa giải đây? Rốt cục Lục Lâm Thiên liếc nhìn Nguyên Nhược Lan, cười nhạt hỏi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt của hắn làm cho nàng có chút bất an, cắn cắn môi, nói. Đế đạo minh làm cho cường giả thiên địa minh tổn thất không ít trong tử vong thâm uyên, cho nên thiên địa minh thương nghị, hy vọng Lục Minh Chủ có thể tự phế tu vi, giao ra đế linh tấn thần đan cùng ba kiện thần khí, tới lúc đó thiên địa minh tuyệt đối không làm khó dễ Lục Minh Chủ. Lời của nàng vừa dứt, cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt cường giả đế đạo minh trầm xuống, mà ánh mắt người thiên địa minh đều nhìn qua Lục Lâm Thiên, hy vọng thấy vẻ biến hóa của hắn. Đây cũng là kết quả mà thiên địa minh đã thương nghị. Nếu Lục Lâm Thiên có thể đồng ý điều kiện này, tự phế tu vi, giao ra đế linh tấn thần đan cùng ba kiện thần khí, tới lúc đó hắn đã không còn uy hiếp với thiên địa minh không cần xuống tay với hắn, lưu hắn một mạng cũng có thể ngăn chặn Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia, vẫn tốt hơn là giết hắn. Hừ, người thiên địa minh cũng thật biết nằm mộng đi. Sắc mặt Lục Tâm Đồng trầm xuống, tức giận đứng dậy, lạnh lùng nhìn người thiên địa minh. Ta muốn nhìn xem các ngươi lại có thực lực gì, muốn phế tu vi của ca ca ta, trước qua cửa ải của bổn tiểu thư rồi nói sau. Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên phất tay ý bảo nàng ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên lướt qua người thiên địa minh, không hề có chút biến hóa. Ca ca.
Lục Tâm Đồng có chút không phục, không muốn bỏ qua. Một tiểu nha đầu, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Trong thiên địa mình có một thanh âm âm trầm truyền ra. Mọi người nghe vậy nhìn qua, đó là một lão giả khoảng 80, dáng vẻ cực kỳ đặc sắc, khuôn mặt già nua, mũi cực lớn, cơ hồ gấp đôi người bình thường, mái tóc dài đủ màu sắc, dáng người lại cực kỳ thấp bé, ngồi trên ghế nhìn qua như tiểu đồng 10 tuổi, hoàn toàn như nửa chu nho. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lướt qua, khí tức lão giả đạt tới linh tôn cửu trọng trung kỳ, hơn nữa còn có độc khí, có lẽ tu luyện độc công. Ngũ độc lão tổ. Nhìn thấy lão giả, Lục Lâm Thiên cũng đoán ra thân phận hắn, chính là ngũ độc lão tổ của ngũ độc môn, ban đầu khi hắn cứu Âm Dương Vương Giả Vị Ương ở thiên đảo, từng giao thủ với người ngũ độc môn. Ngươi là Tam Tắc Đinh, bổn tiểu thư nói chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Lục Tâm Đồng sao có thể nhẫn nhịn người khác giễu võ dương oai ngay trước mặt của nàng, liền quát. Tiểu nha đầu, có tin bổn lão tổ xé nát miệng của ngươi hay không? Ngũ độc lão tổ tức giận ngập trời, nhảy xuống ghế căm tức nhìn Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện sát ý, chẳng qua chiều cao thật sự kém cỏi, nhiều nhất là chỉ hơn một thước, nhưng sắc mặt lại già nua, nhìn thấy cực kỳ quái dị, hơn nữa khuôn mặt tựa hồ bị độc khí ảnh hưởng, nhìn thấy cực kỳ xấu xí. Ánh mắt mọi người chớp động. Đại bộ phận cường giả đều biết tính tình của ngũ độc lão tổ âm tàn hận thù, cực kỳ hung tàn cùng đố kỵ, kiêng kỵ nhất là người khác gọi hắn Tam Tắc Đinh hay Chu Nho, đây chính là tâm bệnh của hắn, nghe nói trước kia hắn không phải như thế, xem như là người anh tuấn tiêu sái, về sau tu luyện độc công bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng biến thành như bây giờ. Sau khi ngũ độc biến thành như vậy, vợ của hắn không thể chịu đựng được, lén lút bỏ trốn cùng người khác. Ngũ độc phẫn nộ đã đem gia tộc của vợ hắn với nhân số hơn 300 người độc chết, cuối cùng tìm được vợ hắn cùng tình lang, khiến cho họ nếm đủ mọi tra tấn mới giết họ, sau khi chết còn phơi thây nơi hoang dã. Rõ ràng chính là Tam Tắc Đinh, kẻ xấu xí, còn muốn ra tay với bổn tiểu thư, có bản lĩnh ngươi cứ qua đây. Lục Tâm Đồng không chút khách khí, bước thẳng tới giữa đại sảnh, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Tiện tì muốn chết. Ngũ độc lão tổ không còn cách nào nhẫn nhịn, trên đại lục có ai dám nói chuyện như vậy với hắn, đây là lời nói mà hắn không cách nào chịu nổi, lập tức lao thẳng tới Lục Tâm Đồng, thân hình Chu Nho chợt lóe biến mất. Suy, ngũ độc lão tổ nháy mắt xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, trong tay xuất hiện một đạo quang trụ độc vụ màu đen, khí tức gay mũi khó ngửi lan tràn, làm nhịp tim mọi người càng đập nhanh. Tiện tì, bổn lão tổ không tha cho ngươi muốn sống không được. Ngũ độc lão tổ âm lệ quát, quang trụ độc vụ lao thẳng tới trước. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, mà người thiên địa minh cũng không ngăn cản hắn. Độc vụ bao phủ, khóe môi Lục Tâm Đồng cười lạnh, hoàn toàn không có ý tránh né, tùy ý cho quang trụ độc vụ bao phủ chính mình, độc vụ lập tức xuyên vào trong cơ thể Lục Tâm Đồng. Hừ, ngay khi quang trụ độc vụ chấn vỡ không gian chút xuống, Lục Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh run lên, tử linh hồn năng giáp xuất hiện. Khí tức cổ xưa lan tràn, mái tóc bay tung. Suy, cùng một thời gian quanh thân Lục Tâm Đồng tràn ra thời gian lực, một cỗ năng lượng ba văn quỷ dị đồng hóa cả không gian xung quanh, mà thời gian lực đã tăng lên gấp 20 lần, chỉ chớp mắt đã thấy nàng nghiêng người tránh khỏi quang trụ độc vụ công kích gần trong gang tấc. Tam Tắc Đinh, đi chết đi. Trong tích tắc, quang trụ độc vụ lướt sát qua bên người Lục Tâm Đồng, cùng một thời gian trên mặt nàng hiện lên hàn ý. Trong tay đột nhiên bắn ra một đạo thanh sắc điện quang. Thanh sắc điện quang mang theo độc vụ màu đen dày đặc, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng, nháy mắt đã bắn tới trước người ngũ độc lão tổ, mà lúc này ngũ độc còn bị thời gian lực ảnh hưởng, căn bản chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì thanh sắc điện quang đã bắn thẳng tới mi tâm của hắn. Không xong. Sắc mặt ngũ độc đại biến, hoàn toàn phóng thích tu vi, linh lực cùng độc vụ trào ra, hoảng sợ dùng toàn lực giãy giụa nhưng chỉ giãy thoát một ít lực ảnh hưởng. Cuối cùng vẫn chật vật bố trí một đạo độc vụ quang quyển kháng cự. Két! Thanh sắc điện quang xuyên thủng không gian, khe không gian tối đen chợt lóe liền biến mất, nháy mắt đã đánh lên quang quyển độc vụ, điện quang lóe ra, lúc này ngũ độc mới nhìn thấy rõ ràng đó là một cây mây lớn cỡ cánh tay hài nhi, cây mây thật quỷ dị, toàn thân trong suốt mang theo điện quang, cả không gian xung quanh đều vặn vẹo. Quang quyển độc vụ nháy mắt bị cây mây xuyên thủng, một đạo quang trụ độc vụ đột nhiên chia lìa. Chỉ nháy mắt đã xuyên vào trong ấn đường ngũ độc lão tổ. Nguy rồi. Ngũ độc biến sắc, thanh sắc điện quang chút xuống làm thân hình hắn nhũn ra, càng khiến cho hắn kinh hãi chính là quang trụ độc vụ còn mang theo năng lượng áp bách linh hồn,
lực lượng kia trực tiếp áp chế cả linh hồn của hắn. Vào lúc này độc công đã tu luyện suốt 2.000 năm của hắn lại giống như chuột gặp phải mèo, không cách nào ngăn cản độc vụ của đối phương. Đi chết đi! Lục Tâm Đồng quát một tiếng, độc khí quanh quẩn ngập trời, huyễn diễn đao trận hiện ra, một đao trực tiếp bổ tới mang theo khe không gian tối đen, không gian nứt vụn từng khúc sau đó rơi thẳng lên cổ Ngũ Độc lão tổ. Răng rắc! Thanh âm thanh thúy vang vọng, Lục Tâm Đồng chém xuống, thân hình chu nho của Ngũ Độc lập tức tách riêng, đồng tử vẫn còn lộ vẻ kinh hãi, hắn thật sự không ngờ kết quả lại như vậy, chỉ một chiêu đã bị thiếu nữ kia đánh chết, độc công hoàn toàn bị áp chế, mà linh hồn cũng bị trấn áp. Kỳ thật Ngũ Độc cũng biết về danh hào cùng độc công của Lục Tâm Đồng, chẳng qua hắn quá tức giận cho nên có ý muốn giáo huấn Lục Tâm Đồng cùng thăm dò độc công của nàng, ai biết chỉ một lần thử nghiệm lại đánh mất tính mạng của mình. Mãi tới thời điểm này hắn mới biết được độc công của mình ở trước mặt Lục Tâm Đồng chẳng khác gì phủi bụi, mà thanh lôi huyền đằng của nàng còn trực tiếp khắc chế linh hồn của hắn. Suy! Đồng tử Ngũ Độc chợt tán loạn, một đạo bạch quang bay ra khỏi ấn đường. Đang muốn lưu hồn anh của ngươi, qua đây đi. Lục Tâm Đồng thản nhiên cười lạnh, thanh lôi huyền đằng bắn ra, mang theo thanh sắc điện quang lập tức bao phủ bạch quang kia. A! Bạch quang kêu thảm một tiếng. Lộ ra hồn anh của Ngũ Độc lão tổ, thanh lôi huyền đằng lập tức trói buộc hồn anh khiến hắn không cách nào giãy thoát, ngay lập tức bị Lục Tâm Đồng thu vào trong tay. Lão tổ! Hai người tu vi tôn cấp cùng một vương cấp của Ngũ Độc môn nhìn thấy lão tổ bị Lục Tâm Đồng một chiêu đánh chết, sắc mặt kinh hãi hét lớn một tiếng, nhưng không ai dám xông lên. Hô! Bất kể là thiên địa minh hay đế đạo minh đều không khỏi khiếp sợ, trong lòng hít sâu một hơi. Lão độc vật khó chơi như Ngũ Độc còn có tu vi linh tôn cửu trọng trung kỳ nhưng lại bị Lục Tâm Đồng một chiêu thủ tiêu, mà nàng chỉ mới đạt tới linh tôn bát trọng, lại không ngờ xử lý tu vi cao hơn mình dễ dàng chóng vánh như thế. So độc công với ta, muốn chết. Lục Tâm Đồng bĩu môi, liếc mắt nhìn thi thể Ngũ Độc lão tổ dưới đất, chợt phủi tay, nhìn qua cường giả thiên địa minh khinh thường nói. Còn ai muốn động thủ? Nghe vậy cũng không ai dám bước lên, thực lực Lục Tâm Đồng như thế. Cũng có người thực lực mạnh hơn Ngũ Độc, nhưng tựa hồ không có ai muốn đi trêu chọc ma nữ như Lục Tâm Đồng. Chư vị tiền bối, Ngũ Độc lão tổ của Ngũ Độc môn chúng ta bị Lục Tâm Đồng giết chết, chư vị tiền bối cần chủ trì công đạo cho chúng tôi a. Tu vi vương cấp Ngũ Độc môn vốn là một nữ tử áo xanh đen, như là trưởng môn Ngũ Độc môn, đột nhiên lớn tiếng nói, mà bốn người còn lại của Ngũ Độc môn lại không dám nhúc nhích, bọn hắn chỉ có thể cầu cứu. Cường giả thiên địa minh đều nghe thấy. Nhưng không ai muốn động thủ, cũng không nắm chắc, không ít cường giả nhìn lướt qua Kim Huyền, giống như đã biết được thân phận của hắn. Minh chủ, lão tổ Ngũ Độc môn bị giết, người phải chủ trì công đạo. Nữ trưởng môn nhìn thấy thần sắc người thiên địa minh, trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, lại nhìn qua Nguyên Nhược Lan nói. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan chớp động, nhìn thấy Lục Lâm Thiên vẫn thản nhiên gõ ngón tay trên bàn, vẻ mặt hờ hững nhàn nhã, tựa hồ chuyện vừa rồi không quan hệ gì với hắn. Ồn ào. Lục Tâm Đồng cũng muốn làm tới cùng, lưu trữ người Ngũ Độc môn, sau này sẽ trở thành kẻ thù một mất một còn của Phi Linh môn, mà Ngũ Độc môn đều biết độc công, tới lúc đó sẽ biến thành tai họa ngầm không nhỏ, vì vậy một đạo thanh sắc lưu quang từ trong ấn đường của nàng hóa thành thanh sắc đại đao nhất thời bay thẳng về hướng trưởng môn Ngũ Độc môn. Hưu. Thanh sắc đại đao lướt ra, chân khí sắc bén lan tràn, một đao cắt vỡ không gian ba văn khiến cả không gian đại điện đều run lên. Trưởng môn, ba tu vi tôn cấp Ngũ Độc môn, một ngũ trọng, một tam trọng còn có một nhất trọng, tuy ba người e ngại Lục Tâm Đồng nhưng nhìn thấy trưởng môn gặp nạn đều lao ra, muốn cứu trưởng môn. Vậy cùng chết đi. Lục Tâm Đồng giống như đã có tính toán đánh chết cả năm người của Ngũ Độc môn, ngay lúc ba tôn cấp vừa nhảy ra, thanh sắc đại đao trực tiếp run lên, ông một tiếng sấm nổ mạnh, lập tức hóa thành đao ảnh bắn ra, đao mang xoay tròn, không gian ba văn bị trộn thành mảnh nhỏ. Phối hợp cùng thiên địa âm dương cùng lục hợp thuật, ngay tức khắc bao phủ cả ba cường giả tôn cấp Ngũ Độc môn. Phi Linh môn đừng quá làm càn, chư vị đồng minh thiên địa minh, nếu không liên thủ thiên địa minh sớm muộn cũng bị tiêu diệt từng bộ phận. Người ngồi gần với Ngũ Độc môn nhất là một lão giả 60 tuổi, rốt cục đã không nhẫn nhịn được, ánh mắt trầm xuống, lưu quang chợt lóe, thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Tâm Đồng, trong tay bắn ra một đạo linh lực quang trụ oanh kích tới. Muốn lấy nhiều khi ít hay sao? Ánh mắt Dương Quá luôn gắt gao nhìn chằm chằm giữa đại điện, thân ảnh người kia vừa động thì hoàng mang dưới chân hắn chợt lóe, lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Suy. Lời vừa dứt, Dương Quá đã xuất hiện ngay trước mặt lão giả, không mang theo một tia dao động nào. Ngay tiếp theo, xung quanh Dương Quá hiện lên một đạo thổ hoàng quang mang, nhìn qua giống như quang quyển, bao phủ khắp toàn thân hắn, năng lượng mạnh mẽ tràn ngập, cảm giác áp bách, nhất thời làm cường giả trong đại điện đều rùng mình. Ngay tức khắc, một đạo thổ hoàng quang trụ ầm ầm phóng lên cao, hung hăng va chạm cùng linh lực quang trụ của lão giả. Oanh long! Vừa va chạm, thanh âm nổ tung vang vọng, không gian ba văn sôi trào khuấy động tản ra, hai người lập tức tách ra xa, thân ảnh Dương Quá lảo đảo thối lui, sắc mặt trắng bệch, quanh thân chợt lóe hoàng mang, một chân dẫm mạnh dưới đất khiến mặt đất vỡ tan không ít, trực tiếp thối lui tới cạnh ghế ngồi mới có thể đứng vững lại. Vũ Tôn Bát Trọng sao có thể cường hãn như vậy? Lão giả chỉ thoáng chao đảo một chút, cũng không ảnh hưởng, nhưng sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, tu vi của hắn tới trình tự linh tôn cửu trọng hậu kỳ, mặc dù lực công kích không bằng võ giả, nhưng không kém quá lớn, mà tiểu tử kia lại có thể đối kháng với hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của đối phương, nhưng lực công kích không kém hơn Vũ Tôn cửu trọng sơ kỳ đỉnh. Oanh long long! Trong huyễn diễn đao trận, ba tôn cấp sắc mặt đại biến, lập tức thúc giục công kích, chân khí cùng linh lực thổi quét, nhưng không cách nào ngăn cản đao mang huyền ảo kia, lực công kích đều bị đao trận bao phủ, không cách nào tiết ra ngoài. Oanh long long! Ba tôn cấp toàn lực ra tay, thanh âm nổ tung trầm thấp chấn vỡ đại điện, ba người không cách nào thoát thân, thi triển toàn lực cũng không thể ngăn cản đao trận liên miên huyền ảo không dứt. Răng rác! Nháy mắt, lực công kích của ba người hóa thành mảnh nhỏ, đao trận càng lúc càng co rút lại, uy áp kinh người lan tràn, mà tu vi vương cấp càng không có sức phản kháng. Hiu hiu! Đao mang quang trụ xông lên tận trời, không gian sụp đổ, ngay lúc Dương Quá cùng lão giả đồng thời tách ra, quang trụ đao mang bắt đầu cắt vỡ khe không gian, dễ dàng bao phủ quanh bốn người kia, trực tiếp đem thân thể bốn người xoắn thành mảnh nhỏ, một mảnh huyết vụ tung đầy trời. Cả quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt ngắn ngủi, khi toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại, dưới kinh khí dư ba cũng có cường giả âm thầm đánh tan lực trùng kích, vô hình chung bảo vệ được đại điện không sụp đổ. Trơ mắt nhìn năm người của Ngũ Độc Môn bị Lục Tâm Đồng đánh chết, sắc mặt người Thiên Địa Minh thật khó xem, ánh mắt đều âm trầm nhưng vẫn chưa ra tay. Hừ, lão giả tối sầm, hắn ra tay cũng không cứu được người Ngũ Độc Môn, không phải hắn đau lòng mà chỉ tùy tiện giúp đỡ mà thôi, nhưng không cứu viện được khiến hắn cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Ha ha, nhìn thấy máu tươi khuynh sái, mà cường giả Đại Sơn Môn Thiên Địa Minh không ai giúp đỡ, lão giả không khỏi cất tiếng cười to, tiếng cười quanh quẩn làm mọi người đều nghi hoặc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thản nhiên lướt qua lão giả, trên cổ hắn có một con rắn nhỏ màu vàng xoay quanh, nhìn qua chẳng khác gì vòng vàng, nếu không chú ý quan sát sẽ khó phát hiện. Kim Xà Tôn giả. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng Lục Lâm Thiên suy đoán hẳn là Kim Xà Tôn giả của Kim Xà Môn, linh tôn cửu trọng hậu kỳ, tuyệt đối cường giả. Kim Xà Tôn giả thu liếm tiếng cười, nhìn cường giả Thiên Địa Minh, nói. Luôn miệng nói đoàn kết nhất trí đối phó đế đạo minh, nhưng khi thật sự động thủ luôn muốn những sơn môn như chúng ta làm vật hy sinh, bó tay bó chân, làm sao có thể đối kháng đế đạo minh, Kim Xà Môn từ giờ trở đi rời khỏi Thiên Địa Minh, sau này không còn liên quan. Nghe được lời của Kim Xà Tôn giả, ánh mắt người Thiên Địa Minh liên tục biến hóa, mà sắc mặt người trong thế lực nhất lưu đều run lên, cường giả Ngũ Độc Môn bị giết, nhưng danh môn đại phái lại không nói nửa câu, làm họ có cảm giác thỏ chết hổ bi. Chỉ sợ khi họ bị giết cũng sẽ có kết cục đồng dạng như thế. Vừa dứt lời, Kim Xà Tôn giả xoay người nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục Minh Chủ, mặc dù Kim Xà Môn gia nhập Thiên Địa Minh, nhưng chưa từng ra tay với đế đạo Minh, hiện tại Kim Xà Môn rời khỏi Thiên Địa Minh, không tiếp tục tham dự vào việc giao tranh giữa hai Minh, cáo từ. Kim Xà Tôn giả nói xong liền sải bước rời khỏi đại điện, cũng không để ý ánh mắt người Thiên Địa Minh, trực tiếp rời đi. Mấy tôn cấp cùng một vương cấp Kim Xà Môn sắc mặt thoáng biến hóa đi theo Kim Xà Tôn giả rời khỏi đại điện. Không ít sơn môn trong Thiên Địa Minh nhìn thấy Kim Xà Môn đã rời khỏi, ánh mắt biến hóa nhưng vẫn chưa có động tác, tựa hồ còn chưa có ý quyết đoán như Kim Xà Tôn giả. Sao lại có người đi ra rồi? Vừa rồi hình như có tiếng đánh nhau, tựa hồ có người động thủ bên trong. Hình như là người Kim Xà Môn, họ cũng gia nhập Thiên Địa Minh, tại sao lại đi ra lúc này? Người ngoài quảng trường nhìn thấy nhóm người Kim Xà Môn đi ra đại điện, nghi hoặc nói. Lão gia hỏa kia thật thông minh. Lục Tâm Đồng tươi cười, thu hồi huyễn diễn đao trận,
lại thu mấy chữ vật giới chỉ vào trong tay trước mắt bao người. Đế đạo minh khá lắm, các ngươi thật quá làm càn, hôm nay chính là đàm phán, các ngươi lại ra tay đánh chết người ngũ độc môn, lại có ý gì? Nhìn theo bóng lưng kim xà tôn giả, liệt thổ tôn giả căm tức đứng dậy quát, giờ khắc này nếu hắn không đứng ra nói vài lời, những thế lực nhất lưu gia nhập đế đạo minh chỉ sợ sẽ bất mãn, tuy bình thường đại sơn môn cũng không để những thế lực kia vào trong mắt, nhưng thế cục bây giờ thiên địa minh không thể không cần. Lục Lâm Thiên, mau giao sư huynh của ta ra đây, bằng không thiên địa minh tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tật Mộc tôn giả cũng đứng lên tức giận nói. Lục Lâm Thiên, hôm nay đàm phán, người phi linh môn lại động thủ đánh chết cường giả ngũ độc môn, nếu không có lời công đạo cho thiên địa minh chúng ta, hôm nay không để yên cho ngươi. Cường giả các đại sơn môn nhất thời tức giận đứng lên, đã tới thời điểm này ai cũng biết nếu không đoàn kết sẽ bị Lục Lâm Thiên tiêu diệt từng bộ phận. Kỳ thật các đại sơn môn cũng đã sớm thương nghị xong, vừa rồi nếu Lục Tâm Đồng đối phó cường giả các đại sơn môn, bọn hắn cũng sẽ không mặc kệ, chẳng qua những thế lực nhất lưu đều không biết kế hoạch của bọn hắn, mà bây giờ bởi vì Kim Xà Môn rời đi, khiến cho những thế lực nhất lưu đều khủng hoảng, vì vậy bọn hắn phải ra mặt, nhưng nếu ra mặt đều phải cùng nhau, bởi vì không ai nắm chắc một mình có thể đối phó được Lục Lâm Thiên. Hôm nay Lục Lâm Thiên phải cấp lời công đạo. Một ít thế lực nhất lưu nhìn thấy liệt thổ cùng tật mộc bọn hắn ra mặt, nhất thời đứng dậy thét to. Hừ! Thiên Dương tôn giả hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy cường giả thiên địa minh hùng hổ đứng lên cũng không cam lòng yếu thế. Thiên địa minh muốn lập tức động thủ sao? Nhóm người mang linh lão tổ lập tức đứng dậy, khí thế tận trời. Cường giả hai minh rằng co, chân khí giao phong, cả không gian đều động lại, không gian ba văn sôi trào cuồn cuộn. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Thiên địa minh muốn ta làm sao công đạo đây? Vừa nói hắn vừa phất tay cho người đế đạo minh ngồi xuống, ánh mắt không chút biến hóa. Nhìn thấy hắn nói chuyện, người thiên địa minh dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào người hắn. Giao ra Lục Tâm Đồng cùng sư huynh của ta, còn có đế linh tấn thần đan cùng ba kiện thần khí của ngươi, tự phế tu vi, sự tình coi như cho qua. Tật Mộc trầm giọng nói, chẳng biết tại sao khi hắn nghe lời nói thản nhiên của Lục Lâm Thiên, trong lòng có chút bất an. Được. Không thành vấn đề, nhưng muốn tự phế tu vi thì khó thể làm được, không bằng các ngươi có ai tới hỗ trợ tốt lắm. Lục Lâm Thiên cười nhạt, nói. Cái gì? Mọi người không dám tin tưởng, đừng nói là đế đạo minh, ngay cả sắc mặt thiên địa minh cũng biến hóa, yêu cầu như vậy sao hắn lại đáp ứng? Mặc dù bọn hắn nói ra nhưng cũng biết Lục Lâm Thiên sẽ không đáp ứng, trừ phi hắn phát điên, nhưng hiện tại hắn lại đồng ý. Ai nguyện ý tới phế tu vi của ta thì tới phế đi. Lục Lâm Thiên cười nhạt đứng dậy khoanh tay, chậm rãi bước tới giữa đại điện, điều này làm sắc mặt người thiên địa minh vô cùng hoài nghi. Sao vậy, cho các người tự đi ra phế tu vi của ta, các người cũng không dám sao? Lục Lâm Thiên khinh thường nói. Nếu không dám, vậy cũng đừng hối hận. Ta tới. Tật Mộc nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, cắn răng đi tới. Minh chủ, người đế đạo minh có chút lo lắng hô. Lục Lâm Thiên phất tay ý bảo họ không cần nhiều lời, nhìn Tật Mộc tôn giả, trong mắt lộ ra ý cười thản nhiên, nói. Tới đây đi. Ánh mắt Tật Mộc lóe lên, trong lòng càng thêm bất an, làm sao có loại chuyện tốt thế này, hắn không khỏi nhìn qua cường giả thiên địa minh, bọn họ cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại có ý bảo Tật Mộc có thể cẩn thận đi thử xem một lần, nhìn xem rốt cục Lục Lâm Thiên dở trò gì. Tật Mộc chỉ do dự trong nháy mắt. Nói thế nào hắn cũng có tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh, thử xem một lần cũng không có vấn đề, có lẽ nhân cơ hội ra tay thành công, vậy có thể giải quyết vấn đề lớn. Hừ, đây là ngươi tự chuốc lấy. Tật Mộc thầm nghĩ trong lòng, sát ý lóe lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Được, đây là do ngươi nói. Vừa dứt lời, hắn chậm rãi đi về hướng Lục Lâm Thiên, hai người chỉ cách nhau chừng 30 thước, tâm thần hắn toàn lực tập trung lên người Lục Lâm Thiên. Chỉ cần Lục Lâm Thiên có chút dao động hắn sẽ lập tức thối lui, thanh danh Lục Lâm Thiên thật sự quá lớn, hắn có thể sống tới bây giờ ngoại trừ nhờ thực lực cường hãn còn có thế lực của Khôn Dương đảo hỗ trợ, ngoài ra hắn vốn vô cùng cẩn thận. Dần dần khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 thước, Lục Lâm Thiên vẫn không chút phản ứng, giống như thật sự nguyện ý phế bỏ tu vi. Sắc mặt Tật Mộc run lên, đây tuyệt đối là cơ hội tốt, chỉ 10 thước khoảng cách hắn có tuyệt đối nắm chắc một kích đánh Lục Lâm Thiên thành mảnh nhỏ. Chỉ cần Lục Lâm Thiên chết,
đế đạo minh như rắn mất đầu, sẽ lập tức sụp đổ, phế tu vi cùng đánh chết Lục Lâm Thiên mà nói chỉ cần chọn phương pháp thuận lợi nhất, Lục Lâm Thiên có chết hay phế tu vi đối với hắn và thiên địa minh mà nói vẫn giống nhau. Vậy hãy để cho ta phế tu vi của ngươi đi. Một tiếng quát tràn ngập sát ý lẫn mừng như điên vang lên, chân khí mộc hệ nháy mắt bay ra, động tới thiên địa năng lượng, nháy mắt hội tụ thành một đạo quang trụ lục sắc giữa không trung. Suy, uy áp tràn ngập, trưởng ấn đánh vỡ không gian lộ ra khe không gian tối đen. Oanh, khoảnh cách gang tấc làm người không kịp tránh né, một đạo quang trụ năng lượng màu xanh biếc mang theo lực lượng khủng bố hung hăng va chạm lên người Lục Lâm Thiên. Mọi người kinh ngạc chứng kiến Lục Lâm Thiên hoàn toàn không kịp ra tay ngăn cản, không hề nhúc nhích, phảng phất như không kịp cử động. Oanh! Lục sắc quang trụ đánh thẳng vào ngực Lục Lâm Thiên, cả đại điện đều run rẩy lên, một cỗ năng lượng kình khí nháy mắt hóa thành gió lốc khuếch tán, cường giả hai minh bị đẩy lui ra sau, cực kỳ chật vật. Lục Minh Chủ! Sắc mặt Đạm Thai Tuyết Phi cùng Dạ Vị Ương đại biến, được cường giả trong môn phái kéo lui, không ít người đế đạo minh hoảng hốt. Dù trong lòng biết Lục Lâm Thiên sẽ không cam tâm bị phế tu vi, nhưng vì tật mộc nháy mắt đánh lén mà không kịp đối kháng, chẳng khác gì là muốn chết. Người đế đạo minh kinh ngạc, chỉ có nhóm người Lục Tâm Đồng vẫn thản nhiên, mà ánh mắt Kim Huyền lại chờ mong nhìn qua, thấy nhóm người Dương Quá không có động tĩnh, mà nhóm người Thiên Dương Tôn giả lại không ra tay, huống chi dù họ muốn ra tay cũng không kịp. Lục Lâm Thiên chết chắc rồi. Toàn bộ người thiên địa minh đều cười lạnh nhủ thầm. Chỉ có Nguyên Nhược Lan khẽ biến sắc, chợt cắn môi. Tiểu tử, đã chết có khác gì phế tu vi của ngươi, ngươi tự mình muốn chết mà thôi. Ngay khi công kích đánh lên LNG ngực Lục Lâm Thiên, Tật Mộc cười lạnh, nhân cơ hội lấy mạng tiểu tử kia mới là thật, chỉ sợ sư huynh Tật Phong tôn giả hơn phân nửa đã gặp bất trắc, Lục Lâm Thiên làm sao có thể giao được người. Vậy sao, không biết ta muốn chết hay ngươi muốn chết? Ngay khi công kích rơi lên LNG ngực Lục Lâm Thiên, cùng lúc đó trong mắt hắn bắn ra sát ý, mà đạo quang thúc mộc hệ đánh lên ngực lại không hề tổn thương được hắn chút nào. Lục Lâm Thiên đã sớm đạt tới tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh, một kích của người cùng cấp làm sao tổn thương được hắn. Làm sao có thể? Toàn trường không khỏi kinh ngạc, lực công kích khủng bố như vậy mà Lục Lâm Thiên không hề tổn thương, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là sư đệ của Tật Phong đi, Tật Phong đánh lén bản tôn. Ta còn chưa đi tìm Khôn Dương đảo tính sổ, ngươi còn dám yêu cầu ta giao người, thật sự là mặt dày, còn dám đòi phế tu vi của ta, ngươi vốn không biết tu vi vũ tôn cửu trọng đỉnh ở trước mặt tay, chỉ cần lật tay thì có thể diệt. Trong tích tắc một thanh âm băng xương truyền ra, vang vọng khắp đại điện. Chỉ nháy mắt không gian thổ hệ lan tràn, tay phải vươn ra nhanh như sấm sét, một đạo tử kim lưu quang hiện ra, chân khí hủy diệt cuồn cuộn bộc phát. Không xong. Tật Mộc lập tức cảm giác được lãnh ý lan tràn, năng lượng kinh người khiến linh hồn hắn run rẩy. Ngay tức khắc hắn liền muốn bỏ chạy, lúc này mới phát hiện không gian đều bị giam cầm, không cách nào tránh né, không gian lực thổ hệ của đối phương vượt xa hắn, vô luận hắn giãy giụa ra sao cũng chẳng thấm vào đâu, bởi vì không gian lực kia hoàn toàn dễ dàng áp chế hắn. Muốn lấy thần khí của ta, vậy trước hết để cho ngươi thử xem uy lực của thần khí đi. Thanh âm lôi đình kinh sợ vang vọng không gian. Một đạo tử kim lôi đình cực lớn giống như đầu cự mãng trào ra. Một đạo lôi đình như nộ long ầm ầm giáng xuống, nhanh chóng rơi xuống trên đỉnh đầu Tật Mộc, những nơi lôi đình đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. Mạng ta xong rồi. Đồng tử Tật Mộc lập tức khuếch tán, tới thời điểm này hắn mới ý thức được thực lực của Lục Lâm Thiên đã đạt tới tình trạng gì, cự lực gần trong gang tấc khiến cho hắn muốn hối hận đã không còn kịp rồi, thậm chí lực phản ứng cũng không có, muốn tự bạo hồn anh cũng không kịp. Chỉ nháy mắt thân hình Tật Mộc liền hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng không có cơ hội chạy thoát. Oanh long long, lôi đình dư ba nện xuống mặt đất nứt nẻ, lộ ra hố rãnh sâu không thấy đáy, cả đại điện khổng lồ lay động kịch liệt. Oanh oanh, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, đại điện không còn cách nào chống đỡ, ầm ầm sụp đổ, cho bụi đá vụn kích tán bốn phía. Chuyện gì xảy ra vậy? Từ trong đại điện truyền ra thanh âm như sấm sét. Làm người vây xem trên quảng trường xôn xao một mảnh, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đại điện khổng lồ trực tiếp sụp đổ, cùng một thời gian có từng thân ảnh bay về Upsilon T lên giữa không trung. Oanh long long, đại điện phá nát dần khôi phục lại bình tĩnh, giống như sơn băng địa liệt, cả quảng trường đều run rẩy, khe nứt lan tràn, là do tử kim huyền lôi đánh nát.
Cường giả Hai Minh lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, không khỏi hít sâu một hơi. Tu vi Tật Mộc đã đạt tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh, nhưng Lục Lâm Thiên trực tiếp tiếp chiêu lại không hề có chút thương tổn, lực phòng ngự khủng bố, mà chỉ đánh một chiêu lập tức giết chết Tật Mộc, thậm chí hồn anh cũng không chạy thoát, thực lực cường hãn tới bậc nào. Tiểu tử này lại cường hãn tới như thế. Cường giả Đế Đạo Minh không nhịn được ngây người. Siêu siêu. Xa giữa không trung, từng thân ảnh bay lên không, chính là Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song cùng Lam Linh cùng cường giả hai gia tộc. Hình như bên chỗ cô ra động thủ. Một cường giả Bắc Cung gia tộc run lên, nhìn chăm chú vào Bắc Cung Vô Song, trong mắt lóe lên sát ý. Thần nữ, chúng ta cần giúp đỡ không? Trước nhìn kỹ hãng nói. Bắc Cung Vô Song nhìn chăm chú về phía trước. Bên trong đình viện, mặt đất chợt chao đảo run lên. Ai, rốt cục đã động thủ rồi. Tử Yên nhấp nhẹ hấp trà, giơ tay nhấc chân đều mang theo mỹ cảm, nhưng ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng. Thánh nữ, chúng ta làm sao bây giờ? Hỏa Vân Tôn giả hỏi. Chúng ta làm như không biết đi, các chủ địa các hạ lệnh, dù chúng ta muốn ngăn cấm cũng vô lực. Tử Yên nói. Ta đi xem náo nhiệt, không biết thực lực Lục Lâm Thiên tới tình trạng gì. Lam Thập Tam có chút không nhịn được, thân ảnh chợt lóe đã biến mất trong đình viện. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt thôi. Nhìn thân ảnh Lam Thập Tam biến mất, khóe môi Tử Yên lộ nụ cười bất đắc dĩ, dứt lời thân ảnh cũng biến mất tại chỗ. Ha 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 ha. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, trường bào phấp phới, ngẩng đầu cười dài, quanh thân tán phát một cỗ sát khí vô hình, cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, không khí như cô đọng lại. Sát khí khủng bố khiến vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua, tiếng cười kia làm người thiên địa minh kinh hãi đảm chiến. Tiếng cười sát khí đột nhiên rơi xuống, ánh mắt Lục Lâm Thiên lướt qua đoàn người thiên địa minh, hơi lạnh thấu xương tràn ra, sát khí hàn ý như khí lãng lan tràn tập kích khắp xung quanh, quát lớn. Đám hỗn trướng thiên địa minh, nửa đường chặn giết bản tôn, còn dám hỏi bản tôn đòi người, đàm phán chó má, muốn đế linh tấn thần đan cùng thần khí. Chỉ bằng đám hỗn trướng các ngươi có đủ thực lực sao, còn muốn phế tu vi bản tôn, buồn cười tới cực điểm. Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn giữa không trung, rơi vào trong tay mỗi người, thực lực thấp chỉ cảm giác lòng rét lạnh, run rẩy không thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lướt qua toàn trường, sát ý bắn ra, chấn kinh mọi người. Sát khí cùng sát ý thật khủng khiếp. Sắc mặt các cường giả đều run rẩy lên, ánh mắt không ít thế lực nhất lưu trong thiên địa minh đều lóe ra. Bọn hắn thật sự hối hận đã đi trêu chọc Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, người muốn làm cái gì, nơi này là Cự Giang Thành, người dám động thủ ở đây sao? Thao Ưng tựa hồ không muốn ra tay trong Cự Giang Thành, nhất thời quát. Muốn tiêu diệt đám hỗn trướng các ngươi, bản tôn cần gì lựa chọn địa điểm? Lục Lâm Thiên cười lạnh, không hề thu liễm sát ý. Người khác không dám động thủ trong Cự Giang Thành, không có nghĩa Lục Lâm Thiên không dám. Thiên địa các không ra mặt, Lục Lâm Thiên không muốn buông tha cơ hội này, lưu trữ những người kia ngày sau sẽ tạo thành tổn thất thật lớn cho Đế Đạo Minh cùng Phi Linh Môn, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn, Lục Lâm Thiên cũng không phải người nhân từ nương tay. Mặc kệ lần này Thiên Địa Minh muốn dùng thủ đoạn gì đối phó hắn, vậy hắn phải ra tay trước, ít nhất làm cho bọn họ luống cuống tay chân. Lan Lăng Sơn Trang dám nửa đường cướp giết bản tôn, món nợ này tính toán luôn đi. Dứt lời. Thân ảnh hắn lập tức lao thẳng về hướng Phong Đao Tôn giả. Lục Lâm Thiên động thủ trước, mọi người cùng nhau ra tay, một mình không phải đối thủ Lục Lâm Thiên. Sắc mặt Phong Đao đại biến, Tật Phong vừa đối mặt lập tức bị kích sát, hắn làm sao dám một mình đối phó Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên động thủ trước, đây là bước bọn hắn phải ra tay, cho dù hắn có thể chạy thoát nhưng đệ tử Lan Lăng Sơn Trang sẽ không thoát. Cùng nhau động thủ, tru diệt Lục Lâm Thiên. Cường giả thiên địa minh giận dữ rít gào, đây là vì bất đắc dĩ, các siêu cấp cường giả như đã có ăn ý, lập tức lao ra. Ai cũng biết một mình đối phó Lục Lâm Thiên chỉ còn con đường chết, chỉ có thể liên thủ tru diệt hắn. Ngoài nhóm người Nguyệt Vũ Tôn giả, còn có một thư sinh, chưa đầy 30 tuổi, cực kỳ tuấn lãng, tu vi Vũ Tôn cửu trọng sơ kỳ, chính là Bách Biến Tôn giả của Phi Hạc Môn. Tổng cộng là 13 tu vi tôn cấp, trong đó Nguyệt Vũ, Phong Đao, Chu Linh đều là cửu trọng hậu kỳ đỉnh, mà Hỏa Mộc là Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ, nhưng thực lực không kém hơn Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh. Ngay lúc Lục Lâm Thiên lao về hướng Phong Đao, từng thân ảnh cũng lao ra, 13 siêu cấp cường giả lăng không bay tới,
thủ ấn kết xuất nhanh như chớp. Toàn lực đánh chết Lục Lâm Thiên. Dù trả giá đắt cũng chu diệt Lục Lâm Thiên. Từng tiếng quát ẩn chứa tiêu sát khí truyền ra, chân khí linh lực dâng trào, động tới thiên địa năng lượng, nháy mắt hội tụ ngay giữa không trung. 13 siêu cấp cường giả đồng thời ra tay, đem cả phiến không gian trực tiếp chấn vỡ. Xung quanh nhất thời gió dục mây vần, từng đạo vật chất công kích cùng linh hồn công kích hiện lên, uy áp cùng chân khí khủng bố tràn tới, thiên địa rung chuyển, năng lượng khủng bố bỗng nhiên bùng nổ trên không trung, trực tiếp xé vỡ khe không gian. Oanh long long. Trời ạ! Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên không trung, uy thế kinh khủng kia làm sắc mặt mọi người trắng bệch, linh hồn đều run rẩy. Lấy nhiều khi ít sao. Cường giả đế đạo minh vừa định ra tay tương trợ, Lục Lâm Thiên đã hét lớn một tiếng. Người đế đạo minh lui ra cho ta. Nghe được tiếng quát của hắn, cường giả đế đạo minh vội ngừng lại, lui về phía sau, xưa nay họ vẫn không hề có ý đối kháng với mệnh lệnh của Lục Lâm Thiên. Trong mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe hàn mang, sát khí thao thiên hoàn toàn phóng thích. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thời không lao ngục thổ hệ khuếch tán cả không trung, không gian lung lay sắp đổ, năng lượng thổ hệ hội tụ, cả không gian như đông cứng lại bao phủ phạm vi mấy ngàn thước xung quanh. Nháy mắt thời không lao ngục đã bao trùm 13 siêu cấp cường giả. Ngao! Sắc mặt nhóm cường giả đại biến, bên trong không gian tràn ngập đủ loại năng lượng công kích. Không gian lực, linh hồn công kích, còn có lực công kích quỷ dị khiến họ nhất thời không thể thích ứng. Cùng lúc đó họ đều cảm giác được công kích của mình đang bị ăn mòn, không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát thời không lao ngục, lại muốn đem lao ngục hoàn toàn xé nát. Thổ sinh kim. Lục Lâm Thiên lại quát một tiếng, thủ ấn kết xuất, một đạo kim mang như mặt trời dâng cao, chân khí xa lạ lan tràn, sắc bén tiêu sát rạng rỡ. Ngay lúc này chân khí vũ tôn cửu trọng đỉnh đã hoàn toàn phóng thích trước mắt mọi người. Thời không lao ngục dung chuyển, uy lực gấp 16 lần cuồn cuộn lên, khí thế sắc bén sát phạt lẫn bá đạo thổi quét cả vùng trời. Oanh long! Chỉ nháy mắt thời không lao ngục kim hệ bao phủ khắp vạn thước, không gian nứt vụn, kim mang đại phát, gió dục mây vần, cuồng phong gào thét ầm ĩ vang rền. Lục Lâm Thiên thúc dục vũ khí thiên cấp. Từng khuôn mặt siêu cấp cường giả vặn vẹo. Không còn cách nào kiên trì lực công kích của mình, lập tức bị ma diệt bên trong không gian quỷ dị kia, thậm chí chính bản thân bọn họ bị trấn áp không cách nào hô hấp. Vũ tôn cửu trọng đỉnh, hắn đã đạt tới trình tự vũ tôn cửu trọng đỉnh. Rốt cục đã có người chú ý tới tu vi của Lục Lâm Thiên, 13 siêu cấp cường giả hoảng sợ, Lục Lâm Thiên vốn là yêu nghiệt biến thái, nghe đồn lúc ở vũ tôn thất trọng là có thể giết chết vũ tôn cửu trọng đỉnh, lại thêm vũ khí thiên cấp, thực lực sẽ tới mức nào. Người đế đạo minh cũng ngạc nhiên, nhóm người thiên dương lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm nuốt nước bọt, thoáng run rẩy lên. Mà nhóm người Vân Tiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường há hốc miệng thật lâu không thể khép lại, người này tu luyện chẳng khác gì là bay nhanh như chớp, thật không tin nổi. Trốn, chạy mau. Các đệ tử chạy mau. 13 siêu cấp cường giả hét lớn, toàn lực thi triển tu vi giãy giụa thối lui. Chỉ tiếc uy lực thời không lao ngục kim hệ gấp 16 lần nhìn qua như siêu cấp lao lung, kim mang rạng rỡ, thân thể họ đều bị giam cầm, chân khí linh lực đình trệ, không cách nào giãy thoát. Phá! Lục Lâm Thiên đột nhiên vỗ xuống. Oanh long! Một đạo đại thủ ấn phá không bay ra, không gian chợt thu lại, đại thủ ấn lớn hơn ngàn thước trực tiếp vỗ thẳng lên người 13 siêu cấp cường giả. Không gian xung quanh hóa thành mảnh nhỏ, hiển lộ ra hư không tối đen thật lớn. Đại thủ ấn vỗ thẳng xuống đỉnh đầu 12 siêu cấp cường giả cùng một khối khôi lỗi bát cấp cao giai. Phanh, phanh, phanh. Đại thủ ấn hung hăng vỗ xuống không gian xung quanh, thanh âm nổ tung trầm thấp liên tục vang lên, một đám cường giả chỉ nháy mắt đã bị vỗ thành mảnh nhỏ. Thủ ấn ầm ầm vỡ sát xuống, cả quảng trường đều bị bao phủ. Phanh phanh. Cả quảng trường giống như sơn băng địa liệt, trực tiếp bị vỗ thành cho tàn, mặt đất bị chấn lõm xuống. Năng lượng cuồng bạo dao động nhộn nhạo điên cuồng. A, à, người vây xem đứng gần khu vực đại chiến bị lan tới, nhất thời bị uổng mạng không có 1.000 cũng phải mấy trăm người. Oanh, mặt đất run rẩy, biến thành cho tàn, mà ở giữa hiện lên một dấu trưởng ấn 5 ngón tay khổng lồ cực đại. Mặc dù khi nãy đã có tiếng quát cảnh cáo của cường giả thiên địa minh, mấy trăm đệ tử thiên địa minh vội vàng bỏ chạy nhưng vẫn không nhanh bằng những cường giả tôn cấp trên không trung. Lục Lâm Thiên tựa hồ cố ý, trong mấy trăm người kia thực lực thấp nhất cũng tới soái cấp,
còn lại đều là vương cấp, đều bị Lục Lâm Thiên thuận tiện đánh chết ít nhất một nửa. Thân thể mấy trăm người hóa thành mảnh nhỏ, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Suy! Trong không gian hỗn loạn, mọi người còn chưa kịp nháy mắt cũng chỉ thấy một đạo lưu quang lao ra ngoài. Hắc Linh Tôn giả! Lục Lâm Thiên lập tức tập trung, mà lưu quang kia chính là Hắc Sát giáo Hắc Linh Tôn giả, nhưng toàn thân hắn loang lổ vết máu, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, nháy mắt cấp tốc biến mất giữa không trung. Không ngờ hắn là cường giả đã một chân bước ra khỏi tôn cấp rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, tự trách bản thân không quan sát kỹ càng chân khí của Hắc Linh Tôn giả, nguyên lai hắn đã đạt tới tu vi như thế. Lục Lâm Thiên thật sự kỳ quái, lẽ ra đám người Thiên Địa Minh đã chuẩn bị kỹ càng, hắn muốn đồng thời đánh chết nhiều người như vậy tuyệt đối không làm được, cho dù đối phó Hắc Linh Tôn giả cũng có chút phiền toái. Gì, còn có một người. Ngay lúc Lục Lâm Thiên đang do dự có nên đuổi giết Hắc Linh hay không, trong khe nứt quảng trường vẫn còn đạo chân khí mỏng manh. Vừa rồi Lục Lâm Thiên cũng dùng tâm thần quan sát chỉ thấy 10 người cùng một khối khôi lỗi hóa thành mảnh nhỏ, còn lại 2 người là Hắc Linh Tôn giả, người kia hẳn là người bên dưới. Suy! Lục Lâm Thiên lao xuống dưới khe nứt, mà không gian đã yên tĩnh trở lại, không trung tối tăm cũng khôi phục ánh sáng. Uy lực một trường khủng bố khiến người vây xem run rẩy như cầy sấy. Ánh mắt vốn không chút gợn sóng của Kim Huyền lúc này hiện lên tia kinh ngạc. Dưới một trường kia mang theo uy lực khủng bố khiến cho chính hắn cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Thực lực nhị đệ lại tiến bộ nhiều như vậy. Trong mắt Dương Quá lộ ý cười, nhị đệ không cho hắn hỗ trợ, sớm biết không để mười mấy người kia vào trong lòng, nhưng vẫn chưa nghĩ tới một màn uy lực như thế. Thực lực của cô gia có thể so với chuẩn đế. Giữa không trung xa xa, một hộ pháp Bắc Cung gia khiếp sợ nói. Cường giả độc cô gia đưa mắt nhìn nhau. Một chiêu giết chế mười mấy siêu cấp cường giả, thực lực như vậy dù là chuẩn đế bình thường cũng không làm được. Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song đều kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt đã vượt qua suy nghĩ trong lòng các nàng. Bách Biến Tôn giả. Một thân ảnh toàn thân vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, chân khí nửa chết nửa sống xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, chính là Bách Biến Tôn giả. Điều này làm Lục Lâm Thiên cực kỳ ngoài ý muốn, tu vi người này tuyệt đối là yếu nhất trong 12 người. Nhưng 10 người kia đều bị đánh chết dù hắn trọng thương nhưng vẫn còn sống sót, điều này làm Lục Lâm Thiên cực kỳ nghi hoặc khó hiểu. Ánh mắt khẽ biến, Lục Lâm Thiên nắm Bách Biến Tôn giả nhảy ra khỏi khe nứt dưới đất, khi hắn đi lên không trung vô số ánh mắt lại nhìn hắn chăm chú, tràn ngập rung động. Chủ nhân, Hắc Hùng nhìn thấy Lục Lâm Thiên mang theo tù binh, liền lắc mình đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Xem chừng hắn, Lục Lâm Thiên cấm chế Bách Biến Tôn giả, giao cho Hắc Hùng. Một chiêu vỗ chết 10 siêu cấp cường giả cùng một cỗ khôi lỗi bát cấp cao giai. Nhóm người Thiên Dương Tôn giả ngây người nhìn Lục Lâm Thiên, khó trách hắn không để họ nhúng tay, vừa rồi một chiêu kia nếu có họ đứng gần, ngược lại sẽ làm Lục Lâm Thiên bị bó tay bó chân. Trong tôn cấp đã là vô địch thủ. Vân Tiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường nhìn nhau, tới lúc này vẫn không thể khép miệng. Ánh mắt Đạm Thai Tuyết Phi cùng Dạ Vị Ương từ lo lắng chuyển sang chấn động. Lâm Thiên lão đệ, có cần đuổi giết người Thiên Địa Minh hay không? Lạc Kiến Hồng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, giống như nhìn yêu nghiệt, một người độc chiến 13 siêu cấp cường giả, lại bị một trưởng của hắn vỗ chết 10 người, còn bắt một người, chỉ chạy thoát một người. Lạc lão ca, không cần, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nhìn quanh quảng trường, lúc này người của Thiên Địa Minh đã trốn sạch sẽ, muốn truy cũng không kịp, cho dù đuổi theo tu vi thấp cũng không tác dụng gì. Huống chi nơi này là Cự Giang Thành, chỉ một lần động thủ thì cũng thôi, làm quá mức cũng chẳng khác gì phật mặt mũi của Thiên Địa Các. Nhìn ra xa xa, với tâm tình đế giả của hắn hiện tại, tự nhiên nhìn thấy Tử Yên cùng nhóm người Lam Thập Tam đang quan sát mình, hắn nhất định phải cấp mặt mũi cho bọn họ. Được. Lạc Kiến Hồng gật gật đầu, thu hoạch hôm nay xem như không tệ, chỉ sợ lần này Thiên Địa Minh tức giận hộc máu. Ca ca, nơi này làm sao bây giờ? Lục Tâm Đồng nhìn quanh quảng trường hỗn độn hỏi. Không cần phải xen vào. Lục Lâm Thiên nói, lần này do Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông tổ chức, không liên quan gì tới hắn, Thiên Địa Các cũng không thể tìm hắn đòi bồi thường. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe đi tới bên cạnh Vân Hồng Lăng, ôm nàng biến mất tại chỗ, còn có ba lão bà đang chờ hắn về đâu. Mọi người nhìn dấu thủ ấn khổng lồ trên mặt đất, mà người Thiên Địa Minh bị chụp nát, lúc này trong lòng vẫn khó thể tin. Lâm Thiên,
ngươi chờ một chút ta có chuyện hỏi ngươi. Đám người Vân Tiếu Thiên đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng truy theo Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, chờ ta một chút. Ánh mắt Lữ Chính Cường cũng chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới việc trọng yếu, truy theo Vân Tiếu Thiên. Người đế đạo minh nghênh ngang rời khỏi, mà những người vây xem không dám nói lời nào, cực kỳ yên tĩnh, chỉ nhìn theo thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất mới hít sâu một hơi. Lục Lâm Thiên. Trong đám người, ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt run rẩy, chân khí uể oải, hắn biết dù mình cố gắng thế nào cũng khó thể truy đuổi theo Lục Lâm Thiên, trong tôn cấp Lục Lâm Thiên đã không còn đối thủ, trừ phi hắn có thể vượt qua khỏi tôn cấp. Đôi mắt Lăng Thanh Tuyền khẽ động, ngoại trừ ban đầu khi thấy 13 siêu cấp cường giả vây công Lục Lâm Thiên có chút biến hóa, lúc này cũng không nhìn ra được gì. Thiên địa minh chính là cái rắm, tìm đế đạo minh đàm phán, đây là tự tìm cái chết. Không thể trêu chọc đế đạo minh, càng không thể trêu chọc Lục Lâm Thiên, sau này đại lục sẽ thuộc về đế đạo minh. Lần này thiên địa minh hao tổn lớn, tự tìm tai vạ. Không gian xa xa, nhóm người Hỏa Vân Tôn giả vẫn còn đang nghẹn họng nhìn chân chối. Lam Thập Tam, ngươi làm sao vậy? Tử Yên nhìn dáng vẻ không được bình thường của Lam Thập Tam hỏi. Đã sinh Lam sao còn sinh Lục A? Lam Thập Tam thở dài nói. Lần sau gặp Lục Lâm Thiên, ta sẽ đi đường vòng. Tử Yên cười khổ, biết hắn bị đả kích, hắn đã không còn cách nào đuổi kịp Lục Lâm Thiên, càng kéo càng xa, thật sự bị đả kích không còn lời để nói. Sau một lát mọi người về tới đình viện, Lục Lâm Thiên nhìn hai vị nhạc phụ ngồi trước mặt, không ngừng cười khổ. Mà lúc này Lữ Chính Cường cùng Vân Tiếu Thiên vẻ mặt nghiêm trang nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt có chút sốt ruột. Tiểu tử, ngươi nói thật đi, ta đối với tiểu tử ngươi thế nào? Vân Tiếu Thiên ra vẻ nghiêm túc hỏi. Mí mắt Lục Lâm Thiên giật giật, nói. Nhạc phụ đối đãi tiểu tế như con ruột của mình, đương nhiên rất tốt. Vậy ta thì sao, ta đối với tiểu tử ngươi thế nào? Lữ Chính Cường cũng nghiêm túc hỏi. Cũng giống như vậy, hai vị nhạc phụ đối đãi tiểu tế rất tốt, Lâm Thiên không dám quên. Lục Lâm Thiên cung kính nói, không thể phủ nhận hai vị nhạc phụ tuy luôn muốn đào chút tiện nghi trên người hắn, nhưng thật sự đối đãi hắn như con ruột, trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Vậy tại sao tiểu tử ngươi không chịu nói thật? Vân Tiếu Thiên có chút sốt ruột trừng mắt hỏi. Nhạc phụ, ta thật không hiểu chuyện gì, ta không có phương pháp tu luyện gì đặc biệt cả. Lục Lâm Thiên xòe tay, bộ dáng vô tội nói. Ngươi còn dám không nói, nếu ngươi không có thủ đoạn gì, vì sao tu vi ba huynh muội các ngươi tăng nhanh như bay vậy? Lữ Chính Cường hỏi, sở dĩ hai người đuổi theo hắn tới đỉnh viện là vì muốn hỏi thăm Lục Lâm Thiên có phương pháp gì để cao tu vi nhanh như thế. Bằng không vì sao ba huynh muội hắn khủng bố tới như vậy, nếu không có vấn đề mới là lạ. Hai vị nhạc phụ, tốc độ tu luyện của ba chúng ta nhanh là nhờ có được quán đỉnh truyền thừa, thật không có phương pháp gì khác. Lục Lâm Thiên cười khổ, hắn không thể đem chuyện âm dương linh vũ quyết nói ra, hơn nữa đại ca cùng tam muội đều nhận được truyền thừa, lại có được thiên trụ giới cho nên mới tu luyện nhanh như vậy, nhưng nói thế nào nguyên nhân chính cũng là do nhận được truyền thừa. Ngươi nói thật sao? Lữ Chính Cường vẫn có chút không tin, nhưng không có lý do gì hoài nghi, chỉ có quán đỉnh truyền thừa mới có thể giải thích, nhưng ba huynh muội đều nhận được truyền thừa như thế, vận khí như vậy thật quá nghịch thiên đi. Thật sự, tiểu tế cũng không dám lừa nhạc phụ. Lục Lâm Thiên gật đầu. Cha, Lâm Thiên lừa chó hay mèo cũng không lừa cha đâu. Vân Hồng Lăng lôi kéo tay Vân Tiếu Thiên nói, khiến cho hắn chỉ có thể cười khổ. Nhà đầu kia, nói chuyện kiểu gì đây? Vân Tiếu Thiên trừng mắt, lời này chẳng khác gì mắng hắn. Ánh mắt Vân Hồng Lăng vừa chuyển, cười nói. Cha, con không phải ý tứ kia. Vân Tiếu Thiên liếc mắt nhìn nữ nhi, nói. Được rồi, tin tưởng ngươi lần này. Lục Lâm Thiên mỉm cười, hôm nay tâm tình hắn không sai, đột phá vũ tôn cửu trọng đỉnh, đây là lần đầu tiên chính thức ra tay, phối hợp lĩnh ngộ thuộc tính, đối với thực lực bây giờ của mình thật sự có chút vừa lòng. Lâm Thiên. Hôm nay người đánh chết nhiều người của thiên địa minh như vậy, chỉ sợ bọn hắn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Mặc dù Lữ Chính Cường cũng cao hứng, nhưng vẫn lo lắng, căn cơ thiên địa minh tuyệt đối dao động, tổn thất như vậy các đại sơn môn thiên địa minh sẽ không còn cách nào so sánh với đế đạo minh, nếu không liều mạng bọn hắn sẽ không bỏ qua. Bọn hắn vốn chưa từng nghĩ buông đát a. Lục Lâm Thiên cũng không e ngại, trong mơ hồ cảm giác việc này không bình thường, thiên địa minh muốn đối phó hắn.
không thể nào chỉ phái đám người Tật Mộc tôn giả mà thôi, nhưng hôm nay lại không thấy có bao nhiêu cường giả, điều này thật sự làm cho hắn khó hiểu. Hôm nay hắn cố tình dùng một chiêu giết chết đám người kia để bức bách thêm cường giả đi ra, nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Vậy bây giờ ngươi có tính toán gì không? Ta cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Vân Tiếu Thiên nghiêm túc hỏi, giải quyết không ít người của Thiên Địa Minh, nhưng trong vô hình hắn luôn cảm giác không ổn, tựa hồ trong tối tăm đang có chiếc lưới lớn bao phủ tới. Hai vị nhạc phụ, hai vị thông chi các đại sơn môn nhanh chóng rời khỏi Cự Giang Thành. Lục Lâm Thiên cân nhắc một lúc, nhíu mày nói. Vậy còn ngươi? Lữ Chính Cường hỏi. Ngày mai ta hãy đi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong mơ hồ cũng cảm giác Thiên Địa Minh sẽ không bỏ qua như vậy, nói không chừng đã chuẩn bị vồ đến, mà lần này mục tiêu hơn phân nửa là chính hắn. Vậy quá nguy hiểm, vạn nhất. Vân Tiếu Thiên lập tức phản đối, lưu lại một mình Lục Lâm Thiên làm hắn lo lắng. Lục Lâm Thiên ngắt lời hắn, nói. Nhạc phụ không cần phải lo lắng, với thực lực hiện tại của ta, Thiên Địa Minh cũng khó làm gì ta, ta có Kim Huyền Thúc còn có Cảnh Văn cùng Vô Song, sẽ không có vấn đề. Sau thoáng suy tư, Lục Lâm Thiên cũng có suy nghĩ của mình, cho dù Thiên Địa Minh có thủ đoạn, hơn phân nửa mục tiêu là hắn, người của Đế Đạo Minh lưu lại ngược lại sẽ làm hắn băn khoăn, nếu không có vướng bận thì đối với hắn cũng không có vấn đề gì. Trừ phi Thiên Địa Minh an bài đế giả tìm tới, nhưng đế giả nhận được lệnh cấm, điểm này Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng. Dượng, các ngươi đi trước cũng tốt, có Độc Cô gia cùng Bắc Cung gia, ta không tin còn có ai dám tới cản rỡ. Độc Cô Cảnh Văn tựa hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng Lục Lâm Thiên, nói. Ánh mắt Vân Tiếu Thiên chớp động, nhìn hai thiếu nữ, hắn không tin Thiên Địa Minh dám sằng bậy, trừ phi bọn hắn phát điên rồi. Vân Tiếu Thiên, Lâm Thiên nói không sai, chúng ta nên đi trước tốt hơn, nếu Thiên Địa Minh thật sự có thủ đoạn, chúng ta lưu lại sẽ biến thành gánh nặng. Lữ Chính Cường cũng hiểu rõ, nói. Lâm Thiên, vậy ngươi cẩn thận một chút. Vân Tiếu Thiên không tiếp tục phản đối gật đầu đáp ứng. Nhạc phụ, ngược lại ta lo lắng cho các vị, cho nên mọi người phải nhanh chóng rời đi, càng nhanh càng tốt. Lục Lâm Thiên nói. Yên tâm đi, chính ngươi cẩn thận. Vân Tiếu Thiên gật đầu, nếu Thiên Địa Minh trả thù, hơn phân nửa là đối phó Lục Lâm Thiên, khả năng đối phó những sơn môn khác cũng cực nhỏ. Thương nghị thêm vài câu, Vân Tiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường vội vàng rời đi. Họ phải đi thông chi những sơn môn khác, mà Vân Hồng Lăng ở lại, Lục Lâm Thiên cảm giác để cho nàng đi theo mình vẫn yên tâm hơn. Lâm Thiên, khi nào chúng ta đi? Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Ngày mai đi. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Muội thật muốn nhìn xem Thiên Địa Minh còn có bao nhiêu người muốn tìm chết. Lục Tâm Đồng quyệt miệng nói. Nhà đầu, cũng không thể quá xem thường Thiên Địa Minh, bọn hắn truyền thừa dài lâu, nhiều ít vẫn có chút nội tình. Kim Huyền nói, Kim Huyền Thúc, thực lực của ngươi có thể đánh chết được chuẩn đế không? Lục Tâm Đồng chợt hỏi. Kim Huyền mỉm cười đáp, thực lực chuẩn đế đã vô cùng khủng bố, giống như ca ca ngươi, thực lực của hắn chỉ sợ đã đủ sức đối kháng chuẩn đế, nhưng dù cho có thể hoàn toàn đánh bại, nhưng nếu muốn đánh chết chỉ sợ tuyệt đối làm không được, nhà đầu hiểu chưa? Lời này muốn nói cùng tu vi chuẩn đế muốn đánh chết đồng cấp tuyệt đối rất khó, tỉ như có chuẩn đế chặn giết hắn. Nếu hắn một lòng chạy trốn chuẩn đế chỉ có thể dương mắt nhìn theo. Nếu nói như vậy Kim Huyền Thúc có thể đánh bại chuẩn đế nhưng muốn giết chết rất khó, là vậy sao? Lục Tâm Đồng hỏi. Ha ha! Kim Huyền sang sảng cười, nói. Về phần của ta, đã lâu chưa toàn lực thử xem một lần, mà nếu toàn lực có thể làm được hay không phải xem vận khí cùng thiên thời địa lợi, dù là ai cũng không thể đem sự tình nói được tuyệt đối. Bên trong dãy núi mở mang. Từng thân ảnh lướt qua, tay cầm trường kiếm, từ trang phục cũng biết là người của Thiên Kiếm Môn vừa chạy trốn khỏi Cự Giang Thành. Thần sắc Nguyên Nhược Lan tái nhợt, ánh mắt ngây dại, nàng thật không muốn nhìn thấy cảnh này, nàng không muốn Lục Lâm Thiên chết, nhưng cũng không muốn người Thiên Kiếm Môn chết trong tay hắn, mà bây giờ có không ít đệ tử Thiên Kiếm Môn bị hắn giết chết, thậm chí Vô Ảnh Kiếm Tôn cũng không ngoại lệ. Lục Lâm Thiên, Thiên Kiếm Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Kiếm Phong rít gào quát to. Thanh âm tiếng gào quanh quẩn khắp núi non. Nhóm cường giả còn lại chưa đầy 30 người đưa mắt nhìn ra phía sau, chỉ sợ thanh âm trưởng môn sẽ dẫn dắt đám người Lục Lâm Thiên đuổi tới, lúc này họ hoàn toàn không có dũng khí đối kháng với Lục Lâm Thiên. Siêu siêu! Viễn không xa xa,
Từng thân ảnh rơi xuống một ngọn núi không người, khoảng 20-30 thân ảnh, chân khí có chút cường hãn. Lão tổ, không nghĩ tới thực lực Lục Lâm Thiên mạnh mẽ như vậy, hắn có buông tha cho Kim Xà Môn hay không? Một hắc bào đại hán nhìn lão giả dẫn đầu nói, đây chính là nhóm người Kim Xà Môn. Sau khi Kim Xà Tôn giả rời khỏi đại điện, còn chưa đi được bao xa đã chứng kiến một màn rung động trên quảng trường, nhất thời hoảng sợ bỏ chạy, chỉ sợ Lục Lâm Thiên sẽ đuổi theo. Lúc này Kim Xà Tôn giả vừa nghe lời của đệ tử nói như thế, sắc mặt run lên, tựa hồ đang suy tư gì đó. Lão tổ, nghe nói Lục Lâm Thiên có thù tất báo, thiên địa minh chính là vết xe đổ, mà chúng ta đắc tội đế đạo minh, không biết Lục Lâm Thiên có bỏ qua cho Kim Xà Môn chúng ta hay không? Một lão giả cực kỳ lo lắng nói, thực lực của Lục Lâm Thiên làm bọn họ kinh hãi đảm chiến, làm sao còn dám trêu chọc đế đạo minh? Đều cho thiên địa minh dám thí kia. Nguyên lai nghĩ đội ngũ nhiều hơn đế đạo minh, thế lực phải mạnh hơn, ai nghĩ tới lại năm bè bảy mảng, căn bản không phải đối thủ của Lục Lâm Thiên. Một tôn cấp nhổ nước bọt, cực kỳ bất đắc dĩ. Thiên địa minh ngay từ đầu đã năm bè bảy mảng, đều tự lo mình, bằng không cần gì thảm hại như thế, ngược lại đế đạo minh đều nằm trong tay Lục Lâm Thiên, tuy hắn trẻ tuổi nhưng quyết đoán cùng thực lực không tầm thường, đây mới là ngọn nguồn thảm bại của thiên địa minh. Ánh mắt Kim Xà Tôn giả âm trầm, lần này Kim Xà Môn hoàn toàn đứng sai đội hình. Lão tổ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một trung niên hỏi, người này tu vi vương cấp, tựa hồ là trưởng môn Kim Xà Môn. Chúng ta rời khỏi thiên địa minh, chỉ sợ hiện tại đế đạo minh sẽ không làm khó Kim Xà Môn, chỉ lo lắng sau này bất kể là thiên địa minh hay đế đạo minh thắng được, đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ánh mắt Kim Xà Tôn giả chớp động. Hôm nay hắn rời khỏi thiên địa minh, bởi vì lúc đó hắn cảm thấy tình huống không ổn, chỉ muốn tạm thời giữ mạng, không nghĩ tới hắn lựa chọn đúng rồi. Về phần hậu quả, Kim Xà Tôn giả sống lâu như vậy sao không hiểu rõ, lần này hai minh đại chiến là nhất định, nếu thiên địa minh thắng lợi, vì hôm nay Kim Xà Môn rời khỏi thiên địa minh, đợi bọn hắn rảnh tay nhất định sẽ không buông tha Kim Xà Môn. Mà nếu đế đạo minh thắng lợi, đừng nói tính cách có thù tất báo của Lục Lâm Thiên. Cho dù đế đạo minh chịu buông tha Kim Xà Môn, nhưng tình cảnh của bổn môn sẽ bị áp chế tới tận cùng, nhất định sẽ bị đả kích, cho dù Lục Lâm Thiên gặp phải bất trắc, họ vẫn sẽ bị đế đạo minh ra tay. Lão tổ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một lão giả vũ tôn tam trọng hỏi. Chúng ta nhất định phải lựa chọn. Kim Xà Tôn giả nói, trong mắt bắn ra tinh quang. Chúng ta nên lựa chọn thế nào, xin lão tổ báo cho biết. Trưởng môn xoay người nói. Ánh mắt Kim Xà Tôn giả oán hận. Tự nhiên không thể lựa chọn thiên địa minh, ở lại thiên địa minh sẽ bị người xem là vật hy sinh, vạn thú tông cùng thiên kiếm môn đều là đồ hỗn trướng. Ý tứ của lão tổ là muốn lựa chọn đế đạo minh sao? Trưởng môn yếu ớt hỏi. Việc này ngươi cũng không làm được, ta phải đích thân đi làm mới xong, chỉ sợ không lấy ra thành ý đế đạo minh cũng sẽ không tiếp nhận Kim Xà Môn. Kim Xà Tôn giả liếc mắt nhìn quanh, thoáng do dự nói. Người tu vi tôn cấp theo ta đi, những đệ tử khác đều đi về trước đi. Bên trong một dãy núi non ít người lui tới, cả dãy núi vô cùng hùng vĩ cùng xanh ngắt. Buổi chiều giữa hè có chút nóng bức, bên dưới chân núi không gian ba văn nhộn nhạo, mười mấy thân ảnh nhất thời xuất hiện. Lão đại, ta đã trở về. Trong mười mấy thân ảnh, một kim bào thiếu niên phóng lên cao đứng giữa không trung. Toàn thân lộ ra khí tức tôn quý, đôi mắt sáng ngời, giữa mi tâm còn có một dấu ấn ký kim sắc, thần bí mà yêu tà. Tiểu Long, đây là cổ vực hay sao? Một đạo hồng sắc thân ảnh uyển chuyển đi tới bên người Tiểu Long, đó là một thiếu nữ 18-19 tuổi, trên người mặc trang phục màu đỏ như lửa ôm sát thân thể vô cùng hấp dẫn tới chí mạng, khuôn mặt tuy ngây ngô nhưng tuyệt mỹ dị thường, chính là tam công chúa Chu Thần Hy của Chu Tước Hoàng tộc. Đương nhiên, đây là cổ vực. Nhớ ngày đó ta cùng lão đại tung hoành cổ vực, thật sự lợi hại đâu. Tiểu Long lưu lại trong Thanh Long hoàng tộc vài năm, hôm nay mới xuất tộc, lúc này vô cùng hưng phấn nói. Tiểu Long, huynh đã đáp ứng mang người ta đi chơi. Một thanh âm yêu kiều vang lên, lại một thân ảnh xinh đẹp rơi xuống bên cạnh Tiểu Long, đó cũng là một thiếu nữ 18-19 tuổi, là hổ y công chúa của Bạch Hổ hoàng tộc, dung nhan tuyệt mỹ ngây ngô, đường cong là lướt chí mạng không kém Chu Thần Hy. Mỗi người mỗi vẻ. Ai? Nhìn hai nữ tử bên cạnh, ánh mắt Tiểu Long tà tà lướt qua thân hình nảy nở của hai nàng, thở dài nói.
Ta đã nói lần này không cần đi theo ta, ta chỉ đi tìm lão đại có chút việc mà thôi, sẽ lập tức quay trở về mà. Tiểu Long, huynh đã nói sẽ dẫn muội ra ngoài chơi. Chu Thần Hy quyệt miệng chống nạnh hô, hung hăng trừng Tiểu Long, trong mắt không những tức giận còn có thần sắc thật phức tạp. Mà thần sắc Hổ Y cũng không dễ chịu, căm tức nói. Tiểu Long, muội cảnh cáo huynh, nếu huynh dám gạt muội sau này muội sẽ không để ý tới huynh nữa, là huynh nói muốn lấy bảo vật thiên đỉnh linh quả trong tộc đưa cho huynh, huynh sẽ dẫn muội tới cổ vực đi chơi. Hổ Y, Tiểu Long đáp ứng ta trước. Chu Thần Hy nhìn Hổ Y, vẻ phức tạp kia như có liên quan tới nàng. Hổ Y tựa hồ cũng không thích Chu Thần Hy, không cam lòng yếu thế nói. Chu Thần Hy, là Tiểu Long đáp ứng ta trước. Không phải, là đáp ứng ta trước. Đáp ứng ta trước. Nguyên bản một đôi tỉ muội thân thiết, lúc này lại tranh nhau tới mức khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, không ai chịu thua. Được rồi, hai người đừng cãi. Tiểu Long bất đắc dĩ, mấy năm nay hắn thường xuyên nhìn thấy loại tình huống này, ánh mắt lại lướt quanh thân thể nảy nở của hai nàng. Tiểu Sắc Phôi, huynh nhìn cái gì? Chu Thần Hy trừng mắt nói. Tiểu Long cười hắc hắc, ánh mắt lại đảo qua Hổ Y. Sắc Phôi, không cho phép nhìn muội, có tin muội đánh huynh hay không? Hổ Y quơ tay căm tức nói. Khụ. Tiểu Long ho khan một tiếng, mặt không đỏ tim không gấp, nói. Ai xem hai nàng, ta không phải loại người như vậy. Dừng một chút hắn bất đắc dĩ nói. Ta biết hai nàng đều yêu thích ta, nhưng hai người cứ cãi nhau hoài, bảo ta làm sao bây giờ, hơn nữa ta còn nhỏ đâu, không muốn thành hôn quá sớm. Ai thích huynh, đồ xấu xa, mặt dày. Chu Thần Hy căm tức chừng hắn, xoay người nhìn Hổ Y. Hổ Y, chúng ta đi chơi, mặc kệ hắn. Tiểu Sắc Phôi, ai nói muội thích huynh chứ, hừ. Hổ Y hung hăng mắng, kéo tay Chu Thần Hy bay về phía trước. Nữ nhân sao, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vẫn là lão đại nói đúng. Tiểu Long bất đắc dĩ nói. Bên dưới núi, mười mấy thân ảnh vừa bay tới, một nữ nhân nhìn lên không trung, cũng chỉ có thể cười khổ. Tiểu Long, chúng ta nhanh đi Phi Linh Môn đi. Nữ nhân nhìn Tiểu Long nói. Mẹ! Tiểu Long quay đầu lại, hoàng ảnh chợt lóe đã đi tới bên cạnh nữ nhân kia. Nữ nhân kia chính là đại công chúa Long Bích Hàm của Thanh Long Hoàng tộc. Mẹ, chúng ta đi tới Phi Linh Môn, chỉ cần tìm lão đại cùng lão gia hỏa hỗ trợ nhất định không thành vấn đề. Được, chúng ta đi Phi Linh Môn. Long Bích Hàm mỉm cười nói. Mẹ, kỳ thật mẹ không cần tới, con đi một chuyến sẽ tốt hơn. Tiểu Long nói. Mẹ ở trong tộc suốt mấy chục năm không ra ngoài, lần này xem như đi ra hít thở không khí tốt lắm. Long Bích Hàm cười nói. Linh Vũ Đại Đế chính là thành chủ thần hoàng thành Độc Cô Ngạo Nam, mẹ tự mình đi một chuyến cũng lễ phép hơn chút ít. Đối với lão gia hỏa kia đâu cần phải lễ phép tới như vậy, lão gia hỏa rất dễ ở chung. Tiểu Long nói. Tiểu Long, sau này không được xưng hô như thế. Long Bích Hàm nhíu mày nói. Tại gọi lâu rồi nên không kịp sửa thôi. Tiểu Long cười hắc hắc, đã quen gọi lão gia hỏa, muốn sửa đổi cũng khó khăn. Tiểu Long lập tức nhìn nhóm cường giả Thanh Long Hoàng tộc nói. Chúng ta đi Phi Linh Môn, các ngươi cũng không nên nháo sự trong địa bàn của lão đại ta. Lần trước các ngươi tới nháo sự, cường giả Phi Linh Môn có ấn tượng không tốt với các ngươi. Nếu sư phụ lão đại tiếp tục chụp các ngươi một gạch, ta không cứu các ngươi đâu. Dạ, tộc trưởng. Mười mấy cường giả cung kính đáp, bọn họ cũng biết hiện tại Phi Linh Môn cùng Thanh Long Hoàng tộc là người một nhà, còn đánh cái gì? Huống chi họ cũng biết hiện giờ trong Phi Linh Môn cường giả như mây, dù họ là Thanh Long Hoàng tộc cũng không dám tùy tiện đi làm ầm ĩ. Hoàng hôn, một chút dư huy còn chiếu xuống, trong tầng mây đỏ cuối chân trời tản ra dáng màu mỹ lệ rơi xuống bên trong Phi Linh Sơn Mạch. Suy, vô thanh vô tức, không gian ba văn ngoài Phi Linh Môn chợt lóe, một thân ảnh xinh đẹp bước ra, lặng yên rơi xuống bên ngoài cổng lớn. Thân ảnh áo trắng như tuyết, dung nhan yêu mị. Lại mang theo vẻ lãnh diễm cùng uy nghiêm cự người ngoài ngàn dặm. Hình như mấy năm nay thay đổi không ít đâu. Thân ảnh lẳng lặng đứng nơi đó, khẽ cười nói. Đó là ai vậy? Nữ tử thật đẹp, ta chưa từng gặp qua nữ tử xinh đẹp như vậy. Nữ tử này đẹp như trích tiên, nàng rốt cục là ai? Đệ tử tuần tra nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia, nhất thời sững sờ, thậm chí không dám tới gần. Ai có thể nói cho ta biết?
trưởng môn các ngươi có ở trong sơn môn không? Nữ tử bước tới một bước, thân ảnh đã vượt qua không gian đi tới trước mặt nhóm đệ tử. Nhóm đệ tử chỉ ngây ngốc nhìn nàng không trả lời. Thôi thì để tự ta vào đi thôi. Bạch Linh khẽ cười, đang định đi vào trong đột nhiên quay đầu nhìn lại, nơi đó có hơn 10 đạo lưu quang nháy mắt bay tới. Siêu siêu, mười mấy thân ảnh rơi xuống trước cổng phi linh môn, từng luồng chân khí cường hãn thu liếm, bốn người đi đầu có một hoàng bào thiếu niên, hai thiếu nữ xinh xắn cùng một nữ tử tuyệt mỹ. Tiểu Long, Bạch Linh vui mừng hô. Bạch Linh tỷ, Tiểu Long vừa nhìn thấy Bạch Linh, vui mừng chạy tới. Trời ạ, lại có thêm ba nữ tử tuyệt mỹ. Nhóm đệ tử vừa phục hồi chút tâm thần, lại nhìn thấy ba nữ tử khác xuất hiện, kích động run rẩy lên. Ta vừa mới tới, đệ cũng vừa về tới sao? Bạch Linh vuốt nhẹ mái tóc quăn của Tiểu Long, nói. Lại cao lớn hơn rồi. Hắc hắc, Tiểu Long ngượng ngùng cười, ánh mắt xoay chuyển. Bạch Linh tỷ, sao tỷ cũng tới đây? Tiểu Long, nàng là ai vậy? Hổ Y cùng Chu Thần Hy vội vàng hỏi, ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác. Đây là Bạch Linh tỷ, trước kia có nói qua với hai muội đó thôi. Tiểu Long bất đắc dĩ nói, lập tức giới thiệu. Bạch Linh tỷ, đây là tam công chúa Chu Thần Hy của Chu Tước Hoàng tộc, còn có nhị công chúa Hổ Y của Bạch Hổ Hoàng tộc. Nguyên lai tỷ chính là Bạch Linh tỷ mà Tiểu Long thường nói a, khó trách ai cũng nói người cửu vĩ thiên hồ bộ tộc là xinh đẹp nhất. Chu Thần Hy cùng Hổ Y lập tức đi tới cạnh Bạch Linh cười nói. Bạch Linh nhìn thần sắc của hai nàng, tựa hồ đoán ra được điều gì, liếc Tiểu Long, bất đắc dĩ nói. Học cái gì không tốt, đi học lão đại của đệ. Tiểu Long làm ra biểu tình vô tội, ý bảo không liên quan tới hắn, lập tức nói. Bạch Linh tỷ, giới thiệu với tỷ mẫu thân của đệ. Tiểu Long lôi kéo Bạch Linh đi tới trước mặt Long Bích Hàm, trong mắt Long Bích Hàm lộ tia dao động. Không biết là vì dung nhan hay khí tức của Bạch Linh. Vị này nhất định là đại công chúa Long Bích Hàm, Bạch Linh hữu lễ. Bạch Linh cũng biết thân phận Long Bích Hàm, khom người thi lễ, giơ tay nhấc chân đều rung động lòng người. Nguyên lai là Bạch Linh cô nương, không cần đa lễ. Long Bích Hàm cười khẽ, thân mật nắm tay Bạch Linh, nói. Tiểu Long thường xuyên nhắc tới ngươi, đa tạ Bạch Linh cô nương đã chiếu cố cho hắn. Nên làm thôi. Bạch Linh nói, trong lòng thoáng kinh ngạc, nàng hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của Long Bích Hàm, trong mơ hồ còn có uy áp, tuyệt đối là cao hơn nàng. Ta còn tưởng là ai đâu, nguyên lai là Bạch Linh, còn có Thanh Long Hoàng tộc. Đúng lúc này một thân ảnh chợt xuất hiện. Lão gia hỏa, ta đã trở về, người có nhớ ta hay không a? Tiểu Long nhìn thấy người kia liền lộ ý cười. Trên hải vực xa xa, một khối lục địa dựng đứng. Dọc theo mặt biển có không ít núi đá uốn lượn, nhìn qua thật giống như cự long cuộn quanh đang nằm ở nơi đó. Vào đêm, dưới chân núi, trăng sáng buông rơi cả bầu trời, ngọn núi cao vê upsilon t trong mây, lộ ra cỗ khí thế nguy nga hùng hậu. Đột nhiên một cỗ năng lượng vô hình tràn tới, không gian rung động, hóa thành thiên địa năng lượng gió lốc khổng lồ cao hơn vạn thước, gió lốc xoay tròn, che phủ cả vầng trăng sáng trên cao. Nháy mắt năng lượng hội tụ xuyên vào một sơn động thật lớn, chân khí bàng bạc tiêu thăng, năng lượng uy áp khủng bố tràn ngập khắp cả không gian. Oanh long long. Sau một lát uy áp ngày càng kịch liệt, mặt đất như gào thét, năng lượng gió lốc tựa hồ nhận lấy hấp xả, không ngừng tràn vào bên trong sơn động. Dưới uy áp, không gian run rẩy, mây đen tràn tới ngày càng dày đặc. Oanh long long. Oanh. Một đạo chân khí phóng lên cao, không gian run rẩy kịch liệt. Dao động mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán. Suy suy. Nhưng chẳng biết tại sao cỗ chân khí vừa xuất hiện, mây đen cùng tiếng sấm sét tán loạn, chân khí đột ngột ngừng lại, hải vực dần dần bình tĩnh, mà từng đầu yêu thú trong nước cũng khôi phục như trước đó. Nhưng sau đó cỗ chân khí kia lại tiếp tục tăng lên. Ở một ngọn núi khổng lồ xa xa, lại truyền ra cỗ chân khí kéo theo cỗ chân khí kia khiến không gian run rẩy lên. Bên ngoài hai ngọn núi xuất hiện không ít thân ảnh rậm rạp, nhưng vẫn ở xa xa không dám tới gần. Suy suy, thật lâu sau hai đạo lưu quang từ trong núi phóng lên cao, hóa thành hai thân ảnh. Hai thân ảnh lăng không mà đứng, thiên địa năng lượng biến hóa, dùng một loại quỹ tích vô hình quanh quẩn bên cạnh hai người. Đó là một nam một nữ, nữ chừng 40, mặc cẩm bào, ung dung cao quý, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp lại tĩnh mịch như biển khơi thâm sâu.
nam khoảng hơn 50, mặc xích bào, khuôn mặt đỏ tươi, chính là Khổng Tước tôn giả cùng cùng kỳ tôn giả. Tứ tỷ, nhị ca cùng tam ca chưa đi ra, người đoán bọn hắn có thể thành đế hay không? Cùng kỳ nhìn vào dãy núi lớn, mơ hồ cảm giác được thiên địa năng lượng quay chung quanh ngọn núi. Lĩnh ngộ của chúng ta yếu hơn nhị ca cùng tam ca một ít, bước cuối cùng chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn bước lên, nhưng cũng may, xem như dừng lại ở trình tự chuẩn đế, hy vọng nhị ca cùng tam ca có thể thành đế. Trong mắt Khổng Tước tôn giả lộ vẻ vui mừng, nói thế nào có thể đặt chân lên trình tự chuẩn đế trước khi gặp đại nạn, như vậy sẽ có thể tranh thủ không ít thời gian, như vậy cũng không cần lo lắng. Bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân đột phá. Hai thân ảnh bay tới, chính là Nghịch Vân Khổng Tước thú cùng Thôn Thiên cùng kỳ. Bái kiến hai vị tôn tổ. Nhóm cường giả đứng xa xa nhìn thấy cảnh này, lúc này mới dám tới gần cung kính hành lễ. Gần đây trên đại lục có sự tình gì phát sinh? Khổng Tước tôn giả hỏi, hiện tại trên đại lục phong vân khởi động, tùy thời có thể phát sinh biến cố lớn, nàng không thể không lo lắng, bởi vì đại sự gì cũng có thể lan tới Thánh Linh giáo. Tôn tổ, thật sự có đại sự, giáo chủ. Lời của Nguyễn Thượng Hành còn chưa nói xong, đã bị cùng kỳ tôn giả cắt đứt, dồn dập hỏi. Lâm Thiên làm sao vậy, nói mau. Tôn tổ, là như vậy, chúng tôi nhận được tin tức người thiên địa minh ước hẹn đế đạo minh tới Cự Giang thành đàm phán. Nguyễn Thượng Hành cũng biết tính tình vị tôn tổ này luôn nóng nảy, vội vàng trả lời, đem những chuyện đã xảy ra trên đại lục thời gian gần đây kể lại cho hai người nghe qua một lần. Hành động lần này của thiên địa minh chỉ sợ có ý đồ không tốt, Lâm Thiên đi như vậy thật không ổn. Sắc mặt Khổng Tước khẽ động, ánh mắt có chút lo lắng. Đám cháu trai thiên địa minh vẫn luôn có mưu đồ, tuổi của Lâm Thiên còn quá trẻ, ta sợ hắn thiệt thòi, ta phải đi xem. Cùng kỳ trừng mắt nói. Ngũ đệ, ta đi với ngươi, hy vọng còn kịp. Trong mắt Khổng Tước ngưng trọng, liền nói. Ánh trăng sáng ngời, xa xa vài viên tinh tú lóe ra ánh sáng, nhưng không thể so sánh với ánh trăng xa xăm. Đồ khốn, Lục Lâm Thiên thật to gan, ta phải đi đem hắn nghiền xương thành tro. Ở bên trong một sơn động vang lên tiếng rít gào như sấm, mặc cho ai cũng cảm giác được sát ý thao thiên kia. Trong sơn động có không ít người, tổng cộng mười mấy thân ảnh, từng luồng chân khí làm lòng người run rẩy, chẳng qua làm cho người ta kinh ngạc chính là khí tức không hề tiết ra ngoài. Trong những thân ảnh kia có Hắc Sát giáo đồng Quy Tinh, Hắc Linh tôn giả, Vạn Thú tông Duẫn Ngạc, còn có Lan Lăng Sơn Trang Gia Cát Tây Phong, Thiên Kiếm môn Cổ Kiếm Phong cùng Nguyên Nhược Lan đều có mặt, mà những người khác không biết đã tới nơi nào. Vẻ mặt mỗi người đều tức giận, ánh mắt tràn ngập sát ý. Lan Mộc Thái sư thúc, Lục Lâm Thiên quá kiêu ngạo, toàn bộ đều là siêu cấp cường giả A, một chiêu đã bị đánh chết, căn bản không đem chúng ta đặt trong mắt, thực lực thật quá kinh khủng. Khuôn mặt Gia Cát Tây Phong tái nhợt, trong mắt rung động thật sâu, nếu không phải hắn chạy nhanh chỉ sợ đã hóa thành mảnh nhỏ thi cốt vô tồn, từ xa xa hắn cũng cảm giác được tử thần đang vẫy tay với hắn. Lục Lâm Thiên có thực lực như thế, chẳng lẽ đã tới chuẩn đế hay sao? Một lão giả mặc bạch sam đeo trường kiếm trắng đứng cạnh Nguyên Nhược Lan cùng Cổ Kiếm Phong lên tiếng, khuôn mặt tràn ngập sát y sen lẫn băn khoăn. Không phải, tu vi của Lục Lâm Thiên chỉ tới vũ tôn cửu trọng đỉnh, tuyệt đối chưa tới chuẩn đế. Hắc Linh tôn giả toàn thân chật vật, sắc mặt tái nhợt khẳng định nói, điểm này hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vũ tôn cửu trọng đỉnh, thúc dục vũ khí thiên cấp, một chiêu là có thể đánh chết nhiều cường giả đồng cấp như vậy, Lục Lâm Thiên trưởng thành thật đáng sợ. Chỉ mới vài năm ngắn ngủi mà thôi a. Một lão giả ánh mắt âm trầm, toàn thân tràn ngập sát khí đứng cạnh Hắc Linh rung động nói, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng không phải bị thương mà là bao phủ âm sát khí, giống như từ cửu u địa ngục bò đi ra. Nói thế nào lần này Lục Lâm Thiên phải chết, bản tôn nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Một đại hán thân hình cực kỳ cường tráng cả giận nói, đôi vai rộng gấp hai người thường, song trưởng thật lớn, thân mặc hoàng bào. Nhìn qua giống như một con gấu lông vàng, tràn ngập sức bật giống như dã thú. Hiện tại ta muốn đi đem tên tiểu hỗn trướng kia nghiền xương thành tro. Một người nhìn qua như 50 tuổi nhưng bộ dáng lại cực kỳ trẻ trung sát ý tràn ngập, vừa dứt lời muốn rời khỏi sơn động. Hóa hổ tôn giả, lần này hóa vũ tông các ngươi tổn thất không ít, tâm tình của ngươi ai cũng hiểu được, Khôn Dương đảo chúng ta cũng thế. Lão giả hồng y tóc vàng âm trầm nói. Nhưng chuyện nhỏ không nhìn sẽ loạn mưu lớn, mục đích của chúng ta ai cũng biết,
một khi chúng ta đi ra ngoài trận pháp không thể che giấu khí tức của chúng ta, hành tung chúng ta rất nhanh sẽ bại lộ, tới lúc đó kế hoạch sẽ thất bại, không thể sơ sẩy. Diệu Nhật Tôn giả nói đúng, lần này chúng ta không thể sơ suất, muốn đánh chết Lục Lâm Thiên chỉ có cơ hội này mà thôi, hắn phát triển thật quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh, thực lực đủ miểu sát tu vi đồng cấp, nếu lần này không thể giết chết, chư vị ngẫm lại xem nếu đợi hắn tới chuẩn đế, thậm chí là thành đế, còn ai đối phó được hắn, tới lúc đó lông cánh hắn đầy đủ, thiên địa minh sẽ bị đả kích còn lớn hơn nữa. Lão giả áo cho dừng một chút, nói tiếp. Nếu chúng ta đi vào Cự Giang Thành, chỉ sợ thiên địa các sẽ không thờ ơ đứng nhìn, ngược lại tiện nghi cho Lục Lâm Thiên. Lần này Lục Lâm Thiên đánh chết nhiều cường giả thiên địa minh trong Cự Giang Thành, chẳng lẽ thiên địa các không quản sao, ra vẻ thiên địa các có ý thiên vị đế đạo minh. Một lão giả cường tráng để cánh tay trần tức giận nói. Lập trường của thiên địa các là thế nào chúng ta còn không biết, tới lúc đó phải xem thái độ của thiên địa các. Một lão giả áo xanh chân khí ẩn nấp, lại giống như tùy thời đều có một tầng hơi nước như ẩn như hiện bao quanh, không khí xung quanh người hắn luôn ướt át, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, nói. Nghe đồn bên cạnh Lục Lâm Thiên có yêu thú chuẩn đế, không nói hắn có thần khí phi hành, nếu chúng ta đi vào Cự Giang Thành tới lúc đó yêu thú chuẩn đế mang theo Lục Lâm Thiên chạy trốn, chúng ta cũng không làm được gì, Thiểm Điện Kiếm Tôn, Liệt Không Tôn Giả, Hóa Hổ Tôn Giả, Quy Nhất Tôn Giả, các ngươi đều là phong hệ, các ngươi có đủ tự tin có thể đuổi kịp sao? Dứt lời ánh mắt hắn nhìn qua bốn người hỏi. Bốn lão giả lắc đầu, bọn họ đều là võ giả phong hệ, nhưng nếu gặp phải một đầu yêu thú chuẩn đế muốn chạy trốn, bọn hắn tuyệt đối không thể ngăn cản. Sư Tôn, khi ta rời khỏi đã nhận được tin tức, những người khác trong đế đạo minh đã rời khỏi Cự Giang Thành, chỉ còn Lục Lâm Thiên ở lại. Hắc Linh Tôn giả nhìn lão giả âm nhu nói. Hiện tại chúng ta không thời gian băn khoăn những sơn môn khác, sau này chậm rãi đối phó. Lục Lâm Thiên mới là mấu chốt. Một lão phụ trầm thấp nói. Lần này nhất định phải đem Lục Lâm Thiên diệt cỏ tận gốc, nếu lúc trước chúng ta quyết đoán hơn một chút, cũng không lưu cho hắn thời gian lớn dần tới hôm nay. Như vậy các sơn môn sao có thể tổn thất nặng như vậy, nếu còn tiếp tục bị tổn thất, sau này chúng ta không cách nào đối kháng với đế đạo minh, hậu quả thế nào mọi người đều biết. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan đã khôi phục bình tĩnh, trên khuôn mặt có chút thất thần. Chư vị. Nếu Lục Lâm Thiên không chết, hậu quả thế nào chúng ta đều hiểu rõ ràng, lần này mặc kệ trả giá thế nào, chúng ta phải giết chết hắn, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, người Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia do chúng ta chế trụ là được rồi. Lão giả áo trắng nói xong, nhìn Nguyên Nhược Lan cùng Cổ Kiếm Phong nói. Hai người nhanh chóng quay về đi. Dạ, Cổ Kiếm Phong cung kính gật đầu. Sau một lát mấy thân ảnh rời khỏi sơn động, vô thanh vô tức biến mất trong dãy núi non. Siêu siêu. Hai thân ảnh lướt nhanh qua không trung như chớp, mang theo sát khí, chính là Đồng Quy Tinh cùng Hắc Linh Tôn giả. Hắc Linh trưởng lão, Linh Sát lão tổ bọn họ có thành công hay không? Đồng Quy Tinh hỏi. Lục Lâm Thiên rất mạnh, nhưng mạnh bao nhiêu cũng không hữu dụng, lần này các đại sơn môn trả giá thật lớn chặn đánh Lục Lâm Thiên, cho dù hắn chắp cánh cũng khó chạy thoát. Hắc Linh Tôn giả nói. Không nghĩ tới thực lực Lục Lâm Thiên lại tăng cường hơn không ít. Nhưng lần này Hắc Sát giáo chúng ta xem như thở ra một hơi, nếu ngay lúc ban đầu Hắc Linh trưởng lão toàn lực ra tay, chỉ sợ Lục Lâm Thiên có muốn đánh chết nhiều người như vậy cũng không dễ đi. Đồng Quy Tinh có vẻ chút giận, lúc trước ở trong Tử Vong Thâm Uyên, các đại sơn môn còn muốn đánh chết luôn cả hắn, món nợ này hắn vẫn còn nhớ rõ. Mặc dù ta có ẩn tàng, nhưng Lục Lâm Thiên cũng vượt ngoài dự liệu của ta, cho dù ta toàn lực ra tay nhưng nếu một mình gặp gỡ cũng không thể đào thoát khỏi tay của hắn. Lần này cũng may mắn còn có đám người kia chống đỡ thay cho ta. Hắc Linh Tôn giả nhớ tới thực lực của Lục Lâm Thiên, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lục Lâm Thiên vừa chết, đế đạo minh cũng sẽ lập tức hỏng mất, tới lúc đó muốn phá hủy bọn hắn chỉ là chuyện sắp tới. Đồng Quy Tinh nói, việc này cũng không phải chuyện dễ dàng, thực lực đế đạo minh cũng mạnh hơn Lục Lâm Thiên không ít, chẳng qua Lục Lâm Thiên trưởng thành quá nhanh, đây mới là điều khiến người cảm thấy kinh khủng. Ánh mắt Hắc Linh Tôn giả chuyển động, nói. Các đại sơn môn thiên địa minh đều có mục đích riêng, Lục Lâm Thiên vừa chết chỉ sợ muốn đoàn kết nhất trí đối phó đế đạo minh cũng khó, không nói nữa, chúng ta rời khỏi đây trước tốt hơn, miễn bị người phát hiện tung tích. Dứt lời hai thân ảnh lướt qua không trung biến mất.
Nhưng hai người lại không hề nhìn thấy lúc họ đang nói chuyện, trên một đại thụ che trời có hai thân ảnh đang đứng trên ngọn cây, hoàn toàn không chút chân khí, thậm chí còn theo gió đong đưa, đã hoàn toàn dung nhập vào trong đêm đen. Đó là một lão giả cùng một tráng hán, lão giả ăn mặc mộc mạc, ánh mắt khép hờ, nhìn qua giống như nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất chỉ cần một trận gió thổi qua sẽ rơi xuống. Bên cạnh lão giả là một hoàng bào hán tử đang cúi đầu cung kính, nếu có Lục Lâm Thiên ở đây sẽ nhận thức, chính là lão giả thần bí cùng đầu yêu thú của hắn đã từng gặp trong Tử Vong Thâm Uyên. Dưới bóng đêm, ánh trăng bao phủ Cự Giang Thành. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện tại thạch thất trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, trên mặt đất có một thư sinh đang nằm, chưa đầy 30 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng mang theo vết máu loang lổ, thần sắc tái nhợt. Thần sắc Lục Lâm Thiên nghi hoặc. Bách biến tôn giả có thực lực yếu nhất trong những siêu cấp cường giả thiên địa minh, nhưng lại có thể sống sót như hắc linh tôn giả, mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn tốt hơn những người tu vi tôn cấp cửu trọng hậu kỳ khác. Lục Lâm Thiên lưu lại hắn là vì cảm thấy người này không tầm thường, nghe Thanh Oản tôn giả nói qua, người này là người sáng lập Phi Hạc Môn, nghe đồn hắn có thuật dịch dung lợi hại, rất khó nhìn thấy chân thân, mà chính đệ tử Phi Hạc Môn cũng không biết rõ mặt thật của hắn. Vừa rồi Lục Lâm Thiên đã kiểm tra, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng lại làm cho hắn cực kỳ rung động. Mặc dù linh hồn bách biến không quá cường hãn tới biến thái, nhưng linh hồn lực chỉ sợ không kém linh tôn cửu trọng trung kỳ, chỉ điều này đã biết hắn bất phàm. Mặt khác Lục Lâm Thiên còn có cảm giác linh hồn người này giống như từng biến dị, cực kỳ quái dị, nhưng cụ thể thế nào hắn lại không nói ra được, tóm lại vô cùng kỳ quái. Hơn nữa thân thể người này hẳn là cường hãn tới cực điểm. Có thể chống đỡ một kích của hắn mà không chết, đây cũng là điểm quái lạ. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng thì thân thể người này lại không mạnh mẽ, cường độ thân thể còn yếu hơn linh tôn cửu trọng sơ kỳ rất nhiều, thậm chí còn kém hơn thân hình của linh tôn nhất trọng. Lục Lâm Thiên cũng không dự tính thi triển siêu linh thuật, bởi vì thuật này cũng có tai hại. Mặc dù thương thế của bách biến rất nặng, nhưng không bị thương tổn linh hồn, Lục Lâm Thiên thoáng do dự lấy ra mấy viên đan dược nhét vào miệng hắn. Đan dược nhập vào thân thể, thương thế rất nhanh khôi phục, mà Lục Lâm Thiên còn kinh ngạc phát hiện bách biến tựa hồ đang tự mình chữa trị, mặc dù không khủng bố và biến thái như bất diệt huyền thể, nhưng vẫn có diệu dụng kinh người. Lục Lâm Thiên phỏng chừng còn cần thêm một thời gian bách biến mới có thể thanh tỉnh, vì vậy hắn rời khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh, dù sao người kia có tỉnh lại cũng không thể trốn thoát. Đi ra đình viện, Lục Lâm Thiên cân nhắc một lúc, sau đó đi vào trong thiên trụ giới. Hắn khoanh chân ngồi xuống tầng thứ ba, quanh thân bao phủ trong kim mang. Lục Lâm Thiên muốn nhân cơ hội đế giả còn bị lệnh cấm, phải nhanh chóng gia tăng tu vi, nếu không một khi lệnh cấm được giải trừ, như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm, vạn nhất có đế giả của thiên địa minh tới chặn giết hắn, trừ phi hắn trốn trong phi linh môn không ra ngoài, bằng không sẽ giữ nhiều lành ít. Trong thời gian điều tức ngắn ngủi như vậy, hắn cũng khó thể tiếp tục tiến bộ trong việc lĩnh ngộ thuộc tính, nhưng hắn vẫn cảm giác có điều tăng lên. Đặc biệt là trong năng lượng kim hệ. Tuy rằng đối với kim hệ còn xa lạ, nhưng Lục Lâm Thiên cảm giác mình giống như sủng nhi của năng lượng kim hệ. Từ sau khi đạt được ưu đãi của tàn hồn Bắc Cung Lão Tổ, hắn càng lĩnh ngộ nhanh chóng hơn trước kia. Bản thân Lục Lâm Thiên cũng không biết tốc độ lĩnh ngộ của hắn nhanh tới nông nỗi nào. Nếu Bắc Cung Lão Tổ còn tại thế, nhìn thấy tốc độ lĩnh ngộ của hắn nhất định sẽ rung động, bởi vì thành tựu của Lục Lâm Thiên tương đương với 500 năm thời gian của hắn năm xưa. Đêm khuya, trong Cự Giang Thành đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ khách điếm tử quán chỉ đàm luận sự tình Lục Lâm Thiên một chiêu đánh chết nhiều siêu cấp cường giả, mà câu chuyện này còn bị người thêm mắm thêm muối. Lục Lâm Thiên đã bị nâng lên thành thần minh, chỉ sợ bản thân hắn nghe được cũng phải cười thầm. Mà nhóm thân bằng hảo hữu của họ bị uổng mạng lúc vây xem bên ngoài, họ chỉ có thể thừa nhận, mặc dù biết là do thiên địa minh cùng Lục Lâm Thiên gây ra, nhưng ai lại dám đi tìm họ phiền phức. Sáng sớm. Khi trời vừa hừng sáng, sương trắng phủ đầy Cự Giang Thành, ngẫu nhiên có trận gió thổi qua đánh tan sương mù, làm lòng người có chút sảng khoái. Dòng người dần dần tán đi, lần này có thể tận mắt chứng kiến Lục Lâm Thiên dùng một chưởng vỗ chết nhiều siêu cấp cường giả, xem như chuyến đi lần này không tệ lắm. Hô! Lục Lâm Thiên thở ra một hơi chọc khí, kim mang hóa thành kim sắc điều văn như tiểu kim xà chui vào trong cơ thể biến mất, cảm giác chân khí trong cơ thể. Đan điền khí hải khổng lồ gào thét, đã tăng lên tới trạng thái đỉnh phong sung mãn. Bên trong dãy núi Liên Nguyên, diện tích vô cùng mở mang, nơi nơi toàn màu xanh biếc, mây mù lượn lờ,
phong cảnh như vẽ làm lòng người thoải mái. Hống! Phía chân trời truyền ra thanh âm giống to, thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh xoay quanh trên không trung. Trên lưng tuyết sư, Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Kim Huyền, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Hắc Hùng, Huyết Mị còn có người Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc đang khoanh chân ngồi. Lâm Thiên, hôm nay cẩn thận một chút, muội luôn có cảm giác tâm thần không yên. Độc Cô Cảnh Văn nhìn dãy núi bên dưới. Từng ngọn núi dốc đứng cao vê upsilon t trong mây, làm cho người ta có cảm giác sắc bén áp bách, loại cảm giác này làm nội tâm của nàng có chút áp lực. Bắc Cung Vô Song cũng nói, thần hoàng khí của Cảnh Văn rất mạnh, đã sớm thoát khỏi thiên cấp, có dự cảm đối với nguy hiểm, cho nên chúng ta nên phòng bị một chút tốt hơn. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, không nghĩ tới thần hoàng khí của Độc Cô gia tộc còn có diệu dụng như thế. Thiên Địa Minh còn dám tới sao? Chẳng lẽ thật sự không sợ chết? Trong mắt Lục Tâm Đồng chợt lóe hàn mang, nói: "Nếu tới cũng tốt, muội còn muốn đi tìm bọn hắn tính sổ đâu?" Tam muội không thể khinh thường, nếu người Thiên Địa Minh lại tới, chỉ sợ sẽ xuất động cường giả càng mạnh tiến đến. Dương Quá nói. Cơ hồ khi hắn vừa dứt lời, thân thể Lục Lâm Thiên cùng Kim Huyền đồng thời căng thẳng lên. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn cũng vừa cảm ứng, lập tức nhìn về phía trước. Tuyết sư dừng lại. Lục Lâm Thiên dùng tâm thần ra lệnh, sắc mặt biến thành ngưng trọng. Hô hô! Tuyết sư xoay quanh giữa không trung, đôi cánh chấn khai không gian ba văn, khí lưu gào thét như cuồng phong thổi quét, vang vọng khắp cả dãy núi bên ngoài Cự Giang Thành mênh mông vô bờ. Có cường giả tới, thực lực rất mạnh. Kim Huyền lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn khắp xung quanh, thần sắc biến thành ngưng trọng lên. Lời vừa dứt, trong núi non tràn ra tầng tầng mây đen. Mây đen áp đỉnh tràn tới, nháy mắt chiếm cứ giữa không trung, một cỗ chân khí khủng bố cuồn cuộn tràn ngập khắp cả không gian. Tầng mây đen hoàn toàn che khuất ánh sáng trong núi, nhất thời không gian hôn ám một mảnh, cơ hồ xa xa từng đạo quang trụ phóng lên cao, tổng cộng có 9 quang trụ xuyên thẳng bầu trời. 9 đạo quang trụ mang theo khí tức thượng cổ hội tụ cùng nhau, chấn động mây đen sôi trào, cuối cùng hoàn toàn liên đón lẫn nhau, hoàn hảo dung hợp cùng một chỗ. Oanh long long. Ngay lúc này một đạo quang mang chói mắt buông xuống, thiên địa tối tăm, chân khí âm hàn bao trùm tới trước, như cuồng phong thổi quét khắp cả không trung. Một đại trận lớn hơn 10 vạn thước bao phủ khắp cả núi non xuất hiện trên bầu trời, trung tâm đại trận chín là vầng trăng sáng do 9 đạo quang thúc dung hợp mà thành. Oanh long long, đại trận xuất hiện, phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển, thủy vực cuồn cuộn, sóng to gió lớn thổi quét, cả Cự Giang Thành đều giống như gặp phải địa chấn. Chân khí thật mạnh. Bên trong đình viện trong thành, ánh mắt Lam Thập Tam đại biến, tâm thần lập tức lan tràn. Ngoài Cự Giang Thành có đại biến cố. Tử Yên vừa dứt lời, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Trong ngoài Cự Giang Thành, vô số người đang định rời đi, động tĩnh đất rung núi chuyển làm họ kinh ngạc, lập tức nhìn ra phương xa, không gian phía trước hôn ám một mảnh, như bị thiên ma cắn nuốt cả không gian. Phía trước có động tĩnh, chúng ta tới xem. Từng thân ảnh bay đi, tu vi thấp phải cưỡi yêu thú, chỉ sợ tự dùng sức bản thân mất vài ngày cũng chưa tới nơi. Ánh mắt mọi người trên tuyết sư không khỏi ngưng trọng. Chúng ta bị mai phục. Sắc mặt Dương Quá tối sầm, chân khí run lên, chuẩn bị động thủ. Đây là trận pháp thượng cổ. Sắc mặt Kim Huyền nghiêm túc, thân ảnh nhảy lên trời cao, hoàng mang chợt lóe, một đạo hư ảnh khổng lồ lớn hơn ngàn thước hiện ra. Hư ảnh áp không, một cỗ yêu khí cuồn cuộn phóng lên cao, trình tự yêu thú chuẩn đế hoàn toàn phóng thích. Cho ta xem trận pháp này có thể vây khốn ta hay không. Hư ảnh hừ lạnh một tiếng, dứt lời vung tay, một quyền đánh thẳng tới vầng trăng sáng. Oanh long! Một quyền bay ra, không gian run lên, không gian gió lốc xuất hiện, trực tiếp gào thét xoay tròn, đem không gian xung quanh chấn vỡ. Thật mạnh! Lục Lâm Thiên kinh thán! Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Huyền chính thức ra tay, thực lực cường hãn vô cùng. Suy! Đúng lúc này một tầng không gian bích trướng xuất hiện, tầng bích trướng cực kỳ khổng lồ, như hào quang bao phủ trăng sáng, cả không gian như bị tầng bích trướng kia hoàn toàn cản trở. Oanh! Cự quyền hung hăng oanh kích lên không gian bích trướng, năng lượng kình phong trùng kích lại đem một quyền kia hoàn toàn tản ra khắp cả bốn phía. Răng rắc! Kinh khí thổi quét, không gian nứt vụn từng khúc. Hào quang tối đen không ngừng lóe ra,
lực lượng một quyền đánh vỡ không gian, tu vi chuẩn yêu đế thật sự khủng bố. Mặc dù một quyền kia đánh vỡ không gian, nhưng vẫn chưa đánh nát không gian bích chướng, chỉ làm cho nó chấn động mà thôi, thân hình Kim Huyền cũng bị một cỗ phản lực thật lớn đẩy lui, hư ảnh sau lưng từ từ biến mất. Đại trận thật mạnh, thân ảnh Kim Huyền lảo đảo thối lui, ánh mắt từ ngưng trọng biến thành khiếp sợ. Không tốt, đây là Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long Các, nghe đồn tiền bối Nguyệt Long Các lấy được đại trận phòng ngự thượng cổ trong hư không mật cảnh, đây cũng là đại trận hộ sơn của Nguyệt Long Các. Độc Cô Cảnh Văn giật mình nói, Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận. Trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm ngưng trọng, hư không mật cảnh là một trong ba đại mật cảnh cực mạnh, nằm trong tay 10 đại hoàng tộc, đồ vật trong đó đương nhiên bất phàm, khó trách Kim Huyền cũng không thể đánh bại. Độc Cô Cảnh Văn nói, nghe đồn đại trận này có hai phương pháp bố trí chính phản, bố trí chính mặt có thể bao phủ không gian, có thể ra không thể vào, nếu bố trí phản mặt chỉ có thể vào mà không thể ra, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã bị vây trong phản mặt, chỉ có thể vào mà không thể ra. Ha ha, nhà đầu Độc Cô gia tộc quả nhiên có vài phần kiến thức. Đúng ngay lúc này một giọng nữ già nua cuốn tới, tổng cộng 12 thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong không trung, ánh mắt một lão phụ đi phía trước đảo qua mọi người. Khuôn mặt lộ nụ cười. 10 lão nhân cùng 2 đại hán, cả không gian lập tức tràn ngập khí thế cường hãn thổi quét. 12 chuẩn đế. Ánh mắt Kim Huyền đại biến, với tu vi của hắn chỉ liếc mắt nhìn ra tu vi 12 người kia. Không xong, 12 chuẩn đế. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng đại biến. Lục Lâm Thiên vốn không lo lắng thiên địa minh có thủ đoạn gì, nhưng giờ phút này hắn không nghĩ như vậy, Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long Các. 12 chuẩn đế, chỉ sợ đây mới là mục đích mà thiên địa minh dẫn dụ hắn đi tới Cự Giang Thành. Bởi vì băn khoăn thiên địa các, cho nên thiên địa minh cố ý mai phục trên con đường trở về của hắn. 12 chuẩn đế còn lo lắng hắn bỏ chạy, cho nên bố trí thêm Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận, danh tác như vậy làm trong lòng Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý, thiên địa minh thật sự phải triệt để dồn hắn vào chỗ chết. Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đều nhìn ra tu vi 12 người kia. Lập tức đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, trong lòng vô cùng ngưng trọng. Các ngươi muốn làm gì? Kim Huyền khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt sắc bén lướt qua, hắn lập tức truyền âm cho nhóm người Lục Lâm Thiên. Nơi này bố trí đại trận, chúng ta không thể trốn, chỉ có thể liều mạng, chính các ngươi phải cẩn thận. Chuẩn yêu đế. 12 người nhìn Kim Huyền, lão giả áo trắng sải bước đi ra. Chúng ta chỉ cần mạng ba huynh muội Lục gia. Người không quan hệ có thể lập tức rời đi. Các ngươi còn chưa có tư cách kia. Kim Huyền trầm giọng nói, yêu nguyên lan tràn. Ánh mắt lão giả áo trắng chớp động. Ngươi tới trình tự chuẩn yêu đế, nhiều nhất bám trụ được 2 người chúng ta, ngươi căn bản không thể thoát thân, ngươi còn có thể như thế nào? Lão giả áo trắng thản nhiên cười lạnh, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho nên cũng không kinh ngạc. Ai là Lục Lâm Thiên, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lão phụ nhân âm lệ bước ra, ánh mắt âm trầm lướt qua mọi người. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý, tâm thần truyền âm, tuyết sư hóa thành hình người. Bản tôn ở đây, muốn giết ta, phải xem các ngươi có thực lực đó hay không. Lục Lâm Thiên bước tới, khóe môi cười lạnh, khí thế túc sát lan tràn, nếu dưới tình huống bình thường gặp chuẩn đế hắn tuyệt đối không đánh bừa, thực lực khác xa quá lớn. Nhưng hiện tại đã không còn đường lui. Lục Lâm Thiên rất rõ ràng mình nên làm gì, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết, cũng không phải không có lực liều mạng, vậy cứ buông ra đối chiến một trận, bao nhiêu năm trải qua sinh tử hắn vẫn sống thật tốt, lần này chẳng lẽ còn thua bại được hay sao? Vậy ngươi chính là Lục Lâm Thiên, hôm nay là ngày chết của ngươi, ở bên trong Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long các chúng ta, ngươi không còn đường chạy, chờ chịu chết đi. Lão phụ nhân lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên. Tuy nói vậy nhưng trong lòng có chút kỳ quái, Lục Lâm Thiên bị 12 chuẩn đế vây quanh, không ngờ trong mắt không chút kinh hoàng ngược lại còn mang theo cỗ khí thế kiệt ngạo bất tuần. Bắc Cung gia tộc ở đây, hôm nay thiên địa minh dám động thủ, ta cam đoan làm cho toàn bộ sơn môn thiên địa minh phải trả giá thật nhiều. Bắc Cung Vô Song bước tới, lạnh lùng nhìn qua. Độc Cô gia tộc ở đây, hôm nay thiên địa minh dám động thủ, Độc Cô gia tộc cũng tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Trên người Độc Cô Cảnh Văn tràn ngập thần hoàng khí. Hai vị thần nữ Độc Cô gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc sao, các ngươi không cần phải uy hiếp thiên địa minh chúng ta, thiên địa minh có 12 đại sơn môn, cho dù là đối nghịch với Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc thì đã có sao.
Ánh mắt lão phụ nhân nhìn hai nàng, nói. Đương nhiên, hôm nay chúng ta chỉ cần mạng ba huynh muội Lục gia, các ngươi thành thật một chút cũng sẽ không liên quan tới các ngươi. Thật to gan, hoàng tộc cũng dám động. Nhóm cường giả hai gia tộc nhảy tới, quát lớn một tiếng, từng đạo thần hoàng khí cùng mộc hoàng khí lan tràn, uy áp thật lớn khiến không gian run rẩy lên. Suy, uy áp khủng bố mang theo không gian sóng gợn nháy mắt chạy trồm về hướng 12 chuẩn đế thiên địa minh. Chỉ tiếc uy áp khủng bố kia vẫn không ảnh hưởng tới 12 chuẩn đế, cả đám người như không chút dao động, không hề bị tổn thương chút nào. Mộc hoàng khí, thần hoàng khí, đáng tiếc trình tự các ngươi quá thấp, thực lực cũng quá thấp, còn chưa đủ cản rỡ trước mặt chúng ta. Một đại hán cực kỳ cường tráng bước ra, không gian run rẩy, nhìn qua thật giống như một con gấu lông vàng, tràn ngập sức bật như dã thú. Hống! Trong miệng đại hán rít gào một tiếng, sóng âm cuồn cuộn thổi quét. Nháy mắt chấn động tới không gian trước mặt nhóm cường giả hai gia tộc, cũng mang theo một cỗ uy áp năng lượng cuồng mãnh. Hừ! Sắc mặt nhóm cường giả hai gia tộc đại biến, mấy tôn cấp kết xuất thủ ấn, trực tiếp ngăn cản. Không gian nứt vỡ, chân khí va chạm vào nhau, khoảnh khắc giữa không trung hiện ra khe không gian tối đen. Đặng đặng! Hơn 10 người lảo đảo thối lui, tuy họ là hoàng tộc nhưng trình tự tu vi cũng không thể so sánh với chuẩn đế. Thật to gan! Các ngươi còn chưa đủ tư cách ra tay với hoàng tộc, nếu không cút cho ta, đừng trách ta không khách khí. Nhưng ngay lúc này thân ảnh Bắc Cung Vô Song xuyên qua không gian, toàn thân tản ra khí chất thanh nhã cao quý, chân khí bàng bạc khoảnh khắc tràn dâng. Theo chân khí lan tràn, chấn khai không gian ba văn, một cỗ uy áp cực lớn tràn ngập, phóng thích ra cảm giác sinh cơ bừng bừng. Khí tức kia vừa bạo tuôn, mọi người cảm giác linh lực dừng vận chuyển, đặc biệt tu vi mộc hệ. Từ trong linh hồn tràn ra kính sợ tuyệt đối. Đế giả, chính là đế giả. Ánh mắt mọi người khiếp sợ lẫn kinh ngạc, lúc này khí tức trên người Bắc Cung Vô Song tuyệt đối đã tới đế giả. Tại sao lại như vậy, sao lại là đế giả? 12 chuẩn đế chấn kinh, đó tuyệt đối là chân khí đế giả, điểm này bọn hắn có thể cảm giác được. Chuẩn đế không thể đối kháng với đế giả, bọn hắn ngàn tính vạn tính nhưng không tính được thần nữ Bắc Cung Vô Song lại đạt tới trình tự đế giả. Chỉ có ánh mắt Lục Lâm Thiên không chút biến hóa, hắn hiểu rõ thực lực của Bắc Cung Vô Song, chỉ đạt tới tu vi vũ tôn cửu trọng trung kỳ, nhưng bởi vì nàng ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, tâm cảnh đã đạt tới đế giả. Lục Lâm Thiên đã nghe Thiên Mộc Thần Thụ nói qua, chỉ cần Bắc Cung Vô Song phóng thích ra khí tức tâm cảnh đủ hù dọa vô số người, đợi một thời gian khi nàng đột phá đế giả, căn bản không bao nhiêu khó khăn, ít nhất trên tâm cảnh không bị ngăn trở. Đế giả đã bị lệnh cấm. Nếu các ngươi dám tới trêu chọc ta, ta không để ý hôm nay cho các ngươi tan thành mây khói. Bắc Cung Vô Song khởi động chân khí, thân hình bão táp từng trận, quát lớn. Các ngươi còn không cút cho ta. Sắc mặt 12 chuẩn đế đại biến, đối phương có đế giả, bọn hắn đã vô lực, nếu động thủ chính là muốn chết. Trên không trung xa xa, lúc này đã xuất hiện không ít thân ảnh cùng yêu thú phi hành, không ai dám tới gần, lúc này vô số người từ trong thành tràn tới. Bởi vì động tĩnh ở nơi đây thật sự là quá lớn. Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận. Tử Yên Lăng không trôi nổi, nhìn chăm chú vào không gian tối đen phía trước, khuôn mặt thất sắc. Người Thiên Địa Minh, không ít chuẩn đế. Là Lục Lâm Thiên bị vây khốn, Thiên Địa Minh hạ thủ, hẳn mai phục đã lâu. Lam Thập Tam nhìn chằm chằm phía trước. Nguyên lai đây mới là mưu đồ cùng mục đích của Thiên Địa Minh, thủ bút thật lớn a. Thần sắc Tử Yên ngưng trọng. Ánh mắt luôn tập trung phía trước. Chúng ta đi. Trong không gian hồn ám bên trong đại trận, sắc mặt 12 chuẩn đế thật khó xem, đưa mắt nhìn nhau, khí tức làm họ run sợ kia khiến họ bị ảnh hưởng thật lớn, không còn dám tiếp tục lưu lại, nhất thời cắn răng rời đi, kế hoạch lần này lại thất bại. Suy suy. 12 thân ảnh vừa động, chợt bay ra. Nhóm người Lục Tâm Đồng chờ nhóm chuẩn đế xoay người rời khỏi, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng thần sắc mọi người vẫn cực kỳ kinh ngạc, tựa hồ có chút không dám tin Bắc Cung Vô Song đã đạt tới đế giả. Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ tới Bắc Cung Vô Song có thể chấn nhiếp được nhóm chuẩn đế kia, chỉ cần không động thủ vẫn tốt hơn, món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính với bọn họ. Không đúng. Ngay lúc này lão giả áo cho đột nhiên dừng bước, những người khác vốn không cam lòng, nghe vậy liền dừng chân hỏi. Lan Mộc Tôn giả, làm sao vậy? Chư vị. Nếu Bắc Cung Vô Song thật sự là đế giả, chúng ta cũng đã ra tay trước,
sao nàng lại buông tha cho chúng ta, mọi người không cảm thấy không đúng sao? Lão giả áo cho chính là Lan Lan Sơn Trang Lan Mộc Tôn giả, sư huynh của Lan Linh Tôn giả, mà sư muội của hắn bị Lục Lâm Thiên đánh trọng thương phá hủy thân thể, hắn sao dễ dàng buông tha Lục Lâm Thiên, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lập tức truyền âm cho những người khác. Những người khác cũng không ngu ngốc, sắc mặt lập tức hiện vẻ nghi ngờ. Không tốt, chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Nhìn thấy nhóm chuẩn đế dừng bước, thần sắc Lục Lâm Thiên ngưng trọng, nếu bọn hắn phát hiện Vô Song không phải đế giả, sự tình hôm nay sẽ không dễ vượt qua. Có thể là giả, bằng không nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Lão phụ nhân truyền âm nói, người này là Long Ảnh Tôn giả, là người Nguyệt Long Các, đều có mối thù ngập trời với Lục Lâm Thiên, đương nhiên không cam tâm rời đi. Nhưng khí tức của Bắc Cung Vô Song rõ ràng là đế giả rồi a. Lão giả áo đỏ tóc đỏ truyền âm nói, thần sắc cực kỳ khó hiểu, người này là Diệu Nhật Tôn giả của Khôn Dương Đảo, sớm hận Lục Lâm Thiên thấu xương, lần này hắn mang theo lòng quyết tâm phải giết Lục Lâm Thiên mà tới. Nếu ta suy đoán không sai, Bắc Cung Vô Song chỉ có tâm tình đế giả nhưng tu vi chưa đạt tới đế giả, nàng mới bao nhiêu tuổi, sao có thể thành đế nhanh như vậy? Ánh mắt âm lệ của Long Ảnh chớp động, kiến thức bà ta không cạn, đương nhiên đã suy đoán được một ít. Thì ra là thế, muốn trấn nhiếp chúng ta đi. Một người khác nhíu mày, thiếu chút nữa đã bị dọa, truyền ra ngoài Huyễn Hồn Môn Chu Hồn Tôn giả bị tôn cấp hăm dọa bỏ chạy, mặt mũi cũng sẽ mất hết. Ánh mắt nhóm chuẩn đế chợt lóe, lập tức xoay người nhìn chằm chằm Bắc Cung Vô Song. Các ngươi thật sự không muốn sống nữa hay sao? Bắc Cung Vô Song nhìn thấy bọn họ quay đầu lại, ánh mắt lướt qua tia ngưng trọng. Tiểu Hoa Nhi, ta tới thử xem ngươi thật hay giả. Sắc mặt Chu Hồn trầm xuống, quát lạnh một tiếng, nghĩ tới bản thân suýt nữa bị lừa gạt, trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Lời vừa dứt, khí thế trên người hắn đột nhiên trướng lên, mang theo linh lực bao trùm như phong bạo thổi quét cả không gian, thủ ấn biến hóa, một đạo linh lực quang trụ xen lẫn linh hồn công kích trực tiếp bay thẳng về hướng Bắc Cung Vô Song. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song ngưng trọng, nhưng không hề lùi bước, mái tóc bay tung, chân khí tràn ra, lập tức bố trí thanh lục sắc quang quyển xung quanh người. Khi linh lực cự mãng ập tới va chạm quang quyển như bị ảnh hưởng, sinh cơ nháy mắt yếu bớt, tốc độ suy giảm nhưng vẫn lao tới trước người Bắc Cung Vô Song. Oanh! Thủ ấn biến hóa, một đạo thanh sắc trưởng ấn vỗ xuống, va chạm vào đầu linh lực cự mãng, khiến cự mãng run lên, sinh cơ hoàn toàn biến mất, thân hình liền nổ tung ra. Đặng đặng! Thân ảnh Bắc Cung Vô Song lảo đảo thối lui vài bước, mà thân thể Chu Hồn run lên, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Mộc hoàng khí của đối phương thật quá mạnh mẽ, làm cho hắn cũng bị ảnh hưởng, mà lực công kích quỷ dị vừa rồi làm hắn trở tay không kịp, giống như có thể trực tiếp phá hủy hết thảy sinh cơ. Quả nhiên là giả, vũ tôn cửu trọng trung kỳ mà thôi. Mặc dù một chiêu không chiếm được thượng phong, nhưng Chu Hồn cũng kiểm tra được tu vi đích thực của Bắc Cung Vô Song. Không sao chứ? Lục Lâm Thiên nháy mắt hiện thân bên cạnh nàng, vội hỏi. Muội không sao. Chuẩn đế chưa chắc làm gì được muội. Bắc Cung Vô Song nói. Huynh phải cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên gật đầu, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, chân khí lan tràn, lập tức hóa thành mấy thước, trực tiếp đem Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Huyết Mị, Hắc Hùng, Tuyết Sư bao phủ bên trong, họ hoàn toàn không giúp đỡ được gì, vì thế hắn thu họ vào trong huyền đỉnh mới yên tâm hơn. Tâm Đồng, đại ca, hai người cũng vào đi. Lục Lâm Thiên nói. Nhị đệ. Thật vất vả mới gặp được chuẩn đế, ta cũng không muốn bỏ qua. Dương Quá nói. Lục Tâm Đồng cắn răng, nói. Ca ca, muội có năng lực tự bảo vệ mình, tin tưởng muội, nhiều nhất muội liên thủ với đại ca cũng có thể đối phó một tên. Lục Lâm Thiên biết hai người muốn chia sẻ áp lực với mình, nhưng không muốn họ mạo hiểm, ngược lại hắn không lo lắng cho Cảnh Văn cùng Vô Song, từ thái độ đám người kia có thể nhìn ra, bọn hắn không dám hạ độc thủ với người của hai hoàng tộc. Tử lôi huyền đỉnh, nhóm chuẩn đế đều lộ ra thần sắc tham lam, chỉ cần có được thần khí này, chẳng khác gì trở thành vô địch trong những cường giả đồng cấp. Chư vị, dựa theo kế hoạch tốc chiến tốc thắng, chậm sẽ phát sinh biến cố. Lão giả áo trắng quát lên một tiếng, thân ảnh xuyên qua không gian lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. 12 chuẩn đế cùng hét lớn, chân khí linh lực phóng lên cao. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chu Hồn Tôn giả cùng một lão giả áo lam đều tập trung lên người Vô Song cùng Cảnh Văn. Chu Hồn lựa chọn Vô Song,
bởi vì hắn là linh giả, cũng không dám chống lại thần nữ Độc Cô Gia. Mà lão giả áo lam là Huyền Sơn môn Huyền Tuyệt tôn giả, chuẩn đế thủy hệ, chân khí tập trung cảnh văn, bọn hắn đã sớm thương nghị làm sao ngăn cản người Bắc Cung gia cùng Độc Cô Gia. Một đại hán ở trần cùng một lão giả hắc sát giáo tập trung lên Kim Huyền, đại hán chính là thần kim các nhân quý tôn giả, mà người kia là hắc sát giáo linh sát tôn giả. Tám người còn lại đều tập trung Lục Lâm Thiên, bọn hắn dự tính liên thủ đối phó hắn, đây tuyệt đối là kế hoạch không sơ hở, toàn bộ cường giả thiên địa minh đều cho rằng như vậy, nếu cả tám chuẩn đế còn không giết được Lục Lâm Thiên, vậy hắn chẳng khác gì là yêu nghiệt. Về phần người của hai hoàng tộc bọn hắn cũng không để ý tới, mặc dù những cường giả kia mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt chuẩn đế vẫn không đủ, thậm chí không có cơ hội xen vào, vì vậy không cần để ý tới. Phiền toái lớn, chỉ có thể liều mạng tử chiến. Lục Lâm Thiên thu hồi huyền đỉnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Để cho ta nhìn xem Mộc Hoàng khí Bắc Cung gia mạnh thế nào. Chu Hồn Âm trầm cười, hắn chỉ cần dây dưa vô song là được, cũng có thể thử xem Mộc Hoàng khí mạnh như thế nào. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn hóa thành đạo lưu quang bay thẳng tới chỗ vô song, thủ ấn biến hóa, linh lực giải lụa hóa thành linh hỏa nóng cháy chấn vỡ không gian gào thét bay qua. Hừ, chuẩn đế thì thế nào? Vô song chợt quát, ánh mắt trầm xuống, trong tay bắn ra giải lụa chân khí mộc hệ, lực đạo đánh rách cả không gian, va chạm thẳng vào công kích của Chu Hồn. Oanh long! Thanh âm nổ tung trầm thấp vang vọng, kinh khí cuốn tới, thân thể mềm mại của vô song cũng bị đẩy lui. Bắc Cung gia tộc không gì hơn cái này. Chu Hồn cười lạnh, vừa định tiếp tục lao tới đột nhiên sau lưng truyền ra tiếng xé gió. Lấy tu vi của ngươi lại nửa đường chặn giết chúng ta, thiên địa minh thật là vô sỉ. Cảnh văn quát lớn, giải lụa linh lực ngưng tụ, thần hoàng khí tràn ra, nháy mắt bay thẳng tới chỗ Chu Hồn. Không ngờ là tu vi linh tôn cửu trọng hậu kỳ. Sắc mặt Chu Hồn trầm xuống, thần hoàng khí làm hắn lập tức bị áp chế, linh hồn run rẩy, linh lực ảnh hưởng không ít, nếu không phải hắn đã tới trình tự chuẩn đế chỉ sợ không cách nào đối kháng uy áp của thần hoàng khí. Ngươi là của ta, ngoan ngoãn lui ra đi. Ngay lúc này thân ảnh Huyền Tuyệt đã xuất hiện trước mặt cảnh văn, không gian nháy mắt vặn vẹo, hơi nước tràn ngập đầy trời, lập tức hình thành thủy vụ quang mạc trực tiếp ngăn cản giải lụa linh lực của nàng. Hô hô! Giải lụa linh lực hung hăng va chạm vào thủy vụ quang mạc, không gian run rẩy không ngớt, bọt nước kích tán nhưng vẫn không thể phá vỡ được quang mạc kia. Bên trong quang mạc, sắc mặt Huyền Tuyệt ngưng trọng, thần hoàng khí vẫn có ảnh hưởng thật lớn đối với linh hồn của hắn, nhưng không lớn như linh giả mà thôi. Huyền Tuyệt tôn giả, giao Độc Cô gia tộc cho ngươi. Sắc mặt Chu Hồn trầm xuống, hắn có chút kiêng kỵ cảnh văn, lại lao về hướng vô song. Cường giả hai tộc sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt giận dữ, nhưng vẫn tự mình hiểu lấy, trình tự chiến đấu khủng bố như vậy bọn họ không thể tham dự vào, cho dù là người của sáu đại hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Lục Lâm Thiên, hôm nay đem mạng trả lại cho Hóa Vũ Tông. Cùng một thời gian tám đạo chân khí tập trung lên người Lục Lâm Thiên, lão giả thân hình hùng vĩ chính là Hóa Hổ Tôn giả, dẫn đầu ra tay, chân khí khởi động, một đạo quyền ấn oanh thẳng tới trước. Oanh! Một quyền đánh ra, kinh khí phá hủy không gian, hào quang tối đen bao phủ quyền ấn, tiếng nổ trầm thấp vang vọng không ngừng. Nhị đệ, để ta đối phó tên này. Dương Quá hét lớn một tiếng, chân dẫm hư không, không gian trực tiếp băng vỡ, không gian ba văn phá nát thổi quét tứ tán. Cùng một thời gian, Dương Quá khởi động nham thạch khải giáp, tay cầm chấn thiên, kiếm khí sắc bén bộc phát, khí thế vỡ áp thiên địa. Một đạo kiếm quang xé nát không gian, hung hăng bổ thẳng vào quyền ấn của Hóa Hổ, trực tiếp va chạm lẫn nhau. Oanh long! Phong vân biến sắc, năng lượng phong bạo khủng bố như cuồng phong phát tán, dãy núi bên dưới như sơn băng địa liệt hóa thành mảnh nhỏ. Đặng đặng! Thân hình Dương Quá lảo đảo thối lui hơn 10 bước, mà thân thể Hóa Hổ chỉ hơi lay động mà thôi. Chấn thiên giống như cảm giác được Dương Quá không địch lại, từ trên thân kiếm bộc phát uy áp, kim mang tung hoành, kiếm quang lướt ra. Giữa không trung gió dục mây vần, thậm chí còn có tiếng sấm sét vang vọng. Gì? Ánh mắt nhóm chuẩn đế nhìn qua chấn thiên, đều cảm giác được uy áp, sắc mặt lập tức biến hóa, thanh kiếm trong tay Dương Quá tuyệt đối không phải vật tầm thường. Đồ khốn! Kim Huyền nhìn thấy thiếu chủ không địch lại, quát một tiếng muốn lao qua. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Nhân quý cùng linh sát cùng lắc mình ngăn cản Kim Huyền, tốc độ nhanh tới cực hạn.
nhìn xem ngươi rốt cục là thứ yêu thú gì. Năng lượng thổ hệ thổi quét, cả không gian biến thành hôn ám, một đạo thủ ấn cực lớn ngưng tụ, lập tức oanh kích về phía Kim Huyền. Cút trở về cho ta. Kim Huyền quát lớn, yêu nguyên thao thiên hóa thành năng lượng quang trụ kim sắc hung hăng va chạm cùng đại thủ ấn kia. Oanh! Tiếng sấm nổ vang, một ngọn núi khổng lồ bên dưới bị dư ba chấn vỡ. Hừ! Nhân quý lảo đảo thối lui, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Cùng lúc đó đạo quyền ấn của linh sát cũng bay tới. Ngươi cũng cút ngay. Kim Huyền quát lạnh, hóa trưởng thành chảo, hoàng sắc quang mang bạo lướt bao phủ quyền ấn đang bay tới. Oanh! Va chạm khủng bố, không gian phá nát, kinh khí thổi quét, đất rung núi chuyển không ngừng sụp đổ. Đặng đặng! Lực phòng ngự của linh sát còn không bằng hóa hổ, thân ảnh lập tức thối lui. Thật mạnh! Nhóm chuẩn đế không ngờ Kim Huyền lấy một địch hai vẫn còn chiếm được thượng phong như thế. Sắc mặt nhân quý có chút khó xem, nháy mắt lại lao về hướng Kim Huyền, không gian thổ hệ lan tràn, nhất thời đem hư không xung quanh phong tỏa. Suy! Linh sát tiếp tục nhào lên, nhiệm vụ của bọn hắn là bám trụ Kim Huyền không cho hắn thoát thân. Oanh oanh! Thực lực Kim Huyền rõ ràng mạnh hơn hai người, nhưng muốn thoát thân tuyệt đối khó khăn, ánh mắt sắc bén bắn ra, không ngừng cuồng mãnh va chạm với cả hai, nhất thời sơn băng địa liệt, không gian phá nát. Người hai hoàng tộc chỉ trơ mắt nhìn thần nữ bị công kích lại không giúp đỡ được gì, cường giả đỉnh cấp trong tộc không thấy xuất hiện. Trong bảy chuẩn đế còn lại, sắc mặt Long Ảnh run lên, ánh mắt càng thêm âm tàn. Tiểu tử, nhìn xem còn ai có thể cứu ngươi, chết đi. Long Ảnh quát lạnh, lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, sát ý bắn ra, linh lực quang trụ xen lẫn linh hồn công kích va chạm thẳng tới. Ca ca, muội toàn lực bám trụ một tên. Lục Tâm Đồng định lao về hướng Long Ảnh. Tâm Đồng, muội đi giúp đại ca, những tên khác đều giao cho ta. Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng. Dù sao hắn có bất diệt huyền thể cùng thần khí bảo hộ, đám chuẩn đế cũng không phải đế giả, muốn lấy mạng hắn không dễ dàng. Ca ca, tin tưởng muội, muội đánh không lại nhưng muốn lấy mạng của muội cũng không dễ dàng. Lục Tâm Đồng nghiến răng nói. Dứt lời, không đợi Lục Lâm Thiên trả lời, hơn nữa linh lực quang trụ đã bắn tới trước người, thân ảnh nàng lóe ra, độc phụ phóng thích ngập trời, nháy mắt bao phủ cả không gian, khởi động tử linh hồn năng giáp. Một giây sau một đạo thanh hắc quang trụ từ mi tâm nàng bay ra, lập tức hóa thành đạo thanh hắc quang trụ khổng lồ xuyên qua hư không, hung hăng va chạm vào linh lực quang trụ của Long Ảnh. Hai đạo lực lượng khủng bố va chạm lẫn nhau, năng lượng dao động khủng bố dựng lên, cả không gian đều sản sinh vết rách, bắt đầu vặn vẹo nứt nẻ. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian nứt toác, uy áp lan tràn. Đặng đặng! Thân hình Lục Tâm Đồng lảo đảo thối lui. Quang mang trên hồn giáp chấp lóe. Sắc mặt Long Ảnh biến hóa, đạo thanh hắc điện quang vừa rồi lại trực tiếp áp chế bà ta, khiến linh hồn bà ta run rẩy. Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, lại một đạo thanh hắc điện quang bắn lên không trung, hóa thành một đạo thanh lôi huyền đằng. Thanh lôi huyền đằng xuất hiện, nháy mắt hóa thành từng cây huyền đằng, mang theo thanh hắc điện quang cuồng bạo trào ra, làm cả không gian ba văn cũng nổi lên dao động kịch liệt. Hiu hiu. Thanh lôi huyền đằng lớn cỡ cánh tay hài nhi rậm rạp bao phủ cả không gian, đem Long Ảnh hoàn toàn vây kín bên trong. Thanh lôi huyền đằng trời sinh áp chế linh hồn, lại có thêm kịch độc, làm sắc mặt Long Ảnh cũng biến thành ngưng trọng. Quả nhiên có thanh lôi huyền đằng. Nhóm chuẩn đế kinh ngạc, trong mắt hiện vẻ tham lam. Hiu hiu. Thanh lôi huyền đằng đều bạo động, bắt đầu công kích, vô số huyền đằng từ bốn phương tám hướng kéo dài, thổi quét về hướng Long Ảnh. Đáng chết. Sắc mặt Long Ảnh âm trầm, đánh ra một trường, chấn vỡ không ít huyền đằng, nhưng vẫn không cách nào thoát khốn, càng nhiều huyền đằng cuốn tới, khiến Long Ảnh không thể thoát thân, nhưng cũng không làm gì được bà ta trong nhất thời. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, khẩn trương nhìn chăm chú giữa không trung, thực lực Tâm Đồng không đủ, nhưng nhờ huyền đằng áp chế linh hồn nên tạm thời có thể giằng co. Đánh chết Lục Lâm Thiên quan trọng hơn. Sáu chuẩn đế còn lại hận Lục Lâm Thiên thấu xương. Nhìn thấy Long Ảnh bị Lục Tâm Đồng ngăn cản, vẫn chưa thay đổi kế hoạch, dù sao Lục Lâm Thiên mới là người trọng yếu nhất. Thân ảnh Lan Mộc chợt lóe, chân khí mộc hệ tràn ra, ngưng tụ thành không gian năng lượng cuồn cuộn trên bầu trời, uy áp tràn ngập. Tiểu hỗn trướng, xem lần này còn ai cứu ngươi. Lan Mộc hét lớn một tiếng, đại thủ ấn đánh xuống, mang theo khí tức hủy diệt, không gian nứt nẻ,
biến thành màu xanh biếc, bao phủ về hướng Lục Lâm Thiên. Năm chuẩn đế còn lại vẫn chưa ra tay, cho rằng một mình Lan Mộc đủ đối phó. Ngay lúc này trong giới chỉ của Lục Lâm Thiên bắn ra đạo thanh mang, hóa thành một thân ảnh, khí tức chuẩn đế lan tràn, trong tay ngưng tụ năng lượng quang thúc quét ngang chân trời, oanh thẳng về hướng Lan Mộc tôn giả. Phanh! Năng lượng quang thúc oanh lên đại thủ ấn, như vẫn thạch va chạm, hào quang bộc phát, không gian run lên, nháy mắt đã đánh vỡ đại thủ ấn, đánh vỡ khe không gian, kinh khí dư âm thổi tung chấn nát không gian ba văn xung quanh, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Đặng đặng! Thân hình Lan Mộc lui ra sau mấy bước, lập tức nhìn thân ảnh mới xuất hiện, trong mắt lộ tia kinh hãi. Thân ảnh kia toàn thân ngăm đen xanh mét, như ngọn núi lớn không thể lay động, uy áp cuồn cuộn như biển khơi lan tràn, thiên địa năng lượng xoay quanh, bên trong thân thể kia ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là khủng bố. Khôi lỗi! Sắc mặt Lan Mộc đại biến, không ngờ mình lại bị đánh lui vì một cỗ khôi lỗi. Đó là khôi lỗi chuẩn đế, cẩn thận một chút. Nhân quý thét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến hô to, sở dĩ hắn cảm nhận được là vì thần kim các chuyên nghiên cứu về khôi lỗi. Khôi lỗi chuẩn đế. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cỗ khôi lỗi kia. Nhóm người Kim Huyền đang gian nan đối chiến, nhìn thấy Lục Lâm Thiên còn cỗ khôi lỗi chuẩn đế, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn ngưng trọng. Khôi lỗi chuẩn đế lợi hại, ta cùng Lan Mộc bám trụ nó, tiểu hỗn chứng kia rất nhiều thủ đoạn. Bốn người các ngươi lập tức đánh chết hắn. Hoàng Y đại hán hét lớn một tiếng, lập tức lao ra, không gian đều run rẩy, nháy mắt lao về hướng đế khôi. Người này là đế thú yêu tôn của Vạn Thú Tông, từng có được uy danh hiển hách. Nghe đồn đãi người này là cô nhi, do một con mẫu hùng nuôi lớn, nếm qua vô số yêu thú yêu đan, nhưng có thể sống sót chính là kỳ tích, trước kia tiến vào Vạn Thú Tông chẳng khác gì một đầu yêu thú lợi hại. Giết! Tâm thần Lục Lâm Thiên vừa động, chợt quát. Suy! Cỗ khôi lỗi lập tức bay lên, khí thế sát phạt bạo tuôn, phong vân khởi động, năm ngón tay gấp khúc hóa thành trưởng ấn lướt qua không gian phá nát từng khúc, xen lẫn linh hồn công kích bên trong, oanh thẳng về hướng đế thú. Hừ! Đế thú hừ lạnh một tiếng, cánh tay cường tráng đánh ra, không gian liên tục nổ tung, hung hăng đánh ra trưởng ấn va chạm thẳng tới. Có thể trực tiếp đối kháng cùng đế khôi cũng chỉ có những hạng người hung hãn không sợ chết như hắn. Oanh! Hai đạo trưởng ấn va chạm, thanh âm vang dội như sấm, cự lực chấn vỡ không gian, ngọn núi bên dưới bị thổi quét ầm ầm sụp đổ. Đặng đặng! Thân hình đế thú lảo đảo thối lui hơn trăm thước, mà đế khôi chỉ bị đẩy lui vài thước mà thôi. Thật mạnh! Mí mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, theo phỏng chừng của hắn đế khôi còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Muốn giết chết chuẩn đế thì không thể nào, thậm chí khi động thủ cũng chưa chắc đối phó được hai chuẩn đế, nhưng muốn bám trụ hai chuẩn đế vẫn có thể làm được. Sắc mặt bốn chuẩn đế còn lại đều âm trầm, tổng cộng xuất động 12 chuẩn đế, không ngờ đều bị bám trụ 8 người, cũng may chuẩn bị đầy đủ, khó trách mỗi lần đối phó Lục Lâm Thiên đều thất bại trong gang tấc. Thân ảnh Diệu Nhật chợt lướt ra, quát lớn. Tiểu tạp toái, không còn khôi lỗi chuẩn đế đi. Tiếng quát rơi xuống. Thân ảnh Diệu Nhật đã đi tới trước người Lục Lâm Thiên, chân khí hỏa hệ lan tràn, lập tức biến thành hỏa diễm ngưng tụ khắp bốn phương tám hướng, nháy mắt bao vây xung quanh Lục Lâm Thiên. Tiểu tạp toái, ngươi chết đi, liệt diễm khốn của Khôn Dương đảo đủ thiêu đốt ngươi thành cho tàn. Thủ ấn Diệu Nhật biến hóa, hỏa diễm cấp tốc co rút lại, đem Lục Lâm Thiên trói buộc ngay bên trong. Lục Lâm Thiên tựa hồ chỉ có nhiều thủ đoạn mà thôi, hình như không gì hơn cái này đi. Ba chuẩn đế còn lại lạnh lùng nhìn qua, trong mắt lộ vẻ cười lạnh. Lục Lâm Thiên khởi động thanh linh khải giáp, sát khí tràn dâng, chỉ có thể liều mạng. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngay lúc không gian hỏa diễm co rút lại, thanh âm Lục Lâm Thiên truyền ra, thủ ấn rơi xuống, thời không lao ngục khuếch tán. Hai không gian oanh cùng một chỗ, dây dưa chốc lát, không gian nứt vụn từng khúc, nháy mắt khôi phục, không ngừng giằng co. Gì? Nhìn thấy liệt diễm khốn của mình bị bức lui, sắc mặt Diệu Nhật đại biến, lực công kích quỷ dị làm hắn kinh ngạc, một cỗ chân khí sắc bén tiêu sát vô cùng bá đạo thổi quét khắp hư không, làm cho hắn cảm nhận được uy áp. Đây là tân thuộc tính mà Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ được sao? Đây chính là điều mà người thiên địa minh cảm thấy Lục Lâm Thiên đáng sợ, nhất định phải đánh chết hắn, nếu chờ tân thuộc tính đại thành, sẽ không còn ai đối phó được Lục Lâm Thiên. Bên trong thời không lao ngục kim hệ.
Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, quát. Kim sinh thủy. Dứt lời, lam mang chợt lóe, thời không lao ngục dung chuyển, chỉ nháy mắt năng lượng kim hệ biến mất, mà thủy hệ gấp 16 lần tràn ra. Chỉ nháy mắt thời không lao ngục thủy hệ gấp 16 lần cấp tốc lan tràn, kim mang đại phát, hàn khí tận xương, trong không gian tràn ngập băng xương. Suy suy, không gian hỏa diễm đột nhiên bị thổi quét chấn vỡ mai một, vô hình chung đã bị áp chế, liên tục tháo chạy như gặp phải khắc tinh trời sinh. Tại sao lại như vậy? Diệu Nhật kinh ngạc, khí thức của Lục Lâm Thiên làm cho hắn phát run, chân khí như động lại, hàn băng khí làm hắn không cách nào ngăn cản, cùng lúc đó nhiều lực công kích quỷ dị tràn tới, làm cho hắn luống cuống tay chân, tâm thần bất an không thể ngăn cản. Đây là vũ khí thiên cấp. Ánh mắt thiểm điện rung động. Vào lúc này không gian hỏa diễm đã dần dần tiêu tán không thấy, hàn khí lan tràn như muốn đóng băng cả không gian, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Cho ta xem thử chuẩn đế mạnh như thế nào. Sóng âm truyền ra, hàn băng chân khí khuếch tán, thủ ấn vỗ xuống, không gian thời không lao ngục thủy hệ đột nhiên co rút lại, hoàn toàn đóng băng, không gian lớn hơn vạn thước tràn ngập hàn khí cấp tốc hóa thành một ngọn núi băng khổng lồ lớn hơn ngàn thước. Xung quanh núi băng không gian ba văn không ngừng truyền ra tiếng vỡ răng rắc, từng vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn, xen lẫn theo hàn băng khí tán phát, làm mọi người đều cảm giác được chân khí hủy diệt tràn tới. Oanh long! Núi băng thật lớn chỉ nháy mắt từ trên không rơi xuống, oanh kích thẳng tới Diệu Nhật, một đường rơi xuống không gian đều bị đông lạnh thành mảnh nhỏ, hiển lộ ra hư không tối đen thật lớn, với tốc độ nhanh như sấm đánh trực tiếp bao phủ Diệu Nhật tôn giả. Diệu Nhật không kịp thoát thân. Ngay sau đó núi băng trực tiếp nổ tung. Phanh phanh. Núi băng nổ tung, hàn băng chân khí băng hàn tận xương thổi quét, kinh khí băng giá khiến không gian ba văn đều đông thành băng xương, lộ ra khe không gian tối đen. Suy. Thân ảnh Diệu Nhật không biết là bỏ chạy hay bị chấn bay ra, bay ngược hơn 300 thước mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, trên môi còn có vết máu, sắc mặt cực kỳ khó xem. Sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút tái nhợt, thân ảnh cũng thối lui. Thật sự tiêu hao không ít. Ánh mắt hắn chớp động, hắn dùng một kích toàn lực tựa hồ chỉ có thể làm chuẩn đế bị thương nhẹ mà thôi, chuẩn đế thật sự là cường hãn. Đúng như dự liệu của Lục Lâm Thiên, thực lực của hắn không tới nỗi không thể đối phó chuẩn đế. Hô! Người Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia, hơn nữa còn có người vây xem xa xa đều lộ vẻ rung động, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên đánh một chiêu đã làm chuẩn đế bị thương, thực lực tiến bộ thật quá nhanh. Ánh mắt vốn đang thoải mái của nhóm chuẩn đế lập tức lộ vẻ khiếp sợ lẫn ngưng trọng. Lục Lâm Thiên một chiêu thành công, khóe môi hiện lạnh ý. Tiểu tử này lợi hại, các ngươi còn không liên thủ, mau chóng đánh chết hắn. Lan Mộc quát to, cùng ra tay. Sắc mặt thiểm điện, Quy Nhất, Liệt Không đều ngưng trọng, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Ba người thầm có ăn ý, từ ba góc độ đánh tới, mà thiểm điện đi trước, trường kiếm chợt ra khỏi vỏ. Tư tư, trường kiếm lóe lên quang mang, như điện quang lưu xuyến khắp cả thân kiếm. Lục Lâm Thiên, hôm nay bản tôn thật không tin ngươi có thể không chết. Trong mắt thiểm điện tản ra sát ý nồng đậm, bước lên một bước, thân ảnh quỷ dị xuyên qua không gian, kiếm quang đánh xuống. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp lên, thời gian lực gấp 30 lần tràn ra. Kiếm quang bổ ra không gian, nháy mắt đem thân ảnh Lục Lâm Thiên chém thành mảnh nhỏ. Tàn ảnh. Sắc mặt thiểm điện đại biến, hắn chỉ cảm thấy không gian ba văn chợt dao động, khi kiếm quang bổ xuống thì Lục Lâm Thiên đã biến thành tàn ảnh. Ông! Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, một tiếng nổ lớn, huyễn ảnh thanh vũ rực chớp lên, uy lực bàng bạc xé nát không gian. Có thần khí phi hành cũng trốn không thoát đâu. Quy Nhất hiện ra bên trái Lục Lâm Thiên, năng lượng phong hệ hội tụ thành long quyển phong bạo khổng lồ thổi quét tới. Lục Lâm Thiên, chết đi! Cùng một thời gian Liệt Không xuất hiện bên phải, khí tức phong hệ lan tràn, gió dục mây vần, ngưng tụ thành một chảo ấn tối đen lớn hơn ngàn thước, xé nát không gian như ma thủ lan tràn lao ra, hướng Lục Lâm Thiên chộp tới, vỡ áp hư không nứt vụn thành từng khúc. Khóe môi Lục Lâm Thiên hiện nụ cười lạnh, thể tích vũ dực mở rộng, năng lượng dao động minh mông mãnh liệt. Thần vũ diệt không. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, vũ dực nổ mạnh như tiếng sấm sét vang vọng khắp cả không trung. Hiu hiu. Trên vũ vực đột nhiên hiện ra thanh sắc loan đao bay về Upsilon T tới, tầng tầng rậm rạp, vạn vũ cùng phát, hóa thành hình cung bao phủ giữa không trung,
trực tiếp va chạm vào Long Quyển Phong Bạo. Chuẩn đế vây công thì thế nào, hôm nay ta muốn xem ai có thể lấy mạng của ta. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đột nhiên quay đầu lại nhìn thủ ấn tối đen áp không vỗ xuống, trong tay kết xuất thủ ấn nhìn qua như cực kỳ thong thả, kỳ thật nhanh tới cực hạn, như cùng thiên địa hòa tan thành một khối. Cùng một thời gian chân khí mộc hệ tràn ra, lục sắc quang mang quanh quẩn, trong tích tắc lan tràn tới chói mắt, thậm chí còn mang theo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc bên trong. Đó là mười mấy cường giả Bắc Cung gia tộc nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt kinh ngạc, máu huyết trong cơ thể họ chợt sôi trào, linh hồn rung động. Trong đôi mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên có thanh sắc quang mang quanh quẩn. Khi thủ ấn tối đen vỡ áp xuống còn chưa đầy trăm thước, kinh khí khủng bố chấn vỡ cả không gian. Sinh sinh bất tức, Lục Lâm Thiên chợt hét lớn một tiếng, đột nhiên trước mặt hiện ra một đạo lục sắc quang vựng, hóa thành một cỗ lục sắc quang mang bao phủ khắp cả không gian. Trong khoảnh khắc khí tức sinh cơ trên người hắn đột nhiên gia tăng, lan tràn ra ngoài nhanh như chớp. Thoáng chốc một cỗ năng lượng đáng sợ giống như gió bão thổi quét ra ngoài. Ngay lúc thủ ấn tối đen sắp va chạm vào người Lục Lâm Thiên, cỗ lục sắc quang mang nháy mắt nở rộ, xung quanh vầng sáng lộ ra khe không gian tối đen, hung hăng đánh thẳng vào thủ ấn tối đen kia. Oanh long! Lục sắc quang mang lan tràn, cự lực sinh cơ cắn nuốt không gian vạn vật lan ra nhanh như chớp, không gian ba văn nứt vụn thành từng khúc, mà sinh cơ của thủ ấn tối đen lập tức bị cắn nuốt biến mất. Ngay tiếp theo cả không gian bị hủy diệt thành cho tàn lộ ra hư không, trong hư không một cỗ lục sắc quang mang bộc phát, chỉ còn lưu lại một mình Lục Lâm Thiên ở bên trong không gian kia. Đây là sinh sinh bất tức do Bạch Cung lão tổ Bắc Cung gia tộc chúng ta sáng chế a, là vũ khí thiên cấp chấn tộc trọng yếu nhất, sao cô gia lại biết thi triển? Người của Bắc Cung gia khiếp sợ, toàn thân bị áp chế run rẩy. Mà trong Bắc Cung gia cũng không vài người biết được, thậm chí cả đại trưởng lão cũng không biết. Vào lúc này Lục Lâm Thiên chợt cảm giác được chân khí trong cơ thể cấp tốc khôi phục lại, bên trong không gian sinh sinh bất tức giống như có được năng lượng cuồn cuộn chống đỡ, căn bản không cần lo lắng vấn đề tiêu hao hầu như không còn. Đây là vũ khí thiên cấp quỷ dị gì? Thủ ấn tối đen bị chặt đứt sinh cơ, thân ảnh quy nhất lộ ra, bên trong không gian lục sắc quỷ dị này luôn làm chân khí trong cơ thể hắn cấp tốc tiêu hao, căn bản không thể ngăn cản, khó thể thoát thân. Nếu chờ khi chân khí bị tiêu hao sạch sẽ chỉ sợ chính sinh cơ của hắn cũng bị cắn nuốt. Ánh mắt Quy Nhất hoảng hốt, năng lượng phong hệ lan tràn ngăn cản chân khí tiêu hao, nhưng không cảm giác được tác dụng quỷ dị của không gian nơi này. Răng rắc. Lúc này vạn vũ va chạm cùng Long Quyển Phong Bạo của Liệt Không, Long Quyển Phong Bạo khổng lồ trực tiếp bị cắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ, kinh khí ngập trời thổi quét giữa không trung, động sâu không gian xuất hiện, lộ ra rãnh sâu tối đen làm người sợ hãi. Hiu hiu. Vạn vũ bay vòng, nháy mắt ngưng tụ thành huyễn ảnh thanh vũ rực sau lưng Lục Lâm Thiên. Suy. Thân ảnh Liệt Không xuyên qua không gian ba văn đánh về phía Lục Lâm Thiên, nháy mắt kinh ngạc phát hiện chân khí trong cơ thể vẫn tiếp tục tiêu hao, thân hình lập tức tắc nghẽn. Siêu siêu. Đồng thời Diệu Nhật cùng Thiểm Điện đều lao về phía hắn, đồng thời cảm nhận được biến hóa quỷ dị như Liệt Không tôn giả. Chân khí trong cơ thể hai người đều không tự chủ được mai một. Không gian thuộc tính lan tràn nhưng không có tác dụng gì quá lớn, lực công kích tựa hồ còn mang theo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc, vô hình chung có thể áp chế bọn hắn một bậc. Bên trong không gian sinh sinh bất tức, Lục Lâm Thiên có năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ, trực tiếp đem bốn chuẩn đế vây bên trong, làm bọn hắn không cách nào giãy thoát ra ngoài. Trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng vui mừng, khó trách Bắc Cung lão tổ lại nói sau khi thi triển sinh sinh bất tức sẽ có không ít diệu dụng cần chính hắn lĩnh ngộ. Các cường giả chứng kiến uy lực khủng bố như thế, trong lòng tràn ngập hàn ý, thực lực Lục Lâm Thiên thật sự biến thái, không ngờ có thể đồng thời đối kháng bốn chuẩn đế. Vũ khí này thật quỷ dị, mau toàn lực phá vỡ nó. Thiểm Điện hét lớn một tiếng, tiêu hao như bây giờ chỉ sợ không qua bao lâu sẽ cạn kiệt, nhất định phải nhanh chóng phá vỡ không gian quỷ dị này. Vậy xem các ngươi có thể phá vỡ hay không đi. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập lục sắc quang mang. Cơ hội như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua. Tiếng quát rơi xuống, trên lòng bàn tay hắn hiện ra tử kim lưu quang, ném thẳng lên không trung, hóa thành đại đỉnh cực lớn lật úp lơ lửng trên không. Giữa không trung nhất thời lan tràn cỗ khí tức quỷ dị, chỉ trong nháy mắt không gian sinh sinh bất tức tràn ngập tử sắc lôi vân. Hô! Không gian đột nhiên run rẩy lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu lan tràn,
tử sắc lôi vân cuồn cuộn không ngớt, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, điện mang rít vang, nổ tung thành từng khúc. Đây là tử lôi huyền đỉnh, là tử lôi huyền đỉnh của yêu nghiệt huyền thiên yêu tôn 7.000 năm trước. Chân khí khủng bố lan tràn, ánh mắt bốn người thiểm điện bị vây trong không gian sinh sinh tức tức đều đại biến. Chuẩn đế mà thôi, muốn giết ta, trước thử xem tử lôi huyền đỉnh của bản tôn đi. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ xuống. Oanh long long, tử sắc lôi điện tuôn xuống, vô số lôi đình tuôn tràn nện thẳng xuống bốn người bên dưới. Tử sắc lôi đình ầm ầm nổ tung, mang theo lực lượng đáng sợ oanh kích xuống dưới, không gian nhất thời hỗn loạn một mảnh. Cẩn thận tử kim huyền lôi. Thiểm điện thúc giục trường kiếm trong tay, vẽ ra vô số kiếm ảnh ngăn cản từng đạo tử kim huyền lôi ở bên ngoài, nhưng mỗi khi huyền lôi giáng xuống kiếm ảnh chợt khựng lại nháy mắt, phối hợp cùng không gian sinh sinh bất tức khiến chân khí trong cơ thể hắn càng lúc càng tiêu hao nhanh chóng. Ba người quy nhất lập tức khởi động khải giáp hộ thân, thúc giục đủ loại thủ đoạn ngăn cản tử kim huyền lôi giáng xuống. Suy lạp lạp, trong mắt Lục Lâm Thiên lộ sát ý, có năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ, hắn liên tục đánh ra tử kim huyền lôi oanh kích lên bốn người, cuồng mãnh loạn tạc. Mặc dù bốn chuẩn đế mạnh mẽ, kỳ thật nếu tách riêng mỗi người cũng chỉ ngang ngửa với Lục Lâm Thiên mà thôi, Lục Lâm Thiên có bất diệt huyền thể, những người kia cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Chẳng qua Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể giằng co với bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn một mình tách ra cũng tuyệt đối không làm gì được Lục Lâm Thiên. Phốc, một thoáng sơ sẩy, Diệu Nhật Tôn giả lại bị nện trúng, miệng phun máu tươi. Oanh long long, dưới tiếng sấm, không gian tạc vỡ, bốn người ngày càng chật vật, chân khí ngày càng ít dần, đã bắt đầu cố hết sức. Oanh, không biết thế nào, Quy Nhất cùng Liệt Không đồng thời bị một đạo tử kim huyền lôi oanh kích trúng, không gian trước mặt phá nát, thân hình bị đẩy lui, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Suy lạp, từng đạo tử kim huyền lôi liên miên công kích xuống, rốt cục kiếm võng của thiểm điện bị oanh vỡ, trong miệng hắn lại phun máu tươi, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Sinh sinh bất tức phối hợp cùng tử lôi huyền đỉnh công kích, thực lực bốn chuẩn đế lẽ ra đủ sức đối kháng, nhưng lúc này lại không thể chống đỡ, luôn bị áp chế, càng ngày càng chật vật, chỉ còn có thể miễn cưỡng đối địch, giống như không có lực đánh trả. Thật mạnh, người Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia đều vô cùng kinh hãi. Lục Lâm Thiên đồng thời đối kháng bốn chuẩn đế lại áp chế bọn hắn không cách nào ngẩng đầu, điều này làm cho họ nghẹn họng nhìn chân chối, Lục Lâm Thiên chỉ mới đạt tới vũ tôn cửu trọng đỉnh mà thôi, thật sự là đáng sợ. Răng rắc, trên không trung xa xa, bên trong tầng thanh lôi huyền đằng rậm rạp, trong tay long ảnh xuất hiện một kiện linh khí quỷ dị, như côn phi côn, như tiên phi tiên, thúc dục ra vô tàn ảnh, mỗi tàn ảnh đều cắt vỡ không gian. Một cỗ năng lượng kình khí vô cùng cường hãn như cuồng phong thổi quét. Phanh phanh. Không gian run lên, tựa như sụp đổ, rốt cục đem tầng thanh lôi huyền đằng rậm rạp chấn vỡ. Ngay tiếp theo sau, một cỗ cự lực chút xuống, thân ảnh Lục Tâm Đồng bị đẩy lui, mỗi lui một bước không gian lại nứt nẻ, khe không gian rậm rạp lan tràn khắp bốn phía. Phốc. Lục Tâm Đồng phun máu tươi, dung nhan tuyệt mỹ thoáng tái nhợt. Thiểm điện, Quy Nhất. Các ngươi còn không toàn lực ra tay, nhất định phải kích giết Lục Lâm Thiên. Đẩy lui Lục Tâm Đồng, long ảnh chợt quát lớn, thân ảnh cấp tốc lao thẳng tới chỗ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mới là mục tiêu thứ nhất, cho nên tình nguyện buông tha Lục Tâm Đồng dù nàng đã bị thương. Lão yêu bà, người đi không được. Lục Tâm Đồng quát lạnh một tiếng, không để cho long ảnh đi ảnh hưởng ca ca, thủ ấn biến hóa, tâm thần toàn lực khống chế, thanh lôi huyền đằng bị chấn nát tiếp tục bay vòng. Mang theo thanh sắc lôi quang lóe sáng trực tiếp dung hợp lẫn nhau. Chỉ nháy mắt vô số thanh lôi huyền đằng hội tụ thành một cây mây thanh sắc dài hơn trăm thước, chiều dài như vô tận, giống như đầu thanh quang điện long khổng lồ ngẩng đầu đứng thẳng. Hiu! Thanh lôi huyền đằng lao ra, nháy mắt ngăn cản trước người long ảnh, điện quang tuôn xuống, bao phủ cả không gian, uy áp vỡ áp thiên địa, một cỗ khí tức phảng phất như đến từ viễn cổ lặng yên lan tràn, linh hồn long ảnh run rẩy lên. Hồn anh cảm nhận được kiêng kỵ thật sâu sắc. Cùng nhau ra tay, mau toàn lực phá vỡ không gian này. Bốn người thiểm điện vừa nghe tiếng quát của long ảnh, cùng nhau xuất động, thủ ấn biến hóa, đứng theo bốn phương vị, chân khí động tới thiên địa năng lượng nhất thời ngưng tụ, gió dục mây vần, bốn người đều ngưng tụ thành một mảnh năng lượng lan tràn khắp không gian. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, cảm giác áp lực tăng lớn, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Toàn lực thúc giục tử kim huyền lôi oanh thẳng tới bốn người.
Giữa không trung bình tĩnh, hơn 10 thân ảnh lăng không bay nhanh, đi đầu là một kim bào thiếu niên tóc vàng mang theo yêu khí tao nhã, bên cạnh là hai nữ tử tuyệt mỹ vưu vật, ngoài ra còn hai thiếu nữ xinh đẹp nóng bỏng. Đột nhiên, thanh y nữ tử dừng lại, đôi mắt chợt thay đổi. Mẹ, chuyện gì vậy? Thiếu niên dừng lại hỏi, vừa dứt lời ánh mắt cũng biến hóa, tựa hồ cảm nhận được điều gì. Phía trước có động tĩnh, ít nhất là chuẩn đế đang giao thủ, nhân số không ít. Thanh y nữ tử nói, là chân khí của lão đại, nhất định là thiên địa minh đang đối phó lão đại, mẹ, con đi trước một bước. Ánh mắt thiếu niên đại biến, vừa dứt lời thân ảnh đã biến mất tại chỗ, một thanh âm tràn ngập sát ý thao thiên truyền tới. Thiên địa minh tạp toái, nếu lão đại bị thương, ta sẽ nghiền xương các ngươi thành tro. Thân ảnh bạch y nữ tử cũng chợt lóe, biến mất tại chỗ. Bên trong không gian tối tăm mù mịt, Quy Nhất, Thiểm Điện, Liệt Không, Diệu Nhật đồng thời ngưng tụ bốn luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn, không gian co rút lại, hội tụ thành ba đạo quang trụ phong nhận cùng một đạo quang trụ hỏa diễm, bốn đạo quang trụ đồng thời nổ bắn ra xa, mang theo khe không gian tối đen nháy mắt va chạm vào nhau. Phanh phanh, bốn đạo quang trụ nháy mắt nổ tung, tiếng nổ sấm sét vang vọng trên không, lộ ra không gian động sâu tối đen, lực lượng khủng bố ngập trời nháy mắt cắn nuốt hết thảy vật chất xung quanh. Không gian sinh sinh bất tức đột nhiên run lên, rốt cục bị phá vỡ. Lục Lâm Thiên phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tuy phá vỡ được không gian, nhưng cả bốn chuẩn đế bị tiêu hao đáng sợ, đều có thương tích trong người, trong đó thương thế Diệu Nhật càng thêm nặng. Mau đánh chết Lục Lâm Thiên, dù trả giá đắt. Áp lực suy giảm nhiều, nhìn thấy Lục Lâm Thiên phun máu, bốn người cùng động, lao thẳng về phía hắn. Nhìn bốn người lao tới. Xung quanh Lục Lâm Thiên lan tràn không gian thổ hệ, chân khí cương quyển bao phủ quanh thân, thủ ấn biến hóa, bốn đạo tử sắc lôi đình ầm ầm giáng xuống. Đánh chết Lục Lâm Thiên. Bốn đạo tử kim huyền lôi oanh kích, sắc mặt bốn người trầm xuống, không nghĩ tới vừa muốn đối kháng tử kim huyền lôi vừa muốn giết chết Lục Lâm Thiên. Phanh 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 phanh. Năng lượng dao động, giây lát đã tới gần Lục Lâm Thiên, bốn đạo năng lượng giải lụa thổi quét, cùng lúc va chạm vào không gian thổ hệ của hắn. Mặc dù bốn giải lụa năng lượng thoáng khựng lại, nhưng vẫn xuyên thủng không gian đánh lên cương quyển, lập tức ầm ầm chấn vỡ, chút vào trong thân thể Lục Lâm Thiên. Cơ hồ đồng thời bốn đạo tử kim huyền lôi cũng giáng lên cương quyển phòng ngự của bốn người kia. Oanh long long, bốn đạo lôi đình giằng co với cương quyển phá nát, điện mang quanh quẩn truyền vào trên khải giáp trên thân bốn người. Phốc, bốn người đều phun máu tươi, nhưng khải giáp chưa nát. Đều đang chống cự cự lực lôi đình. Phốc, cùng một thời gian Lục Lâm Thiên cũng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như chúng đòn nghiêm trọng, mà thanh linh khải giáp cũng bắt đầu nứt nẻ. Lại không có việc gì. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên vẫn chưa chết, cả bốn chuẩn đế đều cả kinh. Giết, cũng không do dự, Diệu Nhật đã tới trước người Lục Lâm Thiên, trong tay bắn ra quang trụ hỏa diễm, hóa thành hỏa cầu thật lớn vỡ áp xuống. Bạo phong long vũ. Lục Lâm Thiên bị trọng thương, thân ảnh tắc nghẽn khó thể tránh né, nháy mắt thúc giục thủ ấn va chạm cùng hỏa cầu. Oanh long! Vừa va chạm, không gian nổ tung, mảnh nhỏ không gian xen lẫn hỏa diễm phá nát kích tán bốn phía, năng lượng dao động lập tức tràn ngập. Cả hai người đồng thời phun máu tươi, thân hình lảo đảo lui ra sau, Lục Lâm Thiên tựa hồ còn lui ra xa hơn. Chẳng qua giờ phút này Quy Nhất đã xuất hiện sau lưng hắn. Một đạo quyền ấn phá không hung hăng đánh lên người Lục Lâm Thiên, mặc dù hắn biết Quy Nhất công kích nhưng muốn tránh cũng không kịp nữa. Oanh! Một quyền hung hăng nện thẳng vào huyễn ảnh thanh vũ dực. Phốc! Có vũ dực ngăn cản cùng lực phòng ngự thân thể, nhưng thân hình Lục Lâm Thiên vẫn lảo đảo bật ra phía trước, miệng lại phun máu, tử kim huyền lôi hóa thành lưu quang bay vào trong cơ thể hắn. Ngao! Long ảnh biến hóa thủ ấn, linh khí hóa thành một đầu hoàng long dài hơn ngàn thước. Hoàng long rít gào mang theo long uy kinh người xuyên thủng không gian. Thanh lôi huyền đằng hóa thành đầu hư ảnh dị thú khổng lồ, lập tức giống to. Ngao! Oanh oanh! Hai đầu dị thú va chạm lẫn nhau, không gian hắc động hiện lên, năng lượng bàng bạc nổ tung, hư ảnh dị thú lập tức phá nát. Mà đầu hoàng long cũng đánh thẳng lên người Lục Tâm Đồng. Phốc! Hồn giáp trên người Lục Tâm Đồng lõm vào, thân thể mềm mại lảo đảo thối lui, miệng phun máu tươi. Chân khí hoàn toàn uể oải. Tâm Đồng. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn mang như thực chất,
sát khí thao thiên bắt đầu khởi động. Tiểu tạp toái, bản thân ngươi còn khó bảo toàn. Lục Lâm Thiên thoáng chút phân thần, lập tức biến thành chí mạng. Liệt không nháy mắt xuất hiện trước người hắn, quyền ấn mang theo khe không gian tối đen hung hăng đánh vào bụng Lục Lâm Thiên, muốn phá hủy đan điền khí hải dồn hắn vào chỗ chết. Oanh! Thanh linh khải giáp phá nát một mảng lớn, máu tươi tràn ra, cự lực chút lên bụng, Lục Lâm Thiên phun máu tươi, thân hình hung hăng đập xuống ngọn núi khổng lồ bên dưới. Oanh oanh! Ngọn núi như sơn băng địa liệt, nứt vỡ lan tràn. Tâm đồng! Lục Lâm Thiên đẫm đầy máu tươi lao ra, đá vụn kích tán khắp bốn phía. Lục Lâm Thiên căn bản không quan tâm thương thế của mình, một quyền vừa rồi khiến đan điền khí hải của hắn chao đảo, gần như sắp bị phá hủy. Lực phòng ngự thật mạnh. Bốn chuẩn đế đều rung động, lực phòng ngự như vậy đúng là danh bất hư truyền. Tiểu nha đầu, người cũng đi chết đi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đã trọng thương, Long Ảnh không muốn bỏ qua cơ hội, sát ý thấu xương, một đạo quang trụ linh lực bay thẳng tới Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng ngưng trọng, miệng đầy máu tươi, chấn linh diệt hồn tháp bay ra, hai lệ quỷ hồn anh lập tức bạo lướt ra ngoài. Chi chi! Hai hồn anh lập tức bị linh lực quang trụ phá hủy, quang trụ thoáng khựng lại sau đó tiếp tục bay về hướng Lục Tâm Đồng. Cẩn thận! Lục Lâm Thiên đang định lao tới, đột nhiên sắc mặt đại biến. Giờ phút này đan điền khí hải của hắn run lên, chân khí chao đảo, lúc này trong khí hải dao động làm thân hình hắn liền bị ảnh hưởng. Trước quản chính mình đi! Diệu Nhật lại lướt tới, thủ ấn mang theo hỏa diễm ầm ầm thổi quét bay qua. Nhìn thấy thủ ấn hỏa diễm vỡ áp xuống, làm cho Lục Lâm Thiên càng thêm lo lắng chính là linh lực quang trụ đang bay về hướng Lục Tâm Đồng mà hắn hoàn toàn vô năng vi lực. Thiên địa minh tạp toái, các ngươi dám động lão đại cùng Tâm Đồng, cút ra cho ta. Nhưng đúng ngay lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng quát lớn truyền tới. Sóng âm cuồn cuộn, quanh quẩn giữa không trung, một đạo kim sắc lưu quang đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Thân ảnh kia không hề mang tới đạo linh lực quang trụ bay tới, tùy ý cho nó va chạm lên người. Ngươi dám giết hắn, ta liền diệt ngươi. Một thanh âm thản nhiên lại như thanh âm thiên nhiên đột nhiên truyền ra. Cơ hồ cùng một lúc một đạo bạch quang hiện ra trước người Lục Lâm Thiên, bên trong bạch mang xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển lao ra nhanh như chớp, yêu nguyên phong hệ bạo tuôn, một đạo bạch sắc quang trụ xuyên thẳng bầu trời, va chạm thẳng vào thủ ấn hỏa diễm. Oanh! Bạch quang xuyên thấu không gian, tiếng nổ tung trầm thấp, kinh khí đáng sợ xen lẫn hỏa diễm phá nát cuồn cuộn khuếch tán, khe không gian rậm rạp lan tràn như mạng nhện. Oanh long! Ngay nháy mắt một tiếng nổ tung thật lớn vang vọng, cả không gian đều biến thành động sâu tối đen. Thân ảnh xinh đẹp lảo đảo thối lui vài chục bước, chân dẫm hư không, mà thủ ấn hỏa diễm cũng đã tan biến trong vô hình. Oanh! Cùng một lúc linh lực quang trụ va chạm thẳng vào kim ảnh kia. Chuẩn đế mà thôi, tiểu long gia còn chưa để vào trong mắt. Kim ảnh quát một tiếng, thân hình lại không chút nào ảnh hưởng, không lùi mà tiến tới, trực tiếp phá hủy linh lực quang trụ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, nháy mắt đã xuất hiện trước người Long Ảnh. Oanh! Trong tích tắc quyền ấn bay ra, không gian kíp nổ, đã hung hăng đánh thẳng lên LNG ngực Long Ảnh. Oanh! Tiếng nổ như sấm, Long Ảnh căn bản không kịp trốn thoát, trực tiếp đập lên người bà ta. Mà không gian xung quanh đều nổ tung. Lục Lâm Thiên vừa nhìn thấy bạch ảnh trước mắt, chợt ngây người. Bạch Linh, ngươi có sao không? Bạch Linh nháy mắt đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, vừa nhìn thấy thương thế trên người hắn, sắc mặt thật khó xem. Còn không chết được. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt với vẻ vui sướng, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Phốc, Long Ảnh phun máu tươi, thân hình bắn ngược xuống. Trực tiếp nện vào một ngọn núi lớn bên dưới.